Chương 286, phương thuốc trừ bệnh bằng sa dùng nửa lạng thôi, không có vấn đề gì đâu." Tiêu Phàm mỉm cười đáp, sau đó chứng minh bổ sung mấy câu. "Từ viện trưởng, Hoàng bí thư cũng chưa hẳn là bị binh, mấy ngày nay không chú ý phương diện ăn uống, hỏa khí thịnh vượng, thanh nhiệt đi thì không có vấn đề gì nữa đâu." "Đúng đúng đúng, từ viện trưởng cứ dựa theo phương thuốc của tiêu trưởng phòng mà bốc thuốc đi." Hoàng đại bằng lập tức phụ họa theo. Tiêu Phàm y thuật có tốt hơn từ viện trưởng không, tạm thời không thể kết luận. Nhưng tính nhạy cảm của Tiêu Phàm đối với chính trị khẳng định hơn hẳn từ viện trưởng. Kỳ thực việc tới bệnh viện nhân dân đêm nay, Hoàng Đại Bằng vốn không đồng ý, vốn chỉ là định mời thầy thuốc bệnh viện tỉnh tới xem qua cho, chỉ cần sức khỏe không có vấn đề nghiêm trọng gì, vậy thì để ngày mai tính tiếp. Suốt đêm chạy tới bệnh viện mà chỉ có thể nói được bệnh tình Hoàng bí thư khá nghiêm trọng. Lúc này, Hoàng Đại Bằng lại đang trong thời kỳ rất quan trọng, nếu trong vòng 2 năm mà không leo tới cấp bậc tỉnh bộ, như vậy sẽ phải đối mặt với việc về hưu. Mấy năm gần đây, bên trên đối với cán bộ cao cấp nhậm chức quá giới hạn, thực hiện rất nghiêm túc, đến tuổi sẽ phải lui xuống, không có con đường để quay lại tiếp tục đảm nhiệm nữa. Muốn lên chức, cho dù là cán bộ hư chức tỉnh ủy, sức khỏe tốt cũng là một điều kiện quan trọng. Thân thể mà có vấn đề, mọi việc đều phải ngừng lại. Hoàng đại bằng không muốn dư luận làm mưa làm gió vào lúc này. Audio điện tử võ tấn bền. Chẳng qua Chu Hiểu Thanh lại như lâm vào đại địch, khăng khăng đòi đưa ông lên viện kiểm tra, Hoàng Đại Bằng cũng cảm thấy khó chịu, nên cũng đồng ý với ý kiến của vợ, đi suốt đêm để tới bệnh viện tình. Hiện tại tiêu phàm luôn miệng nói, Hoàng Bí Thư không có bệnh, Hoàng Đại Bằng rất hài lòng, quả nhiên không hổ xuất thân từ gia đình chính trị quyền quý, đối với những tình huống như vậy đều nhìn thấu triệt để. Được, được, cái này, lập tức theo đơn bốc thuốc sắc thuốc cho tốt rồi mang lại đây. Hoàng đại bằng chỉ thị, từ viện trưởng cũng không tự làm khó mình nữa, lập tức đưa phương thuốc giao cho một y tá. Mặc dù từ viện trưởng học qua Tây Y, nhưng làm thầy thuốc chủ nhiệm khoa nội, đối với Trung Y cũng có chút hiểu biết, biết sinh địa và bằng xa đều là dược liệu thanh phế tiêu đàm, cũng là đúng bệnh, sẽ không gây ra vấn đề gì lớn. Hơn nữa, miễn là Hoàng Đại Bằng còn ở bệnh viện nhân dân này thì cũng không cần phải lo lắng nữa, có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Lúc nào cũng có thể xử lý được. Ánh mắt Tiêu Phàm quét qua, mỉm cười. Từ viện trưởng, thời gian cũng không còn sớm gì nữa, không cần vất vả nhiều người như vậy, mời các vị cứ trở về nghỉ ngơi đi. Bệnh tình của Hoàng đại bằng nếu có nghiêm trọng hơn 3 phần thì cũng không cần nhiều bác sĩ tới, vây quanh, như vậy, hiện tại cũng đã ý trọng thể đã được biểu đạt, mọi người có thể trở về nhà được rồi. Chẳng qua Tiêu trưởng phòng quá mức tự tin, nghe ý tứ trong lời nói giống như có trăm phần nắm chắc sẽ chữa khỏi bệnh của hoàng đại bằng từ viện trưởng không hiểu lai lịch của tiêu phàm cũng không thể ra vẻ mặt nghi ngờ chỉ đưa mắt nhìn hoàng đại bằng trưng cầu ý kiến của ông hoàng đại bằng suy nghĩ một chút nói từ viện trưởng vậy mời các vị cứ về nghỉ ngơi trước đi mọi người vất vả rồi cảm ơn nếu tiêu phàm đã điềm tĩnh như vậy hoàng đại bằng cũng muốn xem xem tiểu tử này có thật là có năng lực hay không từ viện trưởng vội vàng nói được được, vậy chúng tôi liền nghe theo chỉ thị của Hoàng Bí Thư, tất cả mọi người về trước đi, Tiểu Trần và Tiểu Vương ở lại. Thế là các bác sĩ đều lần lượt cáo từ, chỉ còn lại một bác sĩ trẻ tuổi và một y tá trung niên. Tất nhiên là bác sĩ và y tá phụ trách phòng cán bộ cấp cao này. Từ viện trưởng cũng ở lại, muốn xem Hoàng Đại bằng uống thuốc mà tiêu phàm kê đơn, xác định hiệu quả trị liệu rồi mới quyết định lại. Phòng bệnh cán bộ cao cấp vốn chật trội không chịu nổi, giờ lại lập tức thanh tính hẳn máy hút đờm kia vẫn đặt ở cách đó không xa nếu chẳng may tiêu thần y là bịp bợm giang hồ giả mạo đại sư kê đơn thuốc không dùng được đờm trong họng hoàng bí thư còn phải nhờ vào máy hút đờm kia để giải quyết vấn đề mặt chu hiểu thanh lại hiện lên vẻ lo lắng tiêu phàm này vượt quá chức phận trực tiếp đuổi thầy thuốc đi chắc bản lãnh thực sự rất tốt đừng có lừa lão hoàng nhà cô nha dường như muốn nghiệm chứng sự lo lắng của chu hiểu thanh không lâu sau hoàng đại bằng lại thở gấp ghé vào bên giường muốn khạc đầm ra, Chu Hiểu Thanh và y tá luống cuốn tay chân cầm ống nhổ lên, Chu Hiểu Thanh giúp Hoàng Đại Bằng vỗ lưng, lại loạn thành một đoàn. Hoàng Đại Bằng khổ khổ nửa ngày, mặt đỏ bừng lên cũng không khạc nổi. Từ Viện trưởng làm sao bây giờ? Chu Hiểu Thanh gấp đến độ cái gì cũng không lọt, mặt Từ Viện trưởng cũng lộ ra thần sắc khó xử, hai mắt liếc về chiếc máy hút đầm. Kỳ thực máy hút đờm không thể tùy tiện dùng, nếu không phải là phó bí thư tỉnh ủy. Loại bệnh này không cần tới phó viện trưởng nhân dân tỉnh tự thân xuất mã, càng sẽ không mang máy hút đờm ra dùng. Tự thân chịu khó chút vậy. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi kia, thần sắc điềm tĩnh, muốn dùng tới máy hút đờm thì từ viện trưởng cũng khó mà nói ra miệng được. Thật không biết chính xác được lai lịch của cậu thanh niên này a. À. Đúng lúc ấy, cậu y tá trẻ tuổi đem thuốc đông y đã sắc xong chạy tới. Bệnh viện nhân dân tỉnh có phòng trung y, cũng vì phục vụ người bệnh mà sắc thuốc. Từ viện trưởng, từ viện trưởng, thuốc sắc xong rồi ạ." À? Y tá nhỏ đẩy mạnh cửa xông vào, vội vã kêu lên. "Tốt tốt, mau lấy ra đây, mau lấy nhanh." Từ viện trưởng Liên Thanh kêu lên. Thật sự nhìn hoàng đại bằng khó chịu, từ viện trưởng cũng càng khó chịu. Lúc này Tiêu Phàm mới đứng dậy, chậm rãi bước tới. "Hoàng bí thư, tôi châm cho ngài hai châm, khơi thông kinh mạch phổi, như vậy phối hợp với thuốc mới phát huy tác dụng tốt nhất." Trong lúc nói, hàn quang lóe ra hai tiểu đao trong tay lóng lánh hai đường sáng hoàng đại bằng cố nén ho khan nhìn tiêu phàm hỏi cậu cậu còn biết châm cứu sao cũng biết chút vậy vậy được khụ 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 hoàng đại bằng ho khù khụ chỉ cần nhanh khỏi bệnh đừng nói châm cứu cái gì khác cũng được ngay lập tức tiêu phàm đâm vào hai châm lên hoàng đại bằng tiếng ho khan đột nhiên dừng lại chu hiểu thanh và y tá phục vụ cũng mang thuốc đi vào cho hoàng đại bằng cũng không biết là do dược hiệu đặc biệt bắt đúng bệnh, hay là do tiêu phàm châm cứu, không bao lâu sau, cổ hoàng đại bằng mãnh liệt rung động, từng ngụm đờm xanh đen phun ra. Rời ơi, rời ơi, thoải mái rồi, thoải mái rồi, rốt cục cũng được thoải mái rồi. Thật không dễ dàng gì, hoàng đại bằng mới ngừng ho, thở phào một hơi, giờ tay vỗ ngực mình, thở hắt ra nói. Vẻ mặt rất thoải mái, nước mắt chu hiểu thanh lập tức rớt ra. Mấy ngày liền, bệnh của Hoàng Đại Bằng đã giải vò cô rất nhiều. Trong mắt từ viện trưởng hiện lên chút kinh ngạc, đối với bác sĩ khoa nội như ông mà nói, thủ pháp tiêu đồng không ít. Nhưng uống thuốc đông y mà hiệu quả nhanh như vậy, thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. Tốc độ này thật là một tiêu chuẩn nhất định, so với máy hút đầm còn hữu hiệu hơn. Tiêu trưởng phòng, cảm ơn cậu. Chu Hiểu Thanh liên tiếp cảm ơn tiêu phàm. Tiêu phàm khoát tay nói. Hoàng Bí Thư, không có việc gì lớn nữa rồi, đầm ra được là tốt, sau này chú ý ăn đồ thanh đạm thôi. Hoàng đại bằng vui sướng, vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, vỗ vỗ lên tay vịn giường bệnh nói. Tiêu trưởng phòng, thực sự không thể tưởng tượng cậu lại tinh thông y thuật, lại còn lợi hại như thế nữa. Quá lợi hại rồi, cháu trưởng tiêu ra thật ngoài dự đoán của mọi người. Thời điểm xử trí đám lưu manh, ra tay tàn nhẫn, không hề lưu tình, khả năng kiến thức chính trị cũng vô cùng sâu rộng lại còn là quốc thủ, trung y nữa chứ. Chu Hiểu Thanh có chút lo lắng đứng lên, hạ giọng nói. Tiêu trưởng phòng, vậy là được rồi sao? Không cần dùng thuốc nữa phải không? Bệnh tình nghiêm trọng như vậy, mà chỉ uống có hai vị thuốc đông y liền êm chuyện được sao? Cũng khó trách tâm lý Chu Hiểu Thanh không yên. Tiêu Phàm cười cười, nói. Vẫn phương thuốc như vậy, ngày mai sắc thêm lần nữa, vấn đề cơ bản không lớn, mấu chốt còn lại là ở hoạt động bảo dưỡng hàng ngày. Phối hợp thích hợp với ẩm thực, duy trì vận động hợp lý, tâm tình vui vẻ, tự nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ. Đúng, tiêu trưởng phòng nói rất có đạo lý, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta về nhà đi. Hoàng đại bằng cười ha ha, xoay người xuống giường, vung tay lên nói. Hoàng bí thư, nếu mai ngài không bận thì đến làm kiểm tra toàn diện đi. Từ viện trưởng giường như thấy như vậy thì qua loa quá, nên nói vậy căn bản mấy bác sĩ tỉnh không làm gì được vậy mà tiêu trưởng phòng dùng có hai ngân châm, một cái đơn thuốc liền xong xuôi. Tình huống như vậy, từ viện trưởng mới lần đầu gặp thấy. Được được, nếu cần thiết thì tôi sẽ cho tiểu Lý liên hệ với anh. Cảm ơn anh, từ viện trưởng. Hoàng đại bằng khách khí theo sát từ viện trưởng, mặt khác bắt tay y tá tạm biệt, đi nhanh ra cửa. Chứng bệnh của ông mấy ngày nay, chủ yếu là mệt mỏi, ngực không thở nổi, một đống đờm được khạc ra. Người liền thoải mái hẳn lên. Cũng khó trách Hoàng đại bằng vội vã rời đi như vậy, thật sự cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ. Phó bí thư tỉnh ủy đêm khuya chạy tới bệnh viện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Để thời gian hơi lâu một chút là cấp dưới sẽ biết được tin tức, chỉ sợ chen chúc tới đây mà đạp phá cả cửa phòng bệnh cán bộ cao cấp. Đấy là chưa kể làm không tốt, hai vị đại trưởng ban tỉnh ủy đích thân tới thăm ông. Hoàng đại bằng cũng không muốn làm ra mấy chuyện mưa gió ấy đi xuống dưới tầng dưới bệnh viện, Lý Văn đã sớm gọi điện cho lái xe đem xe số 3 của Hoàng Đại Bằng tới. Hoàng Đại Bằng cầm tay tiêu phàm, liên tục vuốt dấu lớn, dấu bé, cười ha ha nói. Tiêu trưởng phòng, cậu thật lợi hại, đúng là tự cổ anh hùng suốt thiếu niên sao. Khá lắm, khá lắm. Tiêu phàm mỉm cười. Cảm ơn Hoàng Bí Thư khen ngợi. Hoàng Bí Thư, tôi muốn đề xuất như này, thân thể ngài thật sự rất tốt, không có điểm xấu nào cả ở tuổi ngài mà có sức khỏe như vậy quả thực vô cùng tốt, Hoàng Bí Thư hãy tiếp tục duy trì. Vạn vật thế gian đều có quy luật vận hành nhất định. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, mọi sự không thể cưỡng cầu. Bằng không, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Đúng đúng, tiêu trưởng phòng nói rất có lý, thuận theo tự nhiên, ha ha, thuận theo tự nhiên. Hoàng đại bằng hai mắt híp lại, trên mặt nở nụ cười tươi giói. Chuyện trong lời nói của tiêu phàm, ông há lại không hiểu sao người con cháu nhà hào môn này đúng không phải là một cái đèn cạn dầu. Sao, từ cổ anh hùng suốt thiếu niên, được lấy bối cảnh cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh, kể về chàng thiếu niên tên Thiết Biêu Vốn là một đứa trẻ mồ côi được Hoàng thượng thích trí nhận nuôi và cho học võ nên anh có võ công cao cường. Thiết Biêu là một người hiền lành, siêng năng và kiên cường. Anh là người đứng ra kêu gọi và cùng mọi người diệt băng đảng của A Nhĩ Thái khi ông ta lấy danh nghĩa dẹp loạn thiên địa hội nhưng lại âm thầm lập kế hoạch làm phản, cướp ngôi vua sau khi trải qua nhiều âm mưu răng bẫy của băng đảng A Nhĩ Thái, cuối cùng Thiết Biêu và những người bạn của mình cũng dẹp loạn được băng đảng phản động này. chương 287, Trại tạm giam Ở cửa sắt trại trạm giam Cục Công an thành phố, địa vị của Đồng Thiên Lỗi vẫn cao cao tại thượng như trước. Trong số các nghi phạm bị tình nghi kia, dù ngày thường ngang ngược thế nào, nhưng trước mặt vị lão đại này tất cả đều ngoan ngoan như cừu nhỏ, cúi đầu kính cẩn nghe lệnh. Đây là một thế giới nhỏ, ngăn cách với thế giới bên ngò ai thì hành một quy tắc cực kỳ đơn giản nắm đấm của ai to hơn thì người đó có lý. Theo thông lệ của cơ quan công an, người bị tình nghi phạm tội quan trọng như Đồng Thiên Lỗi bình thường đều được bí mật giam giữ, hơn nữa còn bị giam giữ ở nơi khác. Mối quan hệ của gã rất phức tạp, kinh doanh ngầm nhiều năm như vậy, những cơ quan đảng chính có người của gã là chuyện rất bình thường. E rằng ngay cả bên trong cơ quan chính trị pháp luật cũng có tay trong của gã. Rất dễ có người thông báo tin mật cho gã vì để tránh tình trạng này xảy ra, nên giam giữ bí mật là điều thỏa đáng và cũng là lựa chọn tất yếu. Một khi đồng thiên lỗi bị bắt, thì vụ án này cũng không nhỏ nữa. Như vậy thì một cây củ cải lớn bị nhổ lên sẽ kéo theo không biết bao nhiêu, bùn. Đối với việc này các lãnh đạo cơ quan chính trị pháp luật Yến Bắc đều biết rất rõ, nhưng lại không rõ tại sao Phương Lê lại giam giữ đồng thiên lỗi ở trại tạm giam cục công an thành phố. Dường như ông ta không hề lo sợ sẽ có người mật báo cho đồng thiên lỗi, thông đồng cùng gã trong ngò ai phối hợp. Suốt cuộc là do Phương Lê không có kinh nghiệm thực tiến về công tác pháp luật chính trị, hay là có mưu đồ gì khác? Phỏng chừng là có mưu đồ khác. Tôi đã giam đồng thiên lỗi ở một nơi dễ nhìn thấy, ai muốn gặp y nói chuyện thì cứ tự nhiên. Kế, dụ rắn ra khỏi hang, đơn giản như vậy ai mà không nhìn ra chứ? Chỉ có người ngốc mới mắc mưu. Nhưng thật ra lại có người mắc mưu. Màn đêm buông xuống, trong nhà giam rất yên tĩnh, nhưng không tắt đèn. Ở trại giam cách nói buổi tối, không tắt đèn, có nghĩa là các gian trại giam đều để đèn sáng đến tận sáng hôm sau. 24 giờ đều có cảnh sát luân phiên đi tuần, giám sát những người này phòng ngừa việc họ đánh nhau, vượt ngục hoặc tự làm tổn thương mình. Đồng thiên lỗi không ngủ mà cứ thế tựa đầu vào giường, hai mắt khép hờ, trần trọc. Những người khác đều rất cẩn thận, nói chuyện làm việc cũng không dám lớn tiếng, sợ làm ẩm ý đến gã nếu thực sự đắc tội với nhân vật lớn này thì việc bị ăn đòn chỉ là chuyện tính bằng phút chẳng những bị ăn đòn trong trại giam mà già trẻ nhà mình đều không an tòa ẩn tòa ẩn bộ trại giam này có ai mà chưa nghe nói đến uy danh đồng lão đại chứ thế giới này không hề có cái gọi là công bằng khóe miệng đồng thiên lỗi hiện lên một tia cười trào phúng đừng xem những phạm nhân cùng giam trong phòng đều cung kính với gã anh cả anh hai trong lòng đồng thiên lỗi biết rất rõ Gã biết trong trại giam này có ít nhất 3 người do cán bộ quản giáo gài vào, chuyên môn phụ trách giám sát gã. Nhất cử nhất động của gã, đừng hòng tránh được đường dây ngầm này. Trong thời gian một ngày, thậm chí Đồng Thiên Lỗi đã biết tên nào là gián điệp của cán bộ quản giáo. Nhưng Đồng Thiên Lỗi không nói gì cả, cũng không làm gì mấy tên kia. Người ta cũng có chỗ khó xử, làm khó mấy tên này thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa dù có xử lý mấy tên này thì phía trại tạm giam cũng sẽ gài người khác tiếp tục giám sát gã. Đồng thiên lỗi nắm chắc, lần này, xem như gã phạm tội tay trời rồi, kết cục thế nào, chỉ có thể do trời định, không ai có thể thay đổi được. Không cần nói đến những phạm nhân đang theo dõi gã, dù tung tính có khả năng đổi đồn trưởng trại giam cũng không thể thay đổi được vận mệnh của gã. Chỉ hy vọng rằng lời Diêm Đại Sư nói, một kiếp đổi một kiếp sẽ thành sự thật. Diêm Đại Sư nói, theo tướng mệnh của gã, gã có họa mất đầu. Nhưng đây là kiếp sinh, không phải là kiếp tử, tai họa ngập đầu như này, có thể dùng đại tai để thay thế. Ở tù 5 năm trở lên được coi là đại tai rồi. Đồng thiên lỗi nhớ lại những lời diêm đại sư đã từng nói với gã, không kìm nổi giơ tay đè ép lên ngực. Ở đó có đeo một trang sức bằng ngọc, đây là quà diêm đại sư tặng cho gã, để hắn mang theo bên người, thành tâm cung phụng, có thể trừ họa. Đồng thiên lỗi vẫn đeo ở trước ngực, cả ngày dù tắm rửa hay làm gì cũng không tháo ra. Tối hôm qua vào tù, những đồ mà gã mang theo bên người như di động, thắt lưng, đồng hồ, bật lửa, thuốc lá đều bị nhân viên trông coi tịch thu lại, tạm thời bảo quản, chờ lúc gã ra tù sẽ trả lại cho gã. Tất nhiên là cũng có nhiều người đã vào tù rồi, là không thể ra được nữa, hoặc là bệnh mà chết, hoặc là bị xử tử hình. Trong tình huống này, thì những vật phẩm này sẽ được giao lại cho người thân của họ. Vượt ngò ai dự kiến của đồng thiên lỗi, miếng ngọc gã đeo trên ngực không bị giữ lại mà họ cho phép gã tiếp tục đeo. Có lẽ các cán bộ trông coi cho rằng miếng ngọc trơn nhẵn và nhỏ bé như thế sẽ không gây uy hát yêu ta ép gì đến tính mạng các nghi phạm. Nhưng đồng thiên lỗi lại tin tưởng rằng đây là nguồn, sức mạnh to lớn từ Diêm Đại Sư. Pháp khí mà Diêm Đại Sư tặng mình chắc chắn không tầm thường, cán bộ trông coi chắc cũng chịu ảnh hưởng của pháp khí này đồng thiên lỗi đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên bị một tiếng hét ra lệnh làm bừng tỉnh. Đồng thiên lỗi, thẩm vấn. Những người trong trại giam bỗng nhúc nhích, việc thẩm vấn giữa đêm hôm khuya khoát trong trại giam là chuyện cơm bữa, ai cũng đã trải qua, huống chi là phạm nhân phạm tội quan trọng như đồng thiên lỗi. Vì thế không ai lấy làm lạ. Đồng thiên lỗi đơn giản sửa sang lại một chút, chậm rãi ra khỏi phòng giam, thần sắc điềm tĩnh. Đồng đại ca ngày thường ngày là người rất chú ý, cho dù hiện tại gặp xui xẻo nhưng tinh thần vẫn không hề suy sút đến thẩm vấn gã là hai dân cảnh trẻ tuổi khỏe mạnh cao to lực lưỡng sắc mặt hai người đều vô cùng nghiêm trọng nhìn thẳng vào gã sợ gã có hành động gì khác thường đồng thiên lỗi không khỏi nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu tỏ ra bộ dạng khinh thường nhưng mà vừa đi vào phòng thẩm vấn đồng đại ca lại không bình tĩnh nữa là ngươi hai hàng lông mày đồng thiên lỗi nhướn lên không ngừng kinh ngạc ngồi ở vị trí thẩm vấn lại là tiêu phàm thản nhiên nhìn gã thản nhiên gật gật đầu thần sắc bình thản thực ra không chỉ đồng thiên lỗi kinh ngạc mà ngay cả dân cảnh trẻ tuổi cũng âm thầm kinh ngạc đây là ai dù là ủy ban kỷ luật hay cơ quan chính trị pháp luật thì những cán bộ xử lý án trẻ tuổi như tiêu phàm không phải là không có mấy năm nay đều đề bạt bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi không ít nhân tài mới xuất hiện quan trọng là hai nhân viên bên cạnh tiêu phàm mới gọi là dọa người một người là cảnh giam cấp 2, một người là cảnh giam cấp 3. Hai dân cảnh trẻ đều biết hai vị, đại lão, này, một vị là phó giám đốc sở trịnh, một vị là phó cục trưởng thành phố Lưu, đều là nhân vật lợi hại tiếng tăm lừng lẫy trong hệ thống chính trị pháp luật tỉnh. Không ngờ hai vị này chỉ là nhân viên đi cùng tiêu phàm. Bởi vì tiêu phàm ngồi ở giữa, giám đốc sở trịnh và cục trưởng Lưu ngồi hai bên. Việc này cũng khiến người ta nghĩ không thông, chức vụ của tiêu phàm không thể cao hơn phó giám đốc sở trịnh. Cho dù hắn là cán bộ ở cơ quan trung ương hay bất kỳ đơn vị nào phái đến cũng không thể sắp xếp vị trí ngồi như thế được, những phép tắc này dù thế nào cũng phải chú ý. Dù đề bạt cán bộ trẻ tuổi thế nào thì cũng không thể có chuyện người chưa đến 30 tuổi làm cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở. Phó giám đốc sở trịnh hưởng đại ngộ của cấp giám đốc sở đấy. Bất luận thế nào cũng không thể hiểu được. Sau đó việc làm người ta mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Tiêu Phàm mỉm cười gật gật đầu với Phó Giám Đốc Trịnh. Phó Giám Đốc Trịnh liền đứng dậy, chào hỏi Phó Cục Trưởng Lưu. Anh Lưu. Sau đó cũng không quay đầu lại, đi nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn. Phó Cục Trưởng Lưu cũng không nói tiếng nào, theo sát đứng dậy, đi theo Phó Giám Đốc Sở Trịnh ra ngò ai. Lần này thì hai vị dân cảnh trẻ tuổi phải trợn tròn mắt lên. Hai vị lão đại này, diễn cái gì chứ? Tại sao nghi phạm vừa được đưa tới, hai vị cảnh giam lại đều rời đi không thẩm vấn nữa sao vậy thì tốt chúng ta áp tải phạm nhân đi về phó cục trưởng lưu đi vào cạnh cửa quay đầu liếc mắt ra hiệu với hai anh dân cảnh ra hiệu cho bọn họ rời khỏi phòng thẩm vấn hai người dân cảnh trẻ tuổi ngơ ngác nhìn nhau lưỡng lự không thể trách được sự do dự của họ chuyện như thế này thực sự là rất quỷ dị trước đây họ chưa từng gặp phải trong thời gian ngắn chỉ sợ hiểu sai ý của phó cục trưởng lưu hai chúng ta vừa đi, liệu chỉ còn lại phạm nhân đối chọi với tên, công tử bột kia liệu có hợp lý không? Nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Đồng thiên lỗi thân hình cao lớn, khôi ngô cường tráng, tuy rằng bị còng tay, lại ngồi cố định trên ghế thẩm vấn, nhưng so sánh với tiêu phạm vẫn thấy có cảm giác không an toàn. Thấy hai người không có động tính gì, phó cục trưởng lưu lập tức nghiêm mặt, nhớn mày, hừ thật mạnh một tiếng, hướng đầu ra phía ngỏ ai. Nếu như thế mà họ vẫn không hiểu ý mình, thì chỉ còn cách trực tiếp ra lệnh đuổi bọn họ cút đi. Thấy cục trưởng lưu tức giận, hai cảnh dân trẻ tuổi cũng không dám do dự nữa, lập tức đi ra ngò ai, trong đầu đầy thắc mắc. Thật ra không chỉ hai bọn họ không hiểu rõ mà ngay cả phó cục trưởng lưu cũng không hiểu gì cả. Nhưng nếu giám đốc sở trịnh đã phân phó như vậy, y cũng không dám hỏi nhiều. Y là do một tay phó giám đốc sở trịnh cất nhắc lên, hiện tại phó giám đốc sở trịnh quyền cao chức trọng, lời nói rất có trọng lượng. Nếu phó giám đốc sở trịnh đã trực tiếp chạy đến đây, lại còn sắp xếp như vậy thì chắc chắn là có lý do. Nhìn bộ dạng thản nhiên của tiêu phàm, dường như đã biết tất cả là chuyện đương nhiên. Phó cục trưởng lưu đó ẩn rằng, chắc chắn lai lịch của vị trưởng phòng tiêu này không hề đơn giản, nếu không phải là con nhà hào môn thì chắc là nhân viên thân tín của nhân vật quan trọng nào đó. Trừ trường hợp đó ra thì không còn cách giải thích nào hợp lý cả tất nhiên làm như này cũng không bị tính là làm trái với kỷ luật, vì vụ án này do Phó Giám đốc Sở Trịnh phụ trách. Phó Giám đốc Sở Trịnh chẳng khác nào tổ trưởng chuyên án, Phó Cục trưởng Lưu cũng là thành viên tổ chuyên án, tuân theo chỉ thị Phó Giám đốc Sở Thị Y không hề phạm sai lầm. Chỉ có điều Phó Cục trưởng Lưu không hiểu, một mình tiêu phàm thẩm vấn đồng thiên lỗi, rốt cục là hắn muốn hỏi chuyện gì. Nhưng đây cũng không phải là điều mà gã nên quan tâm, gã nghe nói, sau lưng đồng thiên lôi ẩn giấu kinh thiên cơ mật cơ mật như thế này thì dính vào càng ít càng an toàn. Dựa vào chức vụ của gã, cơ bản là không có tư cách để tham dự vào quá sâu. Làm không tốt cả người sẽ đầy thương tích, rầm. Cửa chính phòng thẩm vấn khép lại thật mạnh. chương 288, Diêm Đại Sư. Đồng thiên lỗi dương mắt nhìn tiếu phàm, ánh mắt rất lạnh. Gã thật sự không hiểu, tiêu phàm bỗng nhiên chạy đến gặp gã, rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui tóm lại không phải là chuyện tốt tuy rằng lần này là do đồng thiên lỗi chủ động đưa mình vào tù nhưng không có nghĩa là gã sẽ để mặc mọi người làm gì mình cũng được đối với ánh mắt đề phòng của đồng thiên lỗi dường như tiêu phàm không nhìn thấy được ngược lại lại hứng thú đánh giá đồng thiên lỗi hắn nhỏ hơn đồng thiên lỗi mười mấy tuổi lại dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như này khiến đồng thiên lỗi cảm thấy lạ trên trán không tự chủ được dịn ra mồ hôi ánh mắt lạnh như băng cũng trở nên có chút lúng túng đồng tiên sinh lần này tôi đến là có một vài vấn đề riêng muốn thỉnh giáo ngài ngay lúc đồng thiên lỗi đứng ngồi không yên thì tiêu phàm lại mở miệng chuyện riêng đồng thiên lỗi nhất thời ngơ ngác một chút không hiểu là có chuyện gì cả gã và tiêu phàm trước đó chưa từng quen biết ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua tại sao tiêu phàm lại có chuyện riêng muốn hỏi gã đồng tiên sinh hai vai của ngài mỗi bên đều có một nốt ruồi đúng không còn nữa ở gáy của ngài cũng có một nốt ruồi đúng không? Tiêu phàm không nhanh không chậm hỏi han. Đồng thiên lỗi chấn động, theo bản năng gã nghĩ mình phải đứng lên, nhưng vừa dùng lực thì lập tức bị ghế thẩm vấn giữ lại, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Trong tình huống cấp bách, đồng lão đại quên rằng mình đang ngồi trên ghế thẩm vấn chứ không phải là ngồi trên ghế sa lông. Tại sao cậu lại biết? Đồng thiên lỗi hoàn toàn không để ý đau đớn, mở to hai mắt nhìn tiêu phàm, vẻ mặt kinh sợ cũng khó trách đồng thiên lỗi đột nhiên thất thố, vấn đề này thực sự là chuyện cá nhân. Có thể nói đây là là bí mật đồng thiên lỗi cật lực cất giấu, chỉ có người thân mới biết được, không ngờ tiêu phàm vừa mở miệng lại nói toạc ra rồi, sao lại không làm gã sợ hãi được chứ? Có phải cậu đã từng gặp bà xã của tôi không? Đồng thiên lỗi gần như lập tức nghĩ đến bà xã ông ta. Đương nhiên người biết bí mật này không chỉ có riêng vợ ông ta mà mấy người khác cũng biết nhưng vợ ông ta chỉ biết những thứ ở bên ngó ai thôi, còn một vài thứ ngay cả vợ ông ta cũng không biết, vậy tại sao Tiêu Phàm lại biết? Tiêu Phàm sẽ không nhàm chán đến mức đi điều tra tình nhân của Đồng Thiên Lỗi chứ? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, nói. Người biết được những bí mật này của ngài, ngó ai những người phụ nữ ở bên cạnh ngài ra chắc là vẫn còn những người khác chứ? Những người khác? Đồng Thiên Lỗi có chút mơ hồ, tuy nhiên ngay sau đó trong mắt gã liền hiện ra vẻ kinh hoàng. Gã nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ngò ai mấy người phụ nữ của gã ra, quả thật còn có một người biết những đặc điểm này của gã, đó là Diêm Đại Sư. Diêm Đại Sư là người duy nhất chưa từng nhìn gã khỏa thân mà có thể biết được mấy nốt ruồi đấy của gã. Cũng chính từ khi đó, Đồng Thiên Lỗi cũng thay đổi cách nhìn với Diêm Đại Sư, do lúc đầu gã họ ẩn tò ẩn không tin, cười nhạt, nhưng cuối cùng lại thành kính, tôn thờ. Tiêu Phàm cười cười, nói, nếu như nốt ruồi ràng buộc nặng hơn nốt ruồi mất đầu thì ngài làm như thế này có thể tránh được một kiếp. Nếu nốt ruồi mất đầu nặng hơn nốt ruồi ràng buộc thì sẽ gặp phải tử kiếp không thể hóa giải được. Một kiếp đổi mổ kiếp cũng không được. Đồng thiên lỗi lập tức trợn mắt há hốc mồm, yên lặng nhìn tiêu phàm, miệng mở lớn, một chữ cũng không nói nên lời. Ánh mắt kia, giống như là gặp phải quỷ vậy. Tiêu phàm chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi về phía đồng thiên lỗi. Đồng thiên lỗi ngẩng đầu lên, Gắt gao nhìn thẳng hắn, thân mình hoảng sợ bất an. Gã bị cố định trên ghế thẩm vấn chỉ có đầu và nửa người trên là có thể cử động. Cậu có phải cậu được diêm đại sư phái tới hay không. đồng thiên lỗi bỗng nhiên thốt ra một câu trên mặt hiện lên vẻ mong chờ. Lời tiêu phàm vừa nói quả thực giống hệt lời diêm đại sư từng nói với gã có thể hắn có quan hệ thân thiết với diêm đại sư. tiêu phàm lắc đầu mỉm cười nói. đồng tiên sinh trên đời này người đó ẩn biết được vận mệnh của ngài không chỉ có mình Diêm Đại Sư. Tướng số lao ngục và tai ương của ngài rõ ràng như vậy, chỉ cần là người thông hiểu số lý một chút đều có thể nhìn ra được. Cậu nói, số mệnh của tôi là chắc chắn sẽ phải ngồi tù, còn có thể gặp hỏa mất đầu sao? Đồng thiên lỗi vội vàng hỏi. Đúng thế. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, cũng không có phủ nhận, hứng thú đánh giá đồng thiên lỗi, chậm rãi đi một vòng xung quanh gã đồng thiên lỗi bị hắn nhìn đến mức dựng cả lông tóc lên, chán dịn đầy mồ hôi. Tiêu phàm chậm rãi đi tới vị trí đối diện gã, từ trên cao nhìn xuống quan sát đồng thiên lỗi, thản nhiên nói, đồng tiên sinh, xem ra vận may của ngài cũng không tệ lắm. Cậu, cậu có ý gì? Huyết quang của ngài nói lên điều đó, ngài vốn không thể tránh thoát khỏi một đau kia. Tuy nhiên, xem ra hiện tại tượng số lao ngục của ngài đã đè lên huyết quang chỉ cần ngồi ở đây mấy năm vẫn có hy vọng ra ngó ai được. Sau này an phận thủ thường mà sống cũng không phải là không thể bảo vệ được cái đầu, bảo dưỡng tuổi thọ. Vì thế tôi mới nói vận may không tệ, gặp được cao thủ rồi. Tiêu phàm nói không vội vàng không hấp tấp. Đồng thiên lỗi miệng há lớn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ gã tin rằng tiêu phàm không phải do diêm đại sư phái đến, nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng gã càng thấy sợ hãi không ngờ rằng tiêu phàm cũng là một vị đại sư mặt khác cũng không kém diêm đại sư nhưng nhìn qua có vẻ như tiêu phàm đến không phải là để giúp gã đồng tiên sinh tôi muốn biết ngài và vị thầy tướng kia tại sao lại quen biết nhau tôi có hứng thú nghe mối quan hệ giữa hai người ngài nói qua cho tôi đi tiêu phàm đứng ở trước mặt đồng thiên lỗi hai tay ôm ngực hỏi giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước nhưng lại mang theo ngữ khí khiến người khác không thể chống lại được tiêu tiên sinh rốt của cậu muốn làm gì? Đồng thiên lỗi khó khăn mở miệng, lòng đầy ngờ vực hỏi. Ý của tôi rất rõ ràng, tôi muốn biết một chút về vị thầy tướng kia. Đồng tiên sinh, hy vọng ngài sẽ nói thật với tôi, không giấu giếm gì cả. Kiếp này của ngài đổi lấy kiếp khác, người khác cũng vì ngài mà phá giải, tôi cũng có thể giúp ngài sửa đổi. Tiêu phàm thản nhiên nói, dường như mọi việc đều là chuyện đương nhiên. Đồng thiên lỗi không kìm nổi cười khổ, Gã biết rằng tiêu phàm không hề đe dọa, dựa vào năng lực của tiêu phàm, đến phó giám đốc sở trịnh cũng phải nghe lời hắn. Nếu thực sự muốn gỡ yêu ta ít đồng thiên lỗi, thì chỉ cần một câu nói thôi chứ không cần nói đến vị, đại sư, như tiêu phàm. Được, tiêu tiên sinh, thực ra việc này cũng không có gì cơ mật cả. Đồng thiên lỗi lập tức quyết định, bắt đầu kể lại quá trình quen biết của gã và diêm đại sư. Tất nhiên là chỉ nói qua thôi có thể thấy được là Tiêu Phàm khá hài lòng với việc miêu tả của Đồng Thiên Lỗi nên rất ít ngắt lời gã, cũng ít đặt câu hỏi. Đồng Thiên Lỗi vốn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, năng lực tổ chức ngôn ngữ khá mạnh. Như này đi, tôi nghĩ ra một chủ ý, đắc tội với Tiêu Tiên Sinh và Phương tiểu thư thật sự là có lỗi, thật có lỗi, khoảng nửa giờ qua đi, Đồng Thiên Lỗi tường thuật lại một cách cơ bản, mắt nhìn Tiêu Phàm, chân thành nói. Mấy người lão thường cũng là do Diêm đại sư kêu ngài xử lý sao? Đúng thế, tiêu tiên sinh, Diêm Đại Sư nói mấy người đó sát khí quá nặng, là mối họa lớn, tôi xử lý bọn họ coi như là vì dân trừ hại hoặc dù ít dù nhiều cũng có thể triệt tiêu một vài tội nghiệt mà mình phạm phải. Đồng thiên lỗi vừa nói vừa quan sát sắc mặt tiêu phàm, trong lòng vô cùng không yên, ngay cả trong lòng gã cũng thấy lời nói của mình có chút cả vú lấp miệng em. Mấy người lão thường chính là thuộc hạ của gã, nói như vây lại có phần hơi mâu thuẫn rồi. Nhưng đây cũng là lời chỉ bảo của Diêm đại sư, gã không hề nói dối. Tiêu Phàm không cười ngược lại thần sắc lại khá nghiêm trọng, hắn gật đầu nói. Nói như thế cũng có đạo lý, lão thường và người của gã làm rất nhiều việc ác, xử lý hết bọn họ quả thật là vì dân trừ hại, chuyện này không phải là làm chuyện xấu. Đồng Thiên Lỗi vội vàng nói. Tiêu tiên sinh yên tâm, tôi đã nộp danh sách rồi, đảm bảo không có ai chạy thoát được. Như vậy cũng tốt, Đồng tiên sinh ngài cho tôi xem pháp khí mà Diêm đại sư tặng cho ngài đi. Việc này, Đồng Thiên Lỗi lập tức lại do dự. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: "Ngài yên tâm, tôi chỉ nhìn chứ không lấy đi đâu." Đồng Thiên Lỗi ngầm cười khổ, trong tình huống này, cho dù là Tiêu Phàm muốn cưỡng ép lấy đi tiểu hồ lô bằng ngọc kia đi chẳng lẽ gã có thể ngăn cản được sao? Dưới ánh đèn sáng trưng ở phòng thẩm vấn, hồ lô bằng ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chạm khắc tương đối tinh tế. Tiêu Phàm khẽ vuốt trong tay, sắc mặt bình tĩnh, không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Sau một lát, Tiêu Phàm đem Ngọc Hồ Lô trả lại cho Đồng Thiên Lỗi. Đồng Thiên Lỗi không khỏi thở phào một hơi. "Đồng tiên sinh, Ngọc Hồ Lô này có thể tránh được tai ương huyết quang, lúc nào ngài cũng phải đeo bên mình, ngài hiểu chứ?" Tiêu Phàm dặn dò một câu, hắn không hề có ý định can thiệp vào vận trình của Đồng Thiên Lỗi. Chuyện đã rồi, cũng không nên đắc tội với người đồng hành. Được, tôi nhớ kỹ rồi, cảm ơn tiêu tiên sinh. Đồng thiên lỗi liên tục gật đầu, liên tiếp nói. Tiêu phàm hơi hơi vuốt cằm, không hề dừng lại, cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Buổi sáng ngày kế tiếp, ở trong ngõ cách trạm xe lửa thành phố Thiết Môn không xa xuất hiện hai người quần áo chỉnh tề, cử chỉ nhã nhặn, nam thì đẹp trai, phong độ, nữ thì xinh đẹp. Hai người thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí còn có chàng trai hướng về phía họ huyết sáo. Đường Huyên cười trừ, cùng tiêu phàm đi vào ngõ sâu. Tiêu phàm nói phải đến đây thăm một vị thầy tướng. Tuy nhiên, lần này tiêu phàm đã tính sai, Diêm Đại Sư không có ở nhà. Không phải là tạm thời ra ngò ai, mà là chuyển nhà rồi. Đây là một ngôi nhà với kiến trúc rất cổ, tuổi thọ chắc cũng khoảng mười mấy hai mươi năm rồi. Họ chậm rãi đi vào phòng khách và phòng ngủ trống không. Trên mặt tiêu phàm lộ vẻ buồn bã. Tiêu phàm, hay là chúng ta hỏi thăm hàng xóm xem sao? Đường Huyên ở một bên ôn nhu nói, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: "Không cần, ông ta cố ý không muốn gặp tôi, mọi sự đều là do duyên số, không thể miễn cưỡng." Đường Huyên gật gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ vị Diêm đại sư này lại có mối quan hệ với Tiêu Phàm? Chương 289, cạn kiệt. Suốt một ngày, từ sáng tới tối, Phong Vãn Nương vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Phàm, một tấc cũng không rời, ánh mắt cũng không nháy một chút vẻ mặt khẩn trương và thành kính, thậm chí khiến Tân Lâm đều có chút xấu hổ. Tân Lâm không ngờ Phong Vãn Nương vị tiến sĩ toán học đại học thủ đô này không ngờ đối với trận pháp chỉ đạo lại si mê như thế. Tiêu Phàm từ thiết môn trở lại thủ đô liền bắt đầu bày trận trong mật thất ở chỉ thủy quan. Chỉ thủy quan vốn là thuộc sự phòng hộ của nhiều pháp trận, Tiêu Phàm lại tựa hồ như cảm thấy vẫn chưa đủ tại gian mật thất mà Phong Vãn Nương hàng ngày ở kia lại bày ra một đại trận phòng hộ. Nhìn ra được. Đại trận phòng hộ này không phải là nhỏ, đường đường trưởng giáo chân nhân vô cực môn, không ngờ cũng phí mất cả một ngày trời để tiến hành bố trí. Tiêu Phàm sở dĩ bày ra trận thế này trong căn phòng Phong Vãn Nương ở, là vì Phong Vãn Nương nói cho hắn biết, mê cung bên trên hộp đen sắp được phá giải rồi, hộp lập tức có thể mở ra. Tiêu Phàm lúc này đã bảo Phong Vãn Nương tạm dừng lại, bảo cô không vội mà mở hộp ra, chờ hắn trước tiên bày ra pháp trận phòng hộ này rồi nói sau. Hộp đen này đặt bên trong Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận, nhiều năm như vậy, cổ nhân bày ra trận thế lớn như vậy, ai biết trong cái hộp này là vật gì. Nếu chẳng may có cái gì cổ quái, phòng vãn lương trong tình huống không hề phòng bị tùy tiện mở ra, làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiêu chân nhân không có ý định dùng chân nguyên bổn mạng để trị liệu một hồi cho tiến sĩ phong. Cái loại ký bản quyền tê ý bản quyền hương diễm này, tiêu phàm một chút cũng không muốn lại thử, có thể khiến người ta bị kìm nén đến chết. Phong Vãn Nương có lẽ không xinh đẹp bằng Nguyễn Thiên Thiên, nhưng cũng là một đại mỹ nữ hiếm thấy. Còn có cái danh hiệu tiến sĩ số học, đều mê người giống nhau. Ai ngờ Phong Vãn Nương vừa nghe hắn phải bày trận, lập tức liền hoan hô tước dược, đem hộp đen vứt, loảng xoảng qua một bên, chuyển động về phía sau hắn. Phong Vãn Nương ở trong chỉ thủy quan mấy ngày nay, ngoại trừ phá giải mê cung trên hộp đen, chính là lật xem những bộ sách có liên quan đến mê cung cổ đại mà tiêu phàm đưa cho của cô. Cái gọi là mê cung cổ đại, kỳ thật chính là trận pháp. Vốn phá giải mê cung, đối với Phong Vãn Nương mà nói, chỉ là một loại đam mê nghiệp dư, không phải chủ nghiệp. Nhưng sau khi tiếp xúc với bố trận chi đạo của vô cực thuật tàng, Phong Vãn Nương liền hoàn toàn đam mê, bị môn học này hấp dẫn một cách mạnh mẽ. Bác đại tinh thâm, thật là bác đại tinh thâm. Đây là đánh giá đơn giản nhất của Phong Vãn Nương đối với trận pháp chi đạo cổ đại, nhưng cũng là đánh giá cao nhất. Phong Vãn Nương có tính cách và lỗi tư duy của nhà toán học điển hình. Một khi đam mê một học vấn nào đó, lập tức liền trở nên toàn lực ứng phó, đem tất cả cái khác đều ném qua một bên. Hơn nữa cái gọi là mê cung, trận pháp trong toán học cũng là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn. Phong Vãn Nương hoàn toàn có thể coi cái này thành phương hướng chủ công nghiên cứu học thuật sau này. Hiện giờ Tiêu Phàm phải bày trận, Phong Vãn Nương làm sao đồng ý bỏ qua cơ hội quan sát khó có được này chứ? Thân phận có liên quan đến Tiêu Phàm, Tân Lâm đã không giấu giếm cô. Phong Vãn Nương đã biết Tiêu Phàm là trưởng giáo chân nhân đương đại của Vô Cực môn. Đương nhiên, cái gọi là Vô Cực môn rốt cuộc là cái gì, có lẽ tiến sĩ Phong vẫn chưa chắc rõ ràng như vậy. Tuy nhiên thông qua đọc những bộ sách tương quan với Vô Cực thuật tàng, Phong Vãn Nương đối với cái này cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Với trí thông minh tuyệt đỉnh và thiên phú hơn người của Phong Vãn Nương, chỉ cần là những thứ có tương quan logic, cô cũng rất dễ làm rõ. Tóm lại trưởng giáo chân nhân vô cực môn là một đại sư trận pháp, điểm này không thể nghi ngờ. Trận thế phòng hộ mà Tiêu Phàm bày ra ở trong căn phòng bí mật phong vãn nương ở này cũng không phải là hết sức phức tạp, khó khăn thực sự đó là gia tăng thuật pháp mà hắn tiến hành đối với mỗi trận pháp khí. Loại trận pháp phòng hộ này không giống với các loại trận pháp đã bố trí trong ngoài chỉ thủy quan. Những trận thế kia, bao hàm ảo thuật ở bên trong thậm chí là lấy ảo thuật là việc chính. Còn đại trận phòng hộ mà hiện tại Tiêu Phàm bày ra này, tác dụng chủ yếu lại là dùng để trấn áp hung sát khí có thể sẽ xuất hiện bên trong hộp đen. Hộp đen này không biết là chế từ loại vật liệu nào, Tiêu Phàm đã từng dựa vào phương thức giám định đồ cổ để điều tra, nhưng mỗi lần thăm dò của tâm thần và chân nguyên bổn mạng đều bị chắn ở bên ngoài không chút khách khí, trên cơ bản không thể điều tra được cái gì. Tuy nhiên, Tiêu Phàm lại cảm thấy rõ ràng lực thiên cơ che đậy trên hộp đen. Rất hiển nhiên, Tiên Hiền lưu lại hộp đen này, không thích bị người khác dò xét. Không biết trong hộp đen cất giấu cái gì vậy, Tiêu Phàm khi bày trận liền phá lệ chú ý cẩn thận. Trên cơ bản hắn là tham chiếu theo Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận được bố trí trong địa cung ở tầng quan kia để bày ra trận pháp phòng hộ này. Ít nhất phải có thể nhất quyết cao thấp với Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Không chắc chắn có thể hoàn toàn trấn áp được hung sát khí, nhưng ít nhất phải có thể tạo được tác dụng phòng hộ nên có bố trí trận pháp như vậy, trên cơ bản không có biện pháp đầu cơ trục lợi. Ngoại trừ trên trình độ trận pháp không thể yếu hơn tiên hiền, trên trình độ, thuật pháp cũng không thể yếu hơn, hà đồ âm dương thơ ngũ tuyệt trận mà tiên hiền bố trí. Tiêu phàm đối với mỗi bố trận pháp khí đều gia tăng pháp lực vô cùng thâm hậu. Đại trận phòng hộ này là hắn lâm thời nảy sinh ý tưởng bố trí, bố trận pháp khí không được qua tế luyện trước, hiện tại từng cái đều phải thêm pháp lực vào, quả thật không dễ chịu. Lúc tiêu phàm gia tăng pháp lực vào pháp khí bố trận thứ nhất, phong vãn nương chừng đôi mắt sáng long lanh nhìn xem, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Tiêu phàm không thể phân tâm giải thích, Tân Lâm liền giải thích đại khái cho cô. Tân Lâm tuy rằng cũng không hiểu rõ về trận pháp chi đạo, nhưng ít nhiều cũng hiểu chút ít. Phong vãn nương bừng tỉnh đại ngộ. Vật này, bất kể cô thiên phú cao thâm cỡ nào, thông minh hơn người cỡ nào, tiêu phàm không thủ giao thủ dạy cô, không tu luyện thuật pháp của vô cực môn, chỉ ngồi ở một bên nhìn xem thì làm sao có thể hiểu được chứ. nhưng phong vãn lương không hổ danh là tiến sĩ toán học xem không hiểu gia tăng thuật pháp liền ngược lại đi nghiên cứu nền bước dưới chân tiêu phàm tiêu chân nhân chân dẫm bắt đầu thất tinh bộ ở trong mắt người bình thường cũng là huyễn hoặc khó hiểu tự nhiên giá trị rất đáng để nghiên cứu một phen chỉ có điều nghiên cứu này chính là suốt cả một ngày bốn canh giờ lại cũng khiến tân lâm uyển thiên thiên đường huyên cảm thấy xem thế là đủ rồi Ba đại cô nương tràn đầy sức sống có thể luyện võ công cao đến như vậy, tâm tính chi kiên, tự nhiên cũng là nổi bật. đều là người có nghị lực lớn, nếm trải trong khổ đau. Nhưng muốn các cô phải đối mặt với một trận pháp xem không hiểu ra sao cả một cách chăm chú không chuyển mắt trong vòng bốn canh giờ vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Tôi hiểu rồi. Quyền Thiên Thiên thở dài, hạ giọng nói nói, bọn họ thật ra đều là cùng một loại người. Lần này, Tân Lâm và Đường Huyên đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý không có loại tính tình si mê và tính cách kiên cường này, cũng không thể giành được thành tựu của tiêu phàm ngày hôm nay. Đáng tiếc a, à, yêu yêu không biết pháp thuật, bằng không dựa vào cái đầu dưa kia của cô ấy, muốn tinh thông trận pháp chi đạo thật là dễ dàng. Nếu cô ấy cũng hiểu được thi phá, vậy cũng là lợi hại. Quyền thiên thiên lại lắc đầu nói. Tân lâm trầm ngâm nói. Yêu yêu nếu muốn học thuật pháp, rất có thể là người chọn lựa thích hợp nhất. Quyền thiên thiên không kìm nổi hai mắt sáng ngời, thấp giọng hỏi. Chị Tân, vô cực môn có quy định hay không, không thu nữ đệ tử sao? Tân Lâm liếc cô một cái, nói. Không có, tiêu phàm còn có sư tỷ. Vậy thì tốt quá, dứt khoát để tiêu phàm thu yêu yêu làm đồ đệ, chớ lăn lộn với cái người ngoại quốc kia, không tiền đồ. Quyền Thiên Thiên lập tức hoan hô lên. Tân Lâm và Đường Nguyên liếc nhau, không nói gì. Giáo sư Auburn là nhà toán học, viện sĩ viện khoa học nước Mỹ toàn bộ thế giới đều biết danh, nhưng ở trong miệng Uyển Thiên Thiên không ngờ biến thành cái người ngoại quốc kia, còn không có tiền đồ. Tiêu chân nhân đang gia tăng pháp lực cho pháp khí cuối cùng ánh mắt mạnh quét đi qua, Uyển Thiên Thiên vội vàng xoay đầu qua một bên, thẻ lưỡi, làm mặt quỷ. Đường huyên hé miệng mà cười. Không biết bắt đầu từ khi nào mà Uyển Thiên Thiên không sợ trời không sợ đất không ngờ ở trước mặt tiêu phàm có sợ hãi, chỉ cần tiêu phàm có, sắc giật, Uyển Đại Đương ra liền ngoài mạnh trong yếu, chú ý tả hữu mà nói hắn, không dám đối nghịch với tiêu chân nhân. Mắt thấy trên người Uyển thiên thiên phát sinh loại biến hóa, kỳ lạ, này, đường huyên vừa cảm thán vừa ngạc nhiên thán phục. Cảm thán chính là tiêu chân nhân không gì làm không được, không ngờ ngay cả Uyển thiên thiên cũng có thể thu phục. Ngạc nhiên thán phục chính là thiên thiên chuyển biến cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủn, dường như đổi thành một người khác, có xu thế chuyển biến hướng thục nữ. Tự nhiên, đường huyên cũng biết, đây chỉ là một biểu tượng nào đó, chuyển biến hoàn toàn tính cách của một người nào có dễ dàng như vậy. Chính vào lúc này, tiêu phàm vừa mới hoàn thành việc gia tăng pháp lực cho pháp khí, toàn thân nhoáng lên một cái, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Tiêu đại ca, anh làm sao vậy? Phong vãn nương chấn động, liền vội vàng hỏi, đang chuẩn bị giơ tay đi đỡ tiêu phàm, trước mắt bóng đen chợt lóe, tân lâm đã tới bên người rồi, duỗi bàn tay nhỏ và dài ra, liền khoác lên cánh tay của tiêu phàm. Như thế nào rồi, Tân Lâm trầm giọng hỏi. Tiêu phàm trên chán dỉ mồ hôi, Tân Lâm cảm giác được giờ khắc này tiêu phàm thậm chí ngay cả khí lực đứng yên đều biến mất, sức nặng toàn thân đều đặt trên cánh tay của cô. Cũng may tiêu phàm cũng không cường tráng, Tân Lâm võ công cao cường, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, tiêu phàm làm sao lại bỗng nhiên ngay cả đứng cũng không vững. Trong thời khắc này, hạo nhiên chính khí trong cơ thể tiêu phàm lập tức vận chuyển đại chu thiên, ổn định thân mình, lại một liên vận hơi thở ba vòng thiên, dần dần áp chế được luồng ác cảm bỗng nhiên nảy lên ngực, lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng nói với Tân Lâm. Đừng lo, không nắm chắc tiết tấu, có chút cạn kiệt. Điều này sao có thể? Ai ngờ lời này của tiêu phàm chẳng những không khiến Tân Lâm an tâm, ngược lại sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy, chị Tân, đã xảy ra chuyện gì? uyển thiên thiên và đường huyên cũng lập tức xông tới tiêu phàm khoát tay áo đã ngăn mấy mỹ nữ thất kinh lại trầm giọng nói không có gì lớn đâu nghỉ tạm một hồi thì sẽ tốt thôi sắc mặt của tân lâm cũng đã trở nên vô cùng ác liệt cô sống cùng với tiêu phàm hơn ba năm đối với pháp lực thâm hậu của tiêu phàm biết rất rõ đường đường trưởng giáo chân nhân vô cực môn bố trí một pháp trận lại có thể khiến cho pháp lực cạn kiệt quả thực là không thể tưởng tượng bởi vậy có thể thấy được, tiêu phàm trên thuật pháp, quả thật đã rất xuống một cảnh giới lớn. Hạo nhiên chính khí khó lắm mới tu luyện được về trạng thái ban đầu, trong lần rất xuống cảnh giới thuật pháp này, muốn tu luyện trở về, khó khăn liền rất lớn rồi. Xem ra sự nghiêm trọng của tình huống đã vượt xa ra khỏi dự đoán ban đầu. chương 290, khoa học giải thích yêu yêu, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức mở cái hộp kia ra. Tân Lâm không có giải thích cái gì với Uyển Thiên Thiên bọn họ, trực tiếp nói với phong vãn nương hiện tại tân lâm vô cùng khát khao có thể tại nơi này mở hộp đen kia ra có lẽ có thể trợ giúp tiêu phàm rất nhanh khôi phục trên thuật pháp cứ cho là tính khả thi rất ít nhưng chỉ cần có một phân hy vọng cũng phải tranh thủ được còn thiếu một bước cuối cùng bất cứ lúc nào đều có thể mở ra chờ một chút tiêu phàm khoát tay chặn lại nói mấy đại mỹ nữ đều ngửa đầu nhìn về phía hắn tân nhi em đi đón cơ khinh xa và phạm nhạc đến đây đón bọn họ tới đây sao tân lâm rất kinh ngạc hỏi lại một câu đúng chiếc hộp này là chúng ta cùng nhau mang về từ tần quan bên kia hiện tại muốn mở ra cũng có thể mời cô ta đến xem nếu thực có đồ vật gì đó mọi người lại thương lượng làm sao để phân phối tiêu phàm việc này không cần thiết chứ không đợi tân lâm đáp lời uyển thiên thiên liền tranh nói hai hàng lông mày nhíu lại chiếc hộp đen này là ba vị đương gia yên chi xã chúng tôi quên cả sống chết từ trong địa cung mang ra ngoài. Tiêu phạm anh đã cứu mệnh tôi, tôi cảm kích ơn cứu mệnh của anh, liền đem hộp đen giao cho anh xử trí. Trừ việc này ra, còn có quan hệ gì với người khác sao? Tiêu phạm liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói. Lúc ấy nếu không phải là cơ khinh xa nói cho tôi biết, chúng tôi cũng không thể kịp thời đuổi tới tần quan. Hơn nữa tại thị trấn Dương Tây, người kia cũng là do cô ấy và Phạm Nhạc dẫn rời đi đấy, bằng không sẽ rất phiền toái. Cơ khinh xa không kịp thời cho tôi biết, chỉ cần chậm một ngày đuổi tới tần quan, kết quả là khác nhau rất lớn rồi. Ít nhất kết cục của Uyển Thiên Thiên hoàn toàn không phải như hiện tại. Bọn họ không dẫn Diệp cô Vũ rời đi, tôi cũng không thể thuận lợi thi cứu cho cô. Vật bên trong hộp đen này, cơ khinh xa đương nhiên có phần, làm sao có thể vào lúc này gạt người ta qua một bên được chứ? Uyển Thiên Thiên sửng sốt, lập tức bĩu môi không lên tiếng đệ nhất nữ ma đầu đôi khi cố nhiên rất không nói đạo lý lại không bao gồm chuyện như vậy bằng hữu trên giang hồ coi trọng chính là ân hoán rõ ràng cô và cơ khinh xa quan hệ tốt là một chuyện ân cứu mạng nhất định phải báo đáp đó là một việc khác tân lâm trái lại một câu cũng không nhiều lời xoay người đi ra ngoài đối với tính cách của tiêu phàm tân lâm hiểu rất rõ rầm rộ tuyệt không tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác. Đường đường trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn, đích tôn trưởng tiêu gia, cũng nên có loại khí phách này. Rất nhanh, Mercedes Ben liền chạy nhanh ra khỏi chỉ thủy quan. Lúc này, thiết môn đang tiến hành, càn quét lớn. Dựa theo đề nghị của tiêu phàm, cơ khinh xa rời khỏi thiết môn, tạm thời ở tại thủ đô. Tiêu phàm ngay tại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp hô hấp, điều chỉnh tình trạng thân thể của mình uyển thiên thiên đường huyên phong vãn nương liền ở một bên nhìn ai cũng không dám ra tiếng quấy rầy hắn ước chừng nửa giờ trôi qua tiêu phàm chậm rãi mở hai mắt ra trong con người tinh quang trầm tính hiển nhiên đã khôi phục lại phong vãn nương hỏi tiêu đại ca pháp lực của người tu đạo các anh là tồn tại loại hình thức gì sóng điện não sao vấn đề này đã quanh quẩn ở trong đầu cô rất lâu vẫn luôn muốn hỏi hiện tại rốt cục nhịn không được Tiêu Phàm không khỏi ngơ ngẩn một chút, cũng chỉ có Phong Vãn Nương mới có câu hỏi như vậy. Pháp lực dựa vào hình thức gì tồn tại? Học bá của đại học thủ đô luôn nỗ lực dựa vào một loại hình thức khoa học mà mình có thể lý giải để đi tìm hiểu thế giới mà mình không biết. Trầm ngâm một chút, Tiêu Phàm đáp, có thể nói như vậy, hẳn là lợi dụng đối với các loại vũ trụ năng bên người. Chỉ có điều quá trình lợi dụng này tạm thời vẫn không thể dùng phương thức khoa học để tiến hành miêu tả. Điện năng từ năng, nhiệt năng đều là một loại của vũ trụ năng. phong vãn nương liền liên tục gật đầu, ra vẻ vô cùng vui sướng, nói vậy các anh bình thường tu luyện chính là khai thác, phát triển tiềm năng của thân thể, học cách làm thế nào để khống chế những vũ trụ năng này trong tay và lợi dụng chúng, đúng không? đúng. lần này tiêu phàm không trần chờ, lập tức liền gật gật đầu. uyển thiên thiên cười nói, yêu yêu, tôi thấy cô a cô đừng ở lại đại học thủ đô nữa, chỉ bằng trực tiếp bái tiêu chân nhân làm thầy, cùng hắn học pháp thuật đi. So với cô hiện tại nghiên cứu toán học có tiền đồ hơn, rất thú vị, có phải hay không? Phong vãn nương cũng chố mắt một chút, dường như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như vậy, lập tức nghiêng đầu một cái, ban đầu còn thật sự tự hỏi, giống như cái đề nghị này của Uyển thiên thiên vô cùng đáng giá suy xét. Tiêu phàm không khỏi lắc lắc đầu. Uyển thiên thiên lại đang lừa người. Phong vãn nương cố nhiên thiên phú kinh người, nhưng hắn vẫn chưa có ý tưởng muốn mở đàn thu đồ đệ, mặc dù hắn đã đem phương pháp tu luyện của hạo nhiên chính khí truyền cho Trần Dương, nhưng đó là có nguyên nhân khác, Trần Dương cũng không thể xem như đồ đệ của hắn. Chị thiên thiên, chị vì sao không bái sư, chị thông minh như vậy, còn biết võ công, chị bái sư khẳng định sẽ học nhanh hơn so với tôi. Suy tư một phen, phong vãn nương rất chân thành hỏi ngược lại. Uyển thiên thiên cười ha hả, nói tôi thật ra muốn bái sư nhưng người ta không thu nhận a à. tiêu chân nhân chê tôi ngu dốt không chịu thu nhận tôi làm đồ đệ hơn nữa hắn cũng sợ hãi phong vãn nương vẻ mặt vẻ kinh ngạc sợ hãi sợ cái gì đồ đệ đánh sư phụ a à. nếu như tôi lợi hại hơn anh ta rồi cô xem tôi sẽ chỉnh anh ta như thế nào uyển thiên thiên bĩu bĩu môi đỏ nói phong vãn nương khanh khách cười cô có hồn nhiên hơn nữa cũng biết là Uyển Thiên Thiên đang nói đùa. Uyển Thiên Thiên đối với tiêu phàm tình ý giả dích, cô cũng không phải là nhìn không ra. Chỉ sợ tiêu phàm muốn thu nhận Uyển Thiên Thiên làm đồ đệ, Uyển Thiên Thiên cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù nói hôm nay là thời đại mới, chỉ cần không có liên hệ máu ngủ, đồ đệ gả cho sư phụ cũng chưa tính là L-sigma viết thường a i l upsilon ở Y, nhưng mà không có tầng trở ngại này, chẳng phải là tốt hơn sao. Tiêu đại ca Trận pháp chi đạo này tôi kỳ thật cảm thấy khá thú vị. Chính là, nếu tôi không hiểu pháp thuật, có phải sẽ không học được hay không?" Mỉm cười một hồi, Phong Vãn Nương hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Trận pháp chi đạo và tướng thuật không phải là một chuyện. Có chỗ giống nhau, cũng có chỗ khác nhau rất lớn. Nếu như là pháp trận mà đấu pháp dùng, vậy không hiểu pháp thuật thì sẽ không bố trí được. Cho dù bố trí được, cũng là thần không giống, không có tác dụng gì." nhưng có rất nhiều bố trí trận pháp khác, có thể không cần gia tăng pháp lực. Hơn nữa, cho dù cô không hiểu pháp thuật, cũng có thể sử dụng pháp khí bảy trận. Nói thí dụ như, tôi luyện chế ra cho cô, cô cầm bảy trận. Phương pháp là nhiều mặt đấy, không có quy tắc nhất định. Bất kể thuật pháp chi đạo hay là trận pháp chi đạo, mấu chốt đều tại một chữ biến. Biến tắc thông, phòng vãn lương có chút hiểu được, chậm rãi gật gật đầu. Quyền thiên thiên bĩu môi, cô không phải chưa từng tiếp xúc với thuật sư, nhưng giống tiêu phàm nỗ lực dùng lý luận khoa học để giải thích thuật pháp như vậy, vẫn là lần đầu. Nói thật, Uyển Thiên Thiên cũng không phân biệt ra được, tiêu phàm giải thích như vậy, rốt cuộc có đạo lý hay không. Cô không thế nào quan tâm điều này, cô chỉ cần mỗi ngày ở cùng với tiêu phàm là thỏa mãn rồi. Rất nhanh, hai chiếc Mercedes bên cùng đi theo lái vào chỉ thủy quan. Đi theo phía sau Tân Lâm, Phạm Nhạc chuyên tâm lái xe, Cơ khinh xa thì ngoài dự đoán của mọi người không có ngay ngắn ngồi ở trong xe, mà là nhìn chung quanh, miệng chật chật có tiếng, không ngừng tán thưởng đối với trận pháp bố trí bên ngoài chỉ thủy quan. Trận pháp chi đạo của vô cực môn thật sự không giống bình thường, bác đại tinh thâm. Phạm nhạc không lên tiếng, anh ta dù sao cũng nhìn không ra. Chờ xe thuận lợi lái vào bên trong chỉ thủy quan, trước khi xuống xe, Phạm nhạc lại nói một câu. Tiêu Phạm đây là ý gì? Phạm Nhạc nếu không hiểu trận pháp chi đạo, cũng có thể nhìn ra được, chỉ thủy quan không đơn giản, hẳn có thể xem như là trọng địa căn bản của tiêu phàm và vô cực môn rồi. Cứ như vậy đưa bọn họ tiến vào, lòng dạ này không khỏi quá lớn chút. Chẳng lẽ tiêu chân nhân không có chút ý nào để phòng người khác? Hoặc là thực coi cơ khinh xa là bằng hữu tốt nhất? Phạm Nhạc cảm thấy giải thích này tựa hồ cũng không coi là rất đáng tin cậy, có lẽ tiêu phàm có mưu đồ khác. Người trong giang hồ, suy nghĩ vấn đề vẫn là không nên quá đơn giản quá lạc quan mới tốt, như vậy sống được lâu một chút. Yên tâm, không có ý gì khác, người còn không biết tiêu phàm. Cơ khinh xa lại tựa hồ như tính trước kỹ càng, đẩy cửa xe ra, rất thản nhiên đi xuống. Ở bên trong chỉ thủy quan, cơ khinh xa lại càng thêm lời tán thưởng. Không khí của chỉ thủy quan so với cái hoa viên không trung kia của cô còn trong lành hơn nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, tòa nhà trung thiên nằm bên trong phố xá sầm uất, Mấy năm nay thành phố lớn không khí ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất Thiếu, đi vào căn phòng bí mật mà Phong Vãn Nương đã ở, Cơ Khinh Sa mỉm cười chào hỏi với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu cười. "A a, a à, a, à, vị này chính là tiến sĩ Phong ư?" Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ánh mắt của Cơ Khinh Sa lập tức rơi vào trên người Phong Vãn Nương, lập tức hai mắt sáng ngời, phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục. "Chị, xin chào." phong vãn nương vội vàng gật đầu đáp lễ cơ khinh xa một thân váy màu đen càng lộ làn da trắng nõn vô cùng trên mặt nhỏ nhắn luôn mang theo vài phần lạnh lùng diễm lệ làm người ta không dám nhìn gần phong vãn nương dù không có từng trải xã hội hơn nữa liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được vị này lai lịch không tầm thường cơ khinh xa chủ động cầm tay phong vãn nương cảm thán nói cô gái xinh đẹp tôi gặp qua không ít tiến sĩ cũng đã gặp không ít nhưng nữ tiến sĩ xinh đẹp như vậy còn trẻ như vậy, tôi thật đúng là lần đầu gặp. Thực rất giỏi. Nhìn ra được, lời khen của cơ khinh xa đối với phong vãn lương thật sự là phát ra từ nội tâm. Mấy vị mỹ nữ ở đây đều có vẻ thước tha, đều có vẻ kiêu ngạo, ai cũng không thể so ai kém hơn bao nhiêu. Được rồi, chị, chị đừng vừa đến là khen cái này khen cái kia, chúng tôi đang sốt ruột đấy. Quyền Thiên Thiên gắt giọng, giọng điệu dường như có chút bất mãn. Ơ! Ờ, làm ngơ thiên thiên của chúng ta rồi, ghen tị có phải hay không à? Cơ khinh xa dường như tâm tình rất tốt, lại mở lời vui đùa với Uyển thiên thiên, đồng thời rất chân thành đánh giá Uyển thiên thiên vài lần, thấy cô khí sắc dường như không tệ, liền yên tâm gật gật đầu. Em ghen cái gì chứ? Chị cũng là một cô gái, em có thể ghen với chị được sao? Uyển thiên thiên đôi mắt to xinh đẹp chừng một phen, nói. Cơ tổng, mời cô lại đây, là vì yêu yêu đã giải được mê cung trên hộp đen, chúng ta cùng nhau mở ra xem đi xem xem chúng ta ngàn dặm xa xôi mang về vật gì tốt đợi các cô hàn huyên vài câu tiêu phàm liền cắt ngang đi thẳng vào vấn đề chính cơ khinh xa tự nhiên cười nói nói tốt tôi cũng ngứa ngáy trong lòng đấy rất muốn tìm tòi đến tột cùng thật cũng không có nói cái gì khách khí với tiêu phàm tiêu phàm cũng không phải loại người thích nghe nói khách khí lời nịnh nọt audio điện tử võ tấn bền chương 291, rùa bạch ngọc. Trên trận nhãn giữa gian mật thất, đặt một tấm án kỷ bạch ngọc. Phía trên án kỷ bạch ngọc, đặt cái hộp đen kia. Những đồ án bên ngoài hộp đen kia, vẫn là lộn xộn mọi người ở đây, không có ai không phải là người trí nhớ siêu quần, tâm tư kín đáo, đều có thể nhìn ra được. Đồ án lộn xộn bên ngoài hộp đen kia đã cho chỗ khác với đồ án mà lúc đầu bọn họ nhìn thấy. Nói cách khác, những đồ án này đã bị người thay đổi vị trí người thay đổi đồ án bên ngoài hộp đen kia dĩ nhiên là phong vãn nương rồi. Mấy ngày nay, cô tuyệt đại bộ phận tinh lực đều chuyên chú vào mê cung phía trên hộp đen này. Mê cung bề ngoài không phải một chỉnh thể, mà là do rất nhiều ô vuông nhỏ tạo thành, có chút giống với một trò chơi cờ bài trí lực, hoa dung đảo. Đương nhiên mê cung bên ngoài hộp đen này so với hoa dung đảo còn phức tạp hơn nhiều, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu không, với chỉ số thông minh của tiêu chân nhân, cũng không phải đi cầu viện Trần Dương. Nếu đã bố trí pháp trận phòng hộ, hộp đen tất nhiên là thuộc vào trận nhẫn, chu đáo vẹn toàn. Tiêu Phàm khoanh chân ngồi xuống ở một bên án kỷ Bạch Ngọc, miệng đọc một đoạn chú ngữ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, trên mặt tái nhợt bảo quang lưu chuyển, bắt đầu kích phát pháp trận phòng hộ. Một lát, một cổ thiên địa linh khí cường đại liền tràn ngập giữa gian mật thất. Cơ Khinh xa sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Thân là thuật sư cô tự nhiên có thể tin tưởng cảm giác được cổ thiên địa linh khí này là hùng mạnh bực nào lực pháp trận mà tiêu phàm đã bố trí thật không ngờ rất cao cảm giác tuyệt không yếu hơn một phân so với hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận trong địa cung ở tầng quan kia Từ ý nghĩa nào đó mà nói cái này chứng tỏ tiêu phàm trên trình độ thuật pháp không dưới vị tiền bối lúc trước bày ra hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận kia đương nhiên thời gian không gian chênh lệch hơn ngàn năm rất nhiều tình huống đều có sự biến hóa tiến hành đơn giản như vậy, chỗ thiếu sót tất nhiều. Dù là như thế, cơ khinh xa đối với sự hùng mạnh của truyền thừa thuật pháp vô cực môn lại nhận thức nhiều hơn một phần. Cho dù đám người Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Phong Vãn Nương, Phạm Nhạc, Đường Huyên đều chưa tu luyện qua thuật pháp, cũng có thể tin tưởng cảm giác được không khí bên người giường như nổi lên biến hóa nào đó, một loại biến hóa khiến các cô cảm giác được càng thêm an toàn. Ấm áp, như tắm gió xuân. Tiến sĩ Phong, bắt đầu đi. Đợi pháp trận phòng hộ hoàn toàn vận chuyển lại, Tiêu Phàm lúc này mới mỉm cười nói với Phong Vãn Nương. "Được." Phong Vãn Nương khẽ vuốt cằm, ngồi xuống đối diện với Tiêu Phàm, vươn hai tay tuyết trắng, mười ngón thon dài cực kỳ nhanh di động trên hộp đen, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, không có chút trì trệ nào, lưu loát vô cùng. Rất nhanh, một bước đồ án hoàn chỉnh hiển hiện ra bên ngoài hộp đen. "Cùng cụp, một tiếng vang nhỏ. Thành rồi." Uyển Thiên Thiên không kìm nổi kêu lên, trong giọng nói tràn đầy niềm vui bất ngờ. Phong vãn nương mười ngón thay đổi liên tục như bay cũng tại lúc này ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía tiêu phàm, hỏi. Tiêu đại ca, mở ra sao? Mê cung bên ngoài hộp đen được phá giải, thật cũng không có xuất hiện gì tưởng, hào quang bắn ra bốn phía, như trong truyền thuyết, vẫn là bộ dạng đen kịt. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm. Phong vãn nương một tay bắt lấy mặt ngoài hộp đen, một tay khẽ đẩy, hộp liền dần dần bị đẩy ra. Bên trong hộp cũng là sắc đen kịt, và hoàn toàn nhất trí với sắc bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào phía trên hộp. Trong thời khắc hộp vừa mới mở ra, tiêu phàm và cơ khinh xa đều tinh tường cảm giác được một cổ sát khí phóng lên cao, đồng nguyên với cổ khí cắn nuốt mà trước kia trên người Uyển thiên thiên có. Sát khí xông thẳng về phía phong vãn nương. Phong vãn nương tự nhiên là không hề hay biết. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng pháp trận phòng hộ điều động thiên địa linh khí chợt tạo thành một vòng bảo hộ vô hình ở bên cạnh phong vãn nương cổ sát khí kia vừa chạm vào vòng bảo hộ lập tức đã bị vòng bảo hộ hút vào sát khí lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo ở bên trong vòng bảo hộ tả sung hữu đột lại bất kể như thế nào cũng xung đột không ra rất nhanh đã bị đồng hóa dù sao hộp đen đã không ở trong trận nhãn của hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận bị mang rời khỏi môi trường ban đầu đã lâu ngày cổ sát khí trầm tích ở trong hộp này cũng là nước không nguồn, cây không dễ, kiên trì không được lâu lắm. Tuy nhiên, nếu như không có tiêu phàm vị thuật sư lớn này trước tiên bày ra đại trận phòng hộ và bản thân tự chấn thủ, người bình thường tỉnh tỉnh mê mê mở hộp đen này ra, nhất định sẽ gặp đạo nhi. Cổ sát khí kia lợi hại vô cùng, ngay cả uyển thiên thiên võ công cao cường như vậy đều thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ. Phòng vãn nương không hề có nền tảng nội công, nếu thật là bị sát khí quấn thân, tình huống tự nhiên sẽ vô cùng bất ổn. Phong vãn nương lại không biết nghe tại giờ khắc vừa rồi y, cô đã tránh thoát một lần mạo hiểm thiên đại, chỉ là chậm rãi đẩy hộp ra. Một luồng ánh sáng trắng lóng lánh dịu dàng lóe ra. Lạc giáp, cơ khinh xa bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, hai tròng mắt xinh đẹp trợn tròn một chút. Bên trong hộp đen này rõ ràng là một vật gì đó có hình rùa, toàn thân tuyết trắng, bạch quang dịu dàng chính là phát ra từ vật này nhìn qua, trái lại có vài phần tương tự với lạc giáp pháp khí bổn mạng của cơ khinh xa. Chỉ là có chút giống. Tân Lâm lập tức nói, giọng điệu vô cùng bình thản. Mai rùa làm pháp khí, không chỉ có riêng là truyền thừa hà lạc phái, rất nhiều trường phái thuật pháp phong thủy khác đều là truyền thừa như vậy. Quyền vũ giáp là một trong ba bảo vật chấn giáo của vô cực môn, cũng là một mai rùa màu trắng cơ khinh sa cô cũng không thể đem vật gì đó hình rùa trực tiếp chỉ ra là lạc giáp sau đó liền danh chính môn thuận coi như là bảo vật của truyền thừa hà lạc phái mọi người quen thuộc thì quen thuộc tại loại này thời điểm tân lâm lại rất nghiêm túc tiêu phàm là người khiêm tốn loại sự tình tranh chấp với người ta này chắc chắn sẽ không làm tân lâm hiểu rất rõ đối nhân xử thế của tiêu trưởng giáo cơ khinh sa cười cười cũng không nói nhiều cho dù vật này thật sự là bảo vật của truyền thừa Hà Lạc Phái, hiện giờ tiêu phàm ở trong này, cuối cùng phải thuộc sở hữu như thế nào, cũng phải do tiêu phàm để làm quyết định, cũng không cần thiết đấu võ mồm với tân lâm. Hộp không lớn, bên trong là một vật gì đó hình rùa, không có vật gì khác nữa. Con rùa kia không biết lấy loại chất liệu nào điêu thành, cả vật thể tuyết trắng, đầu và tứ chi thỏ ra khỏi mai rùa, chạm chỗ cực kỳ tinh xảo, vô cùng xinh đẹp. Cả người hào quang lưu chuyển, tựa như một vật còn sống. Y a a, à a à, thật đáng yêu. Phong vãn nương không kìm nổi tán thưởng một tiếng. Tiêu phàm vươn tay ra, lấy rùa bạch ngọc từ trong hộp ra, cẩn thận quan sát, mọi người cũng đều tiến gần xem. Xem, trên lưng rùa này còn có đồ án, hình như, hình như lại là mê cung. Quyền thiên thiên mắt sắc, chỉ quét thêm vài lần, liền kêu la. Lưng rùa từ trước cho tới giờ cũng không phải bằng phẳng, rùa bạch ngọc này được điêu khắc trông rất sống động, lưng gập gành, mọi người cũng không quá để ý, chẳng qua là cảm thấy chạm trổ tinh xảo, vô cùng đẹp mà thôi. Nghe Uyển Thiên Thiên vừa nói như vậy, đám người vội vàng nhìn kỹ lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Đúng là mê cung. Phong Vãn Nương lập tức gật gật đầu, khẳng định nói. Mọi người ở đây, nếu bàn về trình độ phá giải mê cung, tự nhiên Phong Vãn Nương là cao nhất, không người nào có thể cao hơn. Cô nếu nói như vậy, cũng được coi là giám định quyền uy. Yêu yêu, cô khẳng định tân lâm rất chân thành hỏi han thần sắc có chút ngưng trọng ai ngờ phong vãn nương lại do dự hai mắt không chấp nhìn chằm chằm rùa bạch ngọc miệng thì thảo nói tôi không thể khẳng định chỉ có điều có điểm giống còn phải đi vào nghiên cứu mới có thể xác định có phải hay không vậy cô khẩn trương nghiên cứu một chút đi thứ này tôi xem chừng rất quan trọng đấy Uyển thiên thiên vội vàng nói mấy cô gái ở một bên líu ríu tiêu phàm biệt tai không thèm nghe hai ngón tay cái đặt ở phía trên lưng của rùa bạch ngọc chậm rãi sờ sờ hai mắt khép hờ một luồng lực thần niệm đi vào giò xét lúc giám định đồ cổ tiêu phàm dùng chính là cái biện pháp này lần nào cũng đúng vừa thấy bộ dạng này của tiêu phàm tân lâm dẫn đầu ngậm miệng lại mấy người khác cũng đều ngậm miệng không nói rất chú ý mà nhìn về tiêu phàm bỗng nhiên lúc đó tiêu phàm hừ một tiếng trên mặt tái nhợt hồng quang chợt lóe hai mắt mở mạnh ra hai ngón tay cái vốn đặt trên lưng rùa bạch ngọc cũng bắn ra dựng lên dường như gặp lực lượng nào đó đột nhiên tập kích làm sao vậy tân lâm trầm giọng hỏi hiện giờ bất luận cái gì trên thân thể tiêu phàm đều có một chút dị biến đủ để khiến cho tân lâm lo lắng không có gì lực che đậy rất mạnh hồng quang trên mặt tiêu phàm chợt lóe lên tức thì khôi phục tự nhiên thở phào nhẹ nhõm nói lắc lắc đầu Hắn vừa rồi khi dùng bí pháp tìm kiếm bí mật bên trong cơ thể rùa bạch ngọc này, thần niệm vừa mới thăm dò vào, lập tức liền gặp phải lực thiên cơ che đậy mãnh liệt phản kích, nếu không phải sớm đã có chuẩn bị, thiếu chút nữa sẽ ăn một thiệt. Đây cũng là pháp khí. Uyển Thiên Thiên giật mình hỏi Han, ở chỉ thủy quan nhiều ngày như vậy, Uyển Thiên Thiên cũng đã được khai trí, đối với thuật pháp, hoặc nhiều hoặc ít có điều hiểu biết, đương nhiên chỉ là hiểu biết sơ sơ, thậm còn chưa tính là biết sơ sơ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vật này chẳng những là pháp khí, hơn nữa là pháp khí cấp bậc rất cao. Chủ nhân năm đó của vật này nhất định là một vị đại sư thuật pháp trình độ đạt tới đỉnh cao. Bằng không, đã nhiều năm như vậy, lực thiên cơ che đẩy không đến mức mãnh liệt như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Uyển Thiên Thiên không khỏi giận xem líu lưỡi. Vốn trong giây phút mở hộp đen này ra, người thực sự hưng phấn mong đợi nhất chính là cô. Vì vật này, cô đã chịu không ít khổ đau thiếu chút nữa mất cả cái mạng nhỏ. Còn nợ tiêu phàm một ân tình lớn như vậy, bất kể uyển thiên thiên đã quyết định đem bản thân mình hết thảy đều giao cho tiêu phàm. Nhưng nếu như có thể từ trong hộp đen tìm được vật gì đó có chỗ hữu dụng lớn đối với tiêu phàm, vậy coi như là trả ân tình của tiêu phàm. Sau này khi kết giao với tiêu phàm, huyền cô nương trong đầu càng kiên định hơn. Bằng không, thế nào cũng cảm giác dường như mình chiếm một tiện nghi rất lớn của người này, làm người ta khó chịu ai ngờ trong hộp đen này lại là một rùa bạch ngọc như vậy còn có cái gì mà lực thiên cơ che đậy chủ nhân năm đó của hộp đen này cũng thật là quá vô vị thiết lập nhiều chướng ngại như vậy làm gì chứ chỉ là phá giải mê cung bên ngoài hộp này đã tốn không ít tâm tư không có phong vãn nương hỗ trợ còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể mở hộp ra thoải mái một chút không được sao thật là tiêu phàm trầm ngâm một chút nói trực tiếp thăm dò bí mật bên trong rùa bạch ngọc này độ khó chỉ sợ không nhỏ. Như vậy đi, tôi thử cách pháp khác xem thế nào. chương 292, Quẻ tượng Tân Nhi, mời Thái Hạo Thần Thi. Tiêu phàm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trước án bạch ngọc, hạ giọng nói. Tân Lâm giật mình, do dự. Không phải anh nói trên con rùa ngọc này có lực thiên cơ che đậy rất mạnh mẽ sao? Đi theo tiêu phàm mấy năm nay, những thứ có liên quan đến lực thiên cơ che đậy Tân Lâm đều hiểu rất rõ, Mỗi lần tiêu phàm tại lúc lực thiên cơ che đậy mạnh mẽ để bói toán đều gặp phải sự cắn trả không ít. Con rùa ngọc này là do một vị Pháp sư cổ đại để lại, nó dựa vào, hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận, để thủ hộ, rõ ràng không thể coi thường. Sau khi tiêu phàm trọng thương, Pháp lực chưa hồi phục, lúc này hành sự trái với ý trời, cũng khó tránh tân lâm lo lắng. Không sao, năng lực của trận Pháp này vẫn rất mạnh. Pháp trận đã hoạt động, đang ở lúc mạnh nhất, cũng là một loại áp chế đối với lực thiên cơ che đậy trên con rùa ngọc này. Thế thì được rồi. Tân Lâm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút không tình nguyện. Rất nhanh Tân Lâm đã đem đến một loại cỏ dùng để bói của tiêu phàm. Cơ khinh xa hạ giọng nói. Thiếu ra, lúc bói toán kỵ nhất là có người quấy giày. Chúng tôi trước tiên tránh đi một chút nhé. Cái gọi là kiên kỵ có người quấy giày, chỉ là mượn cớ mà thôi mấu chốt còn nằm ở thân phận khá nhạy cảm của người kế thừa hà lạc cơ khinh xa ở trọng địa vô cực môn cô ta người kế thừa hà lạc nêu chính mắt ngồi xem trưởng giáo chân nhân của vô cực môn xem bói đây là điều tối kỵ trên giang hồ đừng lo tiêu phàm chỉ thản nhiên nói một câu nếu ngay cả chỉ thủy quan cũng đã mở ra cho cơ khinh xa vào thì chuyện này có nghĩa gì đâu cơ khinh xa khẽ cười quả nhiên đã dừng chân lẳng lặng đứng một bên có thể được xem tiêu phàm bói quả là hiếm có. Giống như cơ khinh xa, Phong Văn Nương cũng nhìn không chấp mắt chiếc hộp ngọc trong tay tiêu phàm. Chỉ có ánh mắt tân lâm từ đầu đến cuối đều nhìn tiêu phàm, đầy quan tâm, lo lắng. Tiêu phàm từ từ mở hộp ngọc ra, lấy ra 50 nhánh cỏ ra. Hai mắt Phong Vãn Nương lập tức sáng long lanh. Về mặt toán học, cái nhánh cỏ ngắn này gọi là thẻ tính, là một công cụ để tính toán. Trước khi bàn tính được phát minh, thẻ tính là công cụ duy nhất để tính cộng trừ nhân chia bậc cao trong thời cổ đại. Còn sau khi phát minh ra bản tính, một số cao thủ toán học vẫn quen dùng thẻ để tính toán. Là một tiến sĩ toán học, phòng vãn nương đương nhiên rất có hứng thú với cái này, cũng có cảm giác tri ân với tiêu phàm. Ở thời đại ngày nay, người thích toán học vốn rất ít, càng không nói đến những người trẻ tuổi thích toán học mà còn hiểu được cách dùng thẻ tính, rất hiếm những người như thế. Tuy nhiên, phòng vãn nương nhanh chóng biết được, những tấm thẻ tính mà tiêu phàm lấy ra không phải dùng để tính mà là để bói. Kiến thức của phong vãn lương vô cùng uyên thâm, không chỉ nghiên cứu lĩnh vực toán học, mà từ lúc tiêu phàm bắt đầu bói cô cũng tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền rất chăm chú. Lần bói này, không có chuyện gì ngoài ý muốn làm tân lâm lo lắng, quá trình coi như thuận lợi. Tuy rằng cảm nhận được rất rõ không khí hỗn loạn trong mật thất, nhưng lại được phòng hộ pháp chân áp, không gây tổn hại gì cho tiêu phàm. Điều thú vị chính là, quẻ thứ nhất của tiêu phàm được 6 hào âm. Quẻ thượng, quẻ hạ, quẻ khôn. Tiêu phàm nhìn quẻ tượng trên miếng ngọc trắng, hạ giọng nói. Quẻ khôn, nguyên hanh, lợi tấn mã chi trinh, quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc chủ, lợi. Tây, Nam có bạn, Đông Bắc mất bạn, quẻ bói may mắn. Phòng vãn nương thuận miệng phân tích quẻ. Hai hàng lông mày của cơ khinh xa hơi dương lên, nhìn vào mắt của phòng vãn nương vẻ vô cùng kinh ngạc. Cô gái trẻ này không giống một tiến sĩ toán học, thật giống một bác học đa tài, ngay cả quái tử của 64 quẻ bói trong, kinh dịch đều có thể xuất khẩu thành thơ. Cô rốt cuộc là tiến sĩ nghiên cứu toán học hay là nữ thầy bói nghiên cứu huyền học? Tốt quá, quẻ này có nghĩa là gì? Giải nghĩa một chút đi, huyền thiên thiên đứng bên cạnh nói. Mặt phong vãn nương đỏ lên, ngượng nghịu nói. Tôi nhớ mặt chữ, nhưng không biết giải quẻ. Có tiêu phàm ở đây, tiến sĩ Phong còn giấu giếm gì nữa chứ? Hơn nữa về huyền học, Phong Vãn Nương cũng chỉ từng học lướt qua chứ đừng nói đến nghiên cứu, trước đây cô ngẫu nhiên có chút hứng thú với 64 quẻ, kinh dịch. Trong thời gian học tập cô chỉ tìm hiểu một chút, nhưng khả năng ghi nhớ lại hơn người, không ngờ lại nhớ hết được từ trong 64 quẻ. Cơ khinh xa mỉm cười nói. Dịch theo ý nghĩa của mặt chữ thì quẻ khôn là quẻ đại cát đại lợi, xem bói phải hỏi chuyện, Hỏi con ngựa cái cũng là lúc con ngựa mẹ gặp được điềm lành. Nếu người quân tử đi du ngoạn, thì trước tiên sẽ lạc đường, sau đó lại tìm được chủ nhân, quẻ bói vẫn là may mắn. Đi hướng Tây Nam sẽ có được tiền tài, nhưng đến hướng Đông Bắc sẽ hao tiền tốn của. Nếu cứ làm theo quẻ bói, cũng sẽ gặp điềm lành. Quyền Thiên Thiên không hiểu chuyện ngạc nhiên hỏi. Ý nghĩa của mặt chữ thì giải thích như thế, nhưng thật ra là như thế nào? Cơ khinh xa cười nói, thực ra cũng là như thế mắt huyền thiên thiên chợt sáng lên như hai ngôi sao nhỏ. Nếu theo như các thuật sĩ giang hồ, thì lúc giải quẻ sẽ diễn giải ra rất nhiều lời lẽ may mắn, đương nhiên cũng sẽ có chút đe dọa, làm người ta lo lắng hoảng sợ. Trước mặt trưởng giáo chân nhân vô cực môn, đương nhiên càng đơn giản càng tốt. Nhất thiếu, dựa theo phương hướng thì tần quan cũng ở hướng Tây Nam. Cơ khinh xa nhẹ giọng nói với tiêu phàm. Huyền thiên thiên phản ứng cực nhanh. Chị, ý chị là chúng ta còn phải đi tần quan sao chiếc hộp đen này tìm được trên đất tần quan bây giờ chỉ dẫn cho họ quay lại tần quan cũng không phải không có lý cơ khinh xa cười cái này phải do nhất thiếu quyết định uyển thiên thiên bĩu môi tân lâm là bạn gái chính thức của tiêu phàm uyển thiên thiên cô và tiêu phàm lại đã từng tiếp xúc ra thịt tính thế nào đây ngược lại biểu hiện của cơ khinh xa trước mặt tiêu phàm rất điềm đạm dịu dàng coi tiêu thiếu ra là người quan trọng có vấn đề rồi đây. Với chuyện các cô gái, đấu đá nhau, tiêu phàm đương nhiên không rảnh mà lo lắng. Suy nghĩ một chút, bỗng mắt hắn nhìn về phía cơ khinh xa, nói. Cơ tổng, mời cô xem một quẻ, cô thấy thế nào? Tôi, cơ khinh xa giật mình, không ngờ tiêu phàm đột nhiên đề xuất yêu cầu này. Trước mặt nhất thiếu, như thế là múa dìu qua mắt thợ rồi. Tiêu phàm khoát tay, lúc vừa nãy đang xem bói, Tôi cảm thấy có lực thiên cơ che đậy quấy nhiễu. Chiếc hộp đen và con rùa ngọc này đã được sự bảo vệ của Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận. Cơ tổng là truyền nhân Hà Lạc phái, có lẽ sự quấy nhiễu của lực thiên cơ che đậy đối với cô không nghiêm trọng lắm. Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt trận là đại trận trấn phái của Hà Lạc Âm Dương phái, cơ khinh xa lại là truyền nhân đương đại của phái Hà Đồ Âm Dương. Phân tích theo lẽ thường thì trước kia khi các tiên hiền của Hà Lạc phái bày trận thi pháp, chắn hẳn sẽ có phóng khai nhất diện cho truyền nhân chính thống của Hà Lạc chứ nhỉ. Nhất thiếu nói rất có lý, tôi xin phép. Cơ khinh xa cũng không do dự lâu, liền chậm rãi bước lên, ngồi trước án kỷ bạch ngọc, nhẹ nhàng cởi búi tóc, một bộ tóc dài, dày và đen bóng xóa xuống dưới ánh đèn sáng loáng, giống như gấm vóc. Phong vãn lương thấy hứng thú, không kìm được nói. Cơ tổng, hóa ra cô cũng biết bói à. Cơ khinh xa cười nói. Tiến sĩ Phong, sau này gọi tôi là chị đi, đừng gọi cơ tổng nữa, khách khí lắm. Đối với tiến sĩ toán học vô cùng thông minh lại hồn nhiên ngây thơ này, bất cứ ai đã từng quen biết, cho dù là nam hay nữ cũng sẽ rất có thiện cảm. Được, chị. Phòng vãn nương rất biết nghe lời, lập tức sửa sai. Cơ khinh xa gật đầu cười, cũng nhanh chóng thu lại nụ cười quay sang án kỷ, hơi khom người về phía tiêu phàm, tiêu phàm cũng cúi đầu đáp lễ, đưa tay ra mời khách. Mời. Được, 10 ngón tay mảnh mai của cơ khinh xa khẽ nhúc nhích, nắm lấy năm nhánh cỏ ở trên bàn, lấy ra một nhánh đặt sang bên cạnh, bắt đầu bói. Điều mà mọi người không ngờ đến là trong quá trình cơ khinh xa bói, nguyên khí thiên địa trong mật thất không hề thay đổi, ngay cả pháp trận phòng hộ cũng không bị quấy nhiễu, xuôn sẻ lạ thường. Điều thú vị là, rõ ràng lần này lại là quẻ giống nhau. Thượng ly, hạ ly, quẻ ly. Ánh mắt của Uyển Thiên Thiên và đám người Tân Lâm lập tức cùng lúc nhìn Phong Vãn Nương. Phong vãn nương thẹn thùng cười, lấy lời giải quẻ ly ra. Ly quẻ lợi, hanh, xúc tấn nghiêu, may mắn. Ánh mắt liền quay sang nhìn cơ khinh xa. Cơ khinh xa khẽ cười. Đây cũng là quẻ cắt lợi, luôn giữ vững con đường đạo lý, tất nhiên hanh thuận lợi cũng thông, nuôi được con bò cái rất hiền, có thể gặp nhiều may mắn. Thuận miệng giải quẻ một chút. Nói như vậy, hay là đi tần quan một chuyến đi. Tiêu phàm nhìn quẻ ly trước mắt, có vẻ đăm chiêu nói. Từ quẻ này cho thấy nó rất linh nghiệm, giải ra nghĩa là khi bắt đầu làm việc gì, nếu nóng vội sẽ thành rối loạn, nếu có thể thận trọng không manh động thì cuối cùng sẽ không có tai họa nào hết. Tơ khinh xa không phải đang tránh nạn ở kinh thành sao? Lời giải của quẻ Ly càng nói rõ hơn. Vì sao có được may mắn? Là bởi vì bên cạnh có quý nhân, nhận được sự che chở của quý nhân. Thì ra trong số mạng luôn có quý nhân phù trợ. Cơ khinh xa cũng là bậc thầy thuật pháp, kiến thức về bói toán đương nhiên không tầm thường, suy nghĩ một lát, liền cười nói với tiêu phàm. Nhất thiếu, cảm ơn. Lần này cô có thể rũ bỏ được vòng xoáy ván bài này, nhân tố quyết định chính là quý nhân tương trợ. Quý nhân này, liệu có phải là tiêu phàm? Tiêu phàm khoát tay. Cơ tổng, bây giờ cảm ơn tôi còn quá sớm đấy, tôi thấy quý nhân thực sự có lẽ là người khác. Người khác sao? Cơ khinh xa thoáng sững sờ có chút khó hiểu. Đúng lúc ấy, điện thoại cơ khinh xa đổ chuông, cô cầm điện thoại lên, sắc mặt liền thay đổi, vội nói tiêu phàm. Là thư ký của đồng chí mỗ mỗ. Đồng chí mỗ mỗ này thật không thể coi thường, chính là thành viên hội nghị trung tâm, là một trong hai mấy người có quyền có thế nhất Trung Quốc. Vừa nói chuyện về quý nhân thì có điện thoại. Tiêu phàm cười, khoát tay ra hiệu cơ khinh xa nghe trước. chương 293, chỉ dẫn. Cơ khinh xa nghe điện thoại trước mặt tiêu phàm. Thông thường, với cấp bậc của đồng chí mỗ mỗ, đều là thư ký ông ta gọi điện thoại, bất luận là nói về nội dung gì đều phải được bảo mật. Ít nhất là khi nghe điện thoại trước mặt người khác cũng phải giữ lịch sự. Cơ khinh xa lại hoàn toàn không có quy tắc như thế. Với cô ấy tiêu phàm đã tin tưởng vô điều kiện, cô có gì mà phải che đậy chứ? Không cần nói đến thư ký của đồng chí mỗ mỗ kia, cho dù là đồng chí mỗ mỗ, e rằng cũng không thể gây khó dễ cho tiêu phàm may mà cơ khinh sa cũng biết những cuộc điện thoại như thế này đồng chí thư ký kia nói chuyện chắc chắn sẽ rất lan man sẽ không lộ ra nội dung gì mang tính thực chất muốn thăm dò ngọn nguồn sự việc thì phải gặp mặt nói chuyện quả nhiên ở đầu dây bên kia đồng chí thư ký cười một chàng sau đó hẹn cơ khinh sa hai ngày nữa gặp nói là rất lâu không trò chuyện với cơ tổng rồi không biết cơ tổng có nể mặt không cơ khinh sa đương nhiên không từ chối cười cười rồi cảm ơn. Vị thư ký kia lại cười một lúc rồi cúp điện thoại. Nghe chừng, giọng điệu của đồng chí thư ký tương đối vui vẻ. Dường như cũng có thể hiểu rằng, thiết môn đang tạo ra một bàn cờ bừng bừng khí thế, tạm thời cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhất thiếu, thật ngại quá, thất lễ rồi. Cơ khinh xa thu lại điện thoại, cúi thấp người xin lỗi tiêu phàm. Tiêu phàm cười cười, thản nhiên nói. Chuyện này, quan trọng ở chỗ phải khống chế được phạm vi, không làm khoa trương quá tơ khinh xa cười tự nhiên gật đầu đồng ý đồng chí thư ký sở dĩ dùng giọng điệu thoải mái hẹn cô gặp mặt trò chuyện đại thể chuyện này là có liên quan trực tiếp đến tiêu phàm chỉ cần khống chế tốt giới hạn bàn cờ không mở rộng ra không chọc ngoáy thì đây cũng chính là một chuyện nhỏ ở một góc của yến bắc đồng chí mỗ mỗ là thành viên hội nghị trưởng lão chỉ cần ông ta mở miệng thì sẽ rất có sức ảnh hưởng ở yến bắc này không đáng trách Đương nhiên nếu không có nguyên tắc mà tiêu phàm nói, thành viên hội nghị trưởng lão sẽ không trực tiếp nhúng tay vào. Dù sao nếu chuyện này đồn ra ngoài có thể phương ra, tiết ra thậm chí cả tiêu ra cũng bị cuốn vào. Mấy quan lớn bình thường trốn tránh còn không kịp, làm gì có ai chủ động can thiệp chứ? Quý nhân tương trợ. Quý nhân thực sự chính là tiêu phàm. Nhất thiếu, lần này đi tần quan, cần tôi làm chuyện gì không? Tơ khinh xa lại hỏi, ánh mắt đảo qua tân lâm, Uyển Thiên Thiên và đám người đường huyên, khóe miệng thoáng hiện lên ý cười. Y muốn nói, trong mấy mỹ nhân ở đây, anh định để ai bên cạnh, lót thân hầu hạ, mình đây. Nói ra cũng rất thú vị, cả hai quẻ đều nhắc đến, cái, quẻ khôn là, ngựa cái, quẻ ly là, châu cái. Chẳng qua chỉ nói đùa thế thôi, cơ khinh xa đương nhiên không thể nói ra. Uyển Thiên Thiên thì không nói làm gì, nhưng Tân Lâm thì không thể nói đùa kiểu đó. Đối với vị tân thiếu chủ này, cơ khinh xa vẫn thủy chung giữ tấm lòng kính trọng. Nhưng theo như quẻ bói, tiêu phàm phải đi tần quan. E là không thể đi một mình. Tiêu phàm cười. Tạm thời tôi vẫn chưa quyết định. Có đi tần quan không? Khi nào đi, vẫn còn khó nói. Cơ khinh xa liền biết điều gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía rùa ngọc, trầm ngâm nói. Nhất thiếu rùa ngọc này tạm thời tôi cũng không nhìn ra cái gì cả, hay là, anh cứ đi thu thập trước đi, đợi tôi nghiên cứu ra rồi chúng ta sẽ bàn bạc lại nhé đây cũng chính là việc phải làm tiêu phàm mời cô đến đây để cùng mở chiếc hộp đen này đã là rất rộng lượng rồi nếu trong hộp đen có vàng bạc bảo bối gì cũng không ngại phân phát cho mọi người cơ khinh xa cũng rất muốn mang rùa bạch ngọc kia về nghiên cứu nhưng cũng biết là không thể nghiêm túc mà nói cái này vẫn nên thuộc về uyển thiên thiên chỉ nhìn cái bộ dạng uyển thiên thiên si mê tiêu phàm không cần nói nhiều cũng biết uyển thiên thiên không thể rời xa tiêu phàm trong thời gian này rùa ngọc do uyển thiên thiên cất giữ hay là do tiêu phàm nghiên cứu trên thực tế là không khác biệt như vậy cũng tốt tiêu phàm cũng không giả bộ khách sáo phong vãn nương yên lặng nhìn rùa ngọc trên án kỷ đột nhiên nói tiêu đại ca tôi có thể nghiên cứu rùa ngọc này một đêm không tôi muốn vẽ lại hoa văn trên lưng nó mang về nghiên cứu thật tốt đôi mi thanh tú của Tân Lâm khẽ nhân lại. Yêu yêu, cô không thể xin nghỉ ở trường một thời gian được sao? Ý là muốn phong vãn nương tiếp tục ở lại chỉ thủy quan để nghiên cứu cái hình vẽ này. Trong tiềm thức Tân Lâm cảm thấy rùa ngọc này không đơn giản. Với phong vãn nương, Tâm Lâm rất tin tưởng, một khi cô đã hiểu rõ về cái hình ảnh này, chắc chắn sẽ liên lạc với tiêu phàm đầu tiên. Tuy nhiên giang hồ hiểm ác, mấy thứ này rất có thể sẽ mang đến cho cô sự nguy hiểm khó có thể biết trước những kẻ địch núp trong bóng tối kia, sẽ làm ra những chuyện gì, khó có ai đoán trước được. Có thể nói rằng chỉ thủy quan vẫn là an toàn nhất. Phong vãn nương lắc đầu. Chị Tân, tôi đã xin nghỉ một tuần rồi. Tuần sau, giáo sư Auburn muốn đến trường giảng bài, tôi phải đi làm. Được xem là trợ thủ chỉ định và là nghiên cứu sinh tiến sĩ của giáo sư Auburn, phòng Vãn Nương rất coi trọng danh tiếng và công việc của mình. Tân Lâm đang muốn nói, Tiêu Phàm liền khoát tay bảo cô dừng lại, quay sang nói với phong vãn nương tiến sĩ phong không vấn đề gì tối nay rùa ngọc này sẽ thuộc về cô cảm ơn tiêu đại ca tiêu phàm cười nói phải là chúng tôi cảm ơn cô mới đúng cô xem để mở được chiếc hộp đen này đã tốn của cô nguyên một tuần rồi có gì đâu bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau mà hơn nữa thời gian này ở chỉ thủy quan tôi cũng rất vui với phong vãn nương mà nói mấy ngày này ở chung với nhau Cô và Tân Lâm hoàn toàn có thể xem là bạn tốt. Đúng rồi, Tiêu Đại ca, mấy cuốn sách anh cho tôi mượn, tôi vẫn chưa đọc xong đâu. Tiêu Phàm cười. Không sao, cô có thể mang đi. Sau này muốn mượn sách gì thì gọi điện cho tôi. Được, thật ra có rất nhiều thứ tôi không hiểu, Tiêu Đại ca đến lúc đó tôi sẽ thỉnh giáo anh. Xem ra Phong Vãn Nương rất vui. Ừ. Tiêu Phàm cũng không khiêm tốn, khẽ gật đầu. Nhất thiếu, vậy chúng tôi cáo từ trước. Cơ khinh xa ở bên cạnh nói. Được, tôi tiến hai người. Không khách khí. Nhìn chiếc Mercedes Benz của cơ khinh xa chạy ra khỏi chỉ thủy quan, Uyển Thiên Thiên chợt nói với tiêu phàm. Này, chúng ta phải đi tần quan thật sao? Tiêu phàm gật đầu nói. Quẻ bói đã nói rõ, hướng Tây Nam rất thuận lợi. Uyển Thiên Thiên bất mãn về lời giải thích của tiêu phàm, bắt đầu hỏi đến cùng nhưng ở vùng tây nam của kinh thành có rất nhiều nơi anh làm sao có thể khẳng định nơi mà quẻ bói nói là tần quan tiêu phàm cười rùa ngọc và chiếc hộp này đều lấy được từ tần quan muốn làm rõ nguyên do trong đó đương nhiên phải bắt đầu từ tần quan đến những nơi khác thì càng không có manh mối ra thế uyển thiên thiên suy nghĩ một lát nói cũng có lý vậy chúng ta đến tần quan làm gì không biết không biết uyển thiên thiên lập tức trừng mắt quả thật câu trả lời này của tiêu phàm hoàn toàn ngoài dự đoán của cô nếu quẻ chỉ dẫn đến đó thì sau khi chúng ta đến đương nhiên sẽ có chỉ dẫn mới hả quyền thiên thiên bị làm cho bối rối cho tới bây giờ cô chưa từng làm những chuyện thế này ngay cả đến tần quan làm gì cũng không rõ cứ đi một cách mơ hồ như thế rồi sau đó đợi chỉ dẫn gì đó ư ai chỉ dẫn thần hay vẫn là quẻ bói thấy vẻ thần bí của tiêu phàm uyển thiên thiên dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại nhìn tân lâm ở cạnh tiêu phàm rất điềm tĩnh dường như sớm đã thành thói quen tự nhiên rồi lẽ nào trước đây bọn họ đã từng làm như thế sao xem ra mình phải làm quen với phong cách làm việc mới mới được đường huyên từ đầu đến cuối giữ im lặng bỗng cười nói nhất thiếu chợ đồ cổ ở tần quan rất nổi tiếng nếu có thời gian có thể qua đó đi dạo một chút may mắn không chừng có thể tìm được đồ tốt đấy ở chỉ thủy quan nhiều ngày như vậy, Đường Huyên cũng nhìn ra Tiêu Phàm rất thích đồ cổ, hơn nữa Tiêu Phàm còn rất tinh thông đồ cổ. Ở thủ đô này muốn tìm được cũng càng lúc càng khó, đến tần quan có lẽ sẽ có thu hoạch. Huyền Thiên Thiên nói, đúng là như thế, nghe nói mấy năm nay họ còn thực hiện các hoạt động giám định bảo vật, trực tiếp thu hồi bảo vật từ nhân dân, cũng rất có ý nghĩa. Chị Hai, chị thông báo cho anh ba một tiếng đi, để anh ấy chuẩn bị vài món đồ chúng ta mang đi anh em mấy tháng nay đều nhàn rỗi, cũng phải quản tiền lương của họ mới được. Chuyến đi tần quan lần này, tam đại đương gia của Yên Chi xã đều bị thương, thậm chí Uyển Thiên Thiên còn mất hết phó công trong một thời gian tương đối dài, Tiêu Phàm tuyệt đối cấm cô trong thời gian này làm lại nghề cũ. Cô liền nghe lời mọi người, tạm thời nghỉ hai tháng, chuyện khác để sau. Hiện nay, Đường Huyên cùng cô chị thương ở chỉ thủy quan, các anh em khác thì do Tống Hoàn quản lý. Có điều tuy là nghỉ nhưng vẫn phải bảo đảm lương cho anh em. Yên Chi xã và những đội đào mộ khác không giống nhau, nhân viên tương đối ổn định. Không giống những kẻ đào mộ, đa số đều là bọn buôn nước bọt, lúc cần mới tập hợp lại, sau khi đào xong thì chia tang vật ra, trở thành đội đào mộ lớn nhất miền Bắc. Thành viên cố định của Yên Chi xã có đến mấy chục người, có người thậm chí còn mang theo cả gia đình. Quy tắc do tổ tiên truyền lại, những người anh em này, đại đương gia đều phải quản Lúc có chuyện họ sẵn sàng dốc sức vì đại đương gia, lúc không có chuyện thì đại đương gia phải chăm sóc họ, xảy ra chuyện thì phải xử lý. Họ cũng phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của đại đương gia. Ai dám phản bội, tổ chức thì phải bị hành hạ theo gia pháp tam đao lục động. Mang theo mùi vị đặc trưng của bang phái giang hồ. Đường Huyên mỉm cười gật đầu. Ý của Huyền Thiên Thiên hoàn toàn rõ ràng, đây thực ra là để cô thông báo cho Tống Hoàn chuẩn bị mở đường đến chợ đồ cổ ở Tần Quan là kẻ đào mộ, chắc hẳn rất quen thuộc các chợ đồ cổ. chương 294, đồ rơi vãi. Chuyến này tiêu chân nhân, đi tuần, ở cổ đô, mang theo phái đoàn lớn. Lại có ba đại mỹ nhân ở bên cạnh. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Đường Nguyên. Âm khí trong người Uyển Thiên Thiên chưa hề được loại trừ hết, nên thời gian này bắt buộc phải ở cạnh tiêu phàm, mỗi ngày đều phải làm phép một lần, Đường Nguyên thì vẫn luôn đi cùng. Một thanh niên điềm đạm nho nhã sắc mặt hơi thiếu sức sống, trên người mặc bộ trang phục đời đường màu trắng, chân đi một đôi giày vải màu đen, trước ngực ôm một chú mèo bụ bẫm màu đen trắng, đi cùng ba cô gái xinh đẹp, cứ thế xuất hiện ở chợ đồ cổ Huyền Vũ của thành phố Cổ Đô. Cũng may, cách trang điểm và ăn mặc của bốn người Tiêu Phàm đều rất bình thường, ngoại trừ chiếc váy đỏ rực rỡ xinh tươi của Uyển Thiên Thiên thu hút sự chú ý của người khác ra, thì tổng thể mà nói đều rất khiêm tốn. Cái này rất phù hợp với tác phong của Tiêu Phàm là con ông cháu cha ở chốn kinh đô, tiêu thiếu ra đương nhiên phải dùng đồ hàng hiệu, đây là nhu cầu của những nhân vật tầm cỡ. Nhưng khi ra ngoài thì không cần thiết nữa. Trước đây khi cùng sư tổ chỉ thủy đi du lịch, hai thầy trò đều quần áo mộc mạc, trông rất giản dị. Cổ đô là tỉnh lỵ của tỉnh Tần Quan, là thành phố trung tâm lớn nhất khu vực Tây Bắc Trung Quốc, đã từng rất huy hoàng trong lịch sử. Được coi là thành phố văn vật nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cổ đô có bề dày lịch sử, Ảnh hưởng và địa vị của thị trường đồ cổ ở cổ đô xưa nay vẫn hết sức quan trọng. Cũng đã có mấy thị trường đồ cổ văn vật rất phát triển, quy mô không nhỏ, đủ để sánh ngang với thị trường đồ cổ ở thủ đô. Như chợ đồ cổ Huyền Vũ, tuy không phải chợ đồ cổ lớn nhất của cổ đô, nhưng lại là chợ đồ cổ được xây dựng sớm nhất. Mỗi ngày đều tấp nập người ra vào, rất náo nhiệt. Tân Lâm cao mày, cô vốn thích yên tĩnh, không thích môi người náo nhiệt này lắm. Trước khi xuất sư vẫn ở thất diệu cung tổng đàn học nghệ sau khi thành tài, lại sống cùng tiêu phàm ở chỉ thủy quan, cuộc sống cứ thế yên bình, hạnh phúc. Chợ đồ cổ ồn ào huyên náo thế này, thiếu chút nữa làm tân lâm choáng váng. quyền thiên thiên lại hừng hực khí thế, kéo tay đường huyên trêu đùa vui vẻ. Với tính cách của cô sẽ không chịu ngồi yên lấy nửa khắc. Vì lý do đang trị thương, hơn nửa tháng nay ở chỉ thủy quan bị tiêu phàm, nhốt, ở một xó, hàng ngày không trị thương cũng là luyện khí công, căn bản là không đi ra ngoài, làm cho Uyển Thiên Thiên sắp phát bệnh đến nơi rồi. Cuối cùng bây giờ có thể thỏa thích chơi rồi. Thế giới thật tươi đẹp. Uyển Thiên Thiên không phải lần đầu đến chợ đồ cổ huyền vũ. Bất kể là trước đây đi cùng sư phụ cô, hay là sau này tiếp quản yên chi xã, thì vùng đất vàng tần quan cũng làm cho cô quan tâm nhất, trên danh nghĩa là đi làm việc lớn, không 10 lần thì cũng 8 lần, gần như mỗi lần đều không có chuyện tay không ra về. Sau khi có thứ mình muốn trong tay rồi, một phần bán cho Lưu Bát ra, còn một phần thì thông qua nhiều con đường tiêu thụ ra toàn quốc. Chợ đồ cổ Huyền Vũ cũng là nơi xuất hàng thường xuyên của Yên Chi xã. Ở đây, Yên Chi xã có một mạng lưới quan hệ rất bí ẩn. Suy cho cùng giao dịch của họ không thích hợp để nói ra ngoài. Chiều hôm qua họ đến cổ đô, sáng sớm hôm nay đã đi dạo ở chợ đồ cổ, chính là do Uyển Thiên Thiên đề xuất. Mới sáng sớm, cô đã chạy đến phòng Tiêu Phàm, cũng không để ý đến Tân Lâm cùng phòng với Tiêu Phàm có vui hay không trực tiếp hỏi tiêu phàm đã có chỉ dẫn gì chưa. Khi ở chỉ thủy quan, không phải tiêu phàm đã nói, sau khi đến tần quan sẽ có chỉ dẫn tiếp sao. Nghe như là ông trời sẽ cho hắn manh mối gì đó. Với chuyện này, Uyển Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ. Tiêu phàm hỏi lại cô có đề nghị gì không, cô liền nói muốn đi dạo phố. Quả thật, ít nhiều gì cũng có chút giò xét, khó chịu, nếu tiêu phàm thật sự không đồng ý, cô cũng chịu. Ai ngờ tiêu phàm lại cười rồi gật đầu. Huyền Thiên Thiên lập tức nhảy lên vui sướng. Chợ đồ cổ Huyền Vũ căn bản là phát triển từ chợ buôn bán hàng hóa thường ngày, có mấy trăm cửa hàng văn vật buôn bán cố định, còn có những đại sảnh giao dịch quy mô lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều quầy hàng tạm thời. Ở chợ đồ cổ Huyền Vũ, đồ gốm sứ, đồ bằng ngọc, tranh chữ, huy hiệu, sách vở, tiền cổ đều có cửa hàng chuyên bán riêng, đương nhiên còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ nhưng lại bán đủ thứ. Trong những cửa hàng này, hầu như hàng nào cũng bán gốm sứ cổ, đồ đồng thau, đồ ngọc, gốm màu đời đường, gốm sứ thời nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh, có cửa hàng lâu năm thậm chí còn có cả tranh chữ, cái gì cần đều có. Với những tiệm đồ cổ bình thường, Uyển Đại Đương Gia và Đường Nhị Đương Gia thật sự không để ý tới. Hai cái người này, thế nào mới vừa mắt đây? Ai biết được cái gọi là chợ đồ cổ lại là hàng giả nhiều hơn hàng thật, phàm những ai thích và hiểu về đồ cổ sẽ không bị lừa. Như tiêu phàm, những chuyện này đều đã được rèn luyện từ sư tổ chỉ thủy, chắc chắn sẽ không bị qua mặt. Có điều, xem ra tiêu phàm lại có hứng thú với mấy quán ven đường, thỉnh thoảng lại dừng lại ngó qua một chút, nhân tiện còn trả giá. Trong 10 phút ngắn ngủi, không ngờ tiêu chân nhân lại chuẩn bị ra tay, định mua một món đồ nhỏ với giá 500 đồng. Quyền thiên thiên không khỏi ngạc nhiên, đưa tay ra giật lấy món đồ trong tay tiêu phàm, tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy? Hình như bùa hộ mệnh bằng gỗ, ôi, tiêu phàm, anh bị lừa rồi. Đường huyên cũng lại gần, chăm chú nhìn cái bùa hộ mệnh đen thui kia, rồi cũng gật đầu, có vẻ đồng ý với ý kiến của Uyển thiên thiên. Tôi nói anh nè, đây không phải đồ cổ đâu, cái này nhiều nhất không thể quá 30 năm, làm cũng không tinh xảo, rất thô, nếu anh muốn mua chơi thôi thì trả người ta 50 đồng là được rồi, làm gì mà đáng giá 500 đồng. Uyển đại đương ra cũng không để ý đến tiêu chân nhân, coi như không có trở ngại, bắt đầu cần nhằn thao thao bất tuyệt. Này, ông chủ, tôi nói ông nghe, ông đừng nghĩ sẽ lừa được người, cái bùa này nhiều nhất là 50 đồng, có bán không? Vừa trách tiêu chân nhân xong, Uyển Thiên Thiên lại quay ra kêu la với ông chủ. Khuôn mặt cô xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, giọng nói lại lanh lành, nhưng cũng không làm mất đi vẻ yêu kiều. Một trận ồn ào như vậy nhanh chóng thu hút không ít khách du lịch có hứng thú xung quanh đến quan sát ba đại mỹ nữ. Thật là bổ mắt. Chủ quán vỉa hè kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất giản dị, mặt mũi vô cùng thật thà, chất phác, nếu là mở sạp bán hàng ở chợ đồ cổ thì xem chừng ra cảnh cũng không khá lắm. Bị huyền thiên thiên, bắn, một trận liên hồi như thế, thì chỉ có thể cuốn quyết cúi người xuống cười hiền hậu, đợi cô, bắn, xong mới nói. Được, được, cô thấy được là được mà. Chợ đồ cổ có câu tục ngữ, một năm không mở hàng, mở hàng ăn một năm nếu gặp được kẻ ngốc lắm tiền mà bán được hàng giả thì cũng đủ ăn cả năm rồi. đương nhiên lãi nhiều chủ yếu là ở mấy loại đồ cổ giả chứ không phải là mấy cái đồ nho nhỏ như cái bùa hộ mệnh gỗ này. còn có mấy thứ như huy hiệu, sách cổ, kỷ niệm trương đã từng làm náo động một thời. mấy năm nay tuy một số lượng lớn đồ cổ văn vật đã xuất hiện trên thị trường, buôn bán cũng rất sôi nổi, nhưng lợi nhuận lại không được cao lắm. suy cho cùng cũng không phải đồ cổ chính thống làm cho lão chủ quán kia trở nên biết điều, như thế, Uyển Thiên Thiên mới thỏa mãn gật đầu, Dương Dương đắc ý nói với Tiêu Phàm. "Trả tiền đi, 50 đồng." Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, lấy ví tiền trong cặp ra, đếm ra 5 tờ 100 đồng, đưa cho chủ quán. "Tiên sinh, là 50 đồng mà." Ông chủ quán ngạc nhiên, vội khoát tay, có chút sợ hãi nói. "Này." Uyển Thiên Thiên cũng trợn hai mắt lên nhìn Tiêu Phàm, không hiểu ra sao cả vị thiếu gia này là tiền nhiều tiêu hoang phí hay là thế nào đây? Du khách xung quanh cũng cười lớn, có vẻ như thấy rất thú vị. Tiêu phàm cười nói, ông chủ, tôi cho rằng cái bùa này đáng giá 500 đồng. Ông cầm lấy đi, cái này, ông chủ vẫn không dám nhận, hai mắt kinh ngạc có lẫn chút hoảng sợ. Có gì đó khác thường, ở đâu có chuyện muốn đưa thêm tiền cho người ta thế kia. Cho dù cái bùa này thực sự là đồ tốt đi nữa cũng chỉ 50 đồng, Chẳng thế mà nó được gọi là đồ rơi vãi chứ. Cái cậu công tử điềm đạm nho nhã này nếu không phải thần kinh có vấn đề thì là có âm mưu, bí mật gì đó lớn lắm. Số tiền này cũng không phải đưa tùy tiện được." Tân Lâm thản nhiên nói. "Cho ông thì ông nhận lấy đi." Giọng điệu bình tĩnh, mang theo chút nghiêm nghị không thể kháng cự được. "Ôi, cảm ơn, cảm ơn." Ông ta không dám chần chừ, vội vàng đưa hai tay nhận lấy 500 đồng liên tục khom lưng cúi đầu về phía tiêu phàm anh uyển thiên thiên tức giận không làm được gì đây không phải vấn đề tiền mà là vấn đề thể diện theo uyển thiên thiên là tiêu phàm cố ý chống đối cô điều không thể nhất với cô gái trẻ như cô chính là chữ nhẫn nếu bạn trai dám cố ý đối nghịch với mình thì là khinh đấy đi thôi tiêu phàm tiện tay cầm lấy cái bùa hộ mệnh bằng gỗ đen xì kia trong lòng bàn tay xoa nhẹ gọi tân lâm một tiếng rồi từ từ đi tiếp Uyển Thiên Thiên đứng đó, trừng mắt phỉnh miệng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng cao cao của Tiêu Phàm, sắc mặt thay đổi thất thường. Đường Huyên cười một cách tự nhiên, kéo cánh tay cô, hạ giọng nói: "Thiên Thiên, đừng có nghiến răng nữa, đi thôi, anh ấy không giống với những người đàn ông khác đâu." "Có cái gì không giống chứ? Tôi không tin." Uyển Thiên Thiên miệng thì nói như vậy, thấy Tiêu Phàm đi càng lúc càng xa lại không hề có ý dừng lại đợi cô đành hung hăng dậm chân một cái, giận dỗi đi theo sau. Này, anh giải thích rõ ràng cho tôi. Quyền thiên thiên xảy bước đuổi theo, thở hồng hộc, đôi mắt đen lấy trợn thật to. Có phải anh kiếm được nhiều tiền quá rồi không, đại thiếu gia? Không phải. Tiêu phàm cũng không giận, mỉm cười lắc đầu. Suốt cuộc là tại sao nhất định phải đối đầu với tôi? Quyền thiên thiên càng thêm tức giận. Tiêu phàm lại lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đó là bởi vì, đối với giá trị thực sự của cái bùa hộ mệnh này, 500 đồng hoàn toàn không đáng kể. Dù đưa cho ông ta 50.000 đồng cũng vẫn là rất nhỏ. 50 đồng, thực sự quá ít, tôi có chút không phải rồi. Cái gì? Lần này, chẳng những Huyền Thiên Thiên trừng mắt mà ngay cả Tân Lâm, Đường Huyên cũng có chút kinh ngạc. Ý của anh cái này là bảo vật vô giá ư? Không thể nào, tôi dám khẳng định, cái này không quá 30 năm một món đồ nhỏ bé thế này có thể đáng giá một triệu sao. Uyển Thiên lập tức hạ giọng nói, vẻ mặt có ý không tin. chương 295, Thiên bảo trai. Một triệu, còn phải xem bán cho ai, người bình thường tôi không bán đâu. Tiêu Phàm cười nói. Đường Huyên ở bên cạnh Uyển Thiên Thiên nói. Thiếu ra, anh nói rõ đi, xem Thiên Thiên nôn nóng kìa, anh làm cô ấy nổi nóng, cô ấy sẽ làm ồn ào đấy. Sự thật là như thế, Uyển Thiên Thiên không quan tâm là ở nơi nào, trêu chọc cô ấy, cô ấy sẽ gào lên cho mà xem. Chiếc bùa gỗ này, soi dưới ánh mặt trời cũng chỉ một màu đen kịt, thật sự nhìn không ra có gì khác thường. Đây là pháp khí. Pháp khí. Pháp khí gì? Đường Huyên và Uyển Thiên Thiên mơ mơ hồ hồ, còn Tân Lâm, giọng điệu không thay đổi, hơn 3 năm đi theo Tiêu Phàm dĩ nhiên biết pháp khí là thứ gì, cũng đã từng nhìn thấy. Tiêu Phàm bán một cái pháp khí cho Lưu Bát ra phải chào giá 3 triệu, Lưu Bát Gia còn vô cùng thích thú, như là có được thứ rẻ nhất trên đời. Thực ra, là nhị đương gia và đại đương gia của Yên Chi Xã, Uyển Thiên Thiên và Đường Nguyên cũng không thể nói không hề biết pháp khí, chỉ có điều họ không chắn chắn pháp khí mà Tiêu Phàm nói có giống với pháp khí mà họ biết không. Thiên Thiên, mắt cô vẫn rất tinh tưởng đấy, pháp khí này không quá 30 năm. Về điểm này mà nói, bùa này không phải đồ cổ, cùng lắm chỉ là hàng thủ công, người làm ra pháp khí này trình độ rất cao, không chừng bây giờ vẫn còn sống. Tiêu Phàm nhẹ nhàng xoa bùa hộ mệnh, trầm ngâm nói, tựa hồ đang cảm nhận những điểm tinh xảo của nó. Lợi hại thế sao, so với anh thì thế nào? Lợi hai hơn anh sao? Uyển Thiên Thiên càng lúc càng hứng thú, truy hỏi. Xem ra pháp khí mà Tiêu Phàm nói căn bản là giống với pháp khí mà họ biết. Tiêu Phàm cười cái này cũng được hai mươi mấy năm rồi, loại pháp khí này chỉ cần như thế cũng là tương đối rồi. Tân Lâm không nhịn nổi hỏi, nếu là pháp khí thì tại sao lại ở đây? Tuy Tiêu Phàm không trả lời thẳng câu hỏi của Uyển Thiên Thiên, nhưng biết được người làm pháp khí này cũng không phải đơn giản, cả Tiêu Phàm cũng nói, tay nghề rất cao, đây chính là đánh giá không thể sai được. Thông thường mà nói, đồ quý báu như thế thì người đeo nó lẽ ra phải giữ cẩn thận, đặc biệt trân trọng chứ sao có thể để, lưu lạc, đến tận đây, tùy tiện vứt đi như thế. Cái này tôi không rõ lắm, thế sự khó lường. Uyển Thiên Thiên nói, nói như vậy thì cái này thật sự là vô giá sao? Anh trả người ta 500 đồng có phải thiệt thòi cho người ta quá không? Trả thêm đi, Tân Lâm và Đường Nguyên nhịn không được, cười khổ. Cô gái này đúng là lằng nhằng, là ai vừa mới nói trả 50 đồng còn sợ nhiều quá. Tiêu Phàm mỉm cười. Cái này tuy là pháp khí, nhưng dù sao cũng thất lạc bên ngoài nhiều năm rồi, cũng mất linh nghiệm đi rồi, hiệu quả không được như trước nữa. Tôi phải mang về chỉ thủy quan từ từ bồi thêm một thời gian, làm cho linh khí bên trong tràn đầy lại mới được. Hơn nữa, cho dù là pháp khí, nếu không khai khoang thêm vào thì cũng chỉ là vật vô dụng. Được tiêu đại sư làm phép thì mới có tác dụng. Quyền thiên thiên bĩu môi. Ai biết là thật hay giả, dù sao tôi cũng sẽ không bỏ ra một triệu để mua pháp khí này. Thật không, tiêu phàm liếc nhìn cô một cái nét mặt giống như cười mà không phải cười hừ uyển thiên thiên hừ nhẹ một tiếng nhưng lại không dám nói thêm ngộ nhỡ pháp khí này thực sự có tác dụng chẳng phải chính mình đã làm mất một bảo vật sao từ khi tiêu phàm ra tay cứu cô cô sớm đã không hề nghi ngờ bản lĩnh của tiêu phàm cô chỉ là thích đối nghịch với tiêu phàm mà thôi bốn người từ từ đi dạo trong chợ đồ cổ uyển thiên thiên mua một đống đồ ăn vặt ăn nhiều kinh khủng Ai nhìn thấy cũng sẽ không tin cô lại là một tên đào mộ trộm, đại đương gia của Yên Chi xã. Ngay cả Tân Lâm cũng bị cô dụ dỗ, dỗ, cũng cầm lấy một túi dưa hồng ăn ngon lành. Tiêu Phàm bị vây bởi ba thiếu nữ xinh đẹp, một lát lại nắm tay, kéo tay, díu ra díu dít như chim oanh chim yến, rất vui vẻ. Tiêu Chân Nhân cũng chỉ có thể từ từ hưởng thụ, trái ôm phải ấp thôi. Những thứ cũng bị thất lạc tương tự như cái bùa bằng gỗ này cũng không phải tùy tiện mà nhặt được lòng vòng hai tiếng đồng hồ, tiêu chân nhân lại không mua gì, ngược lại đường huyên lại mua một chiếc lược, tốn cũng không nhiều. phía trước chính là thiên bảo trai, chúng ta đến đó xem đi, có lẽ có thể tìm được đồ vừa ý. uyển thiên thiên hoạt bát đi trước, chỉ tay về phía trước nói. mọi người nhìn theo ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, quả nhiên nhìn thấy ba chữ thiên bảo trai to đùng, ánh vàng lóng lánh, rất uy phong. thiên bảo trai, này là một tòa nhà theo kiến trúc cổ xưa có ba tầng lầu, được lập tầng tầng lớp lớp ngói vàng lưu ly, trông rất sang trọng. So với các cửa hàng khác, thiên bảo trai, cho dù quy mô không được lớn, không được khí thế, nhưng người ta vừa nhìn đã biết cửa hàng này nhiều tiền thế lớn. Đường Huyên hạ giọng nói với tiêu phàm. Nhất thiếu, thiên bảo trai là cửa hàng lớn nhất trong chợ đồ cổ huyền vũ, chủng loại đa dạng, giá cả hợp lý. Quan trọng nhất là các mối quan hệ của ông chủ ở đây rất rộng, bất luận hàng có được bằng con đường nào cũng dám nhận, cũng có qua lại với chúng tôi, có điều, từ trước đến nay đều là Tống Tam ca qua lại với họ, tôi và Thiên Thiên không thường xuyên lắm. Không ngờ đây lại là một trong những đơn vị liên quan của Yên Chi xã. Thiên Thiên nói, chúng ta phải có nhiều con đường tiêu thụ, bằng không sẽ bị người ta bắt chẹt. Đường Huyên nói thêm, tiêu phạm gật đầu, không lên tiếng. Đối với nghề nghiệp mà Huyền Thiên Thiên làm, tiêu phạm tuy không kỳ thị, nhưng cũng không tán thành. Bất luận nói thế nào? Đào trộm mộ cũng là nghề không minh bạch. Còn như phạm pháp hay không, Tiêu Phàm lại không mấy lo lắng. Là con cháu hào môn nhất đẳng, Tiêu Phàm biết rất rõ, cái gọi là luật pháp là phục vụ ai. Quy tắc vì tiền bị quyền thế thay đổi như thế này, Tiêu Phàm sẽ không coi như là chuyện lớn, càng sẽ không tuân theo quy tắc chuẩn để hành sự. Pháp luật cũng tốt, quy tắc cũng được, muốn có được sự tôn trọng của người khác, đầu tiên phải có điều kiện tiên quyết được tôn trọng. Ngoài dự đoán của mọi người, trong thiên bảo trai, lại không hề đông khách, cửa hàng to như vậy mà chỉ thưa thớt 10 người khách ra vào, so với sự náo nhiệt hối hả ở bên ngoài thì ở đây có vẻ buồn tẻ. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng này hình như đã quá quen với điều này, không quá để ý. Bốn người tiêu phàm vào cửa, cũng không có nhân viên ra tiếp đón, dẫn đường. Thái độ như là, ai thích thì đến, không thích thì đi. Buôn bán đồ cổ văn vật, dẫu sao cũng có khác biệt với các cửa hàng bình thường chưa chắc đông đúc sẽ kiếm được nhiều tiền. Giống như cửa hàng lớn, thiên bảo trai, này vậy, những người thực sự coi trọng đều là những khách hàng lớn, chứ không phải là khách hàng nhỏ lẻ. Các mối quan hệ của ông chủ này rất chặt chẽ, đơn giản là món đồ mà những tay đào mộ trộm ở Yên Chi xã lấy được, đều được mua đi bán lại, lợi nhuận cũng không biết là gấp bao nhiêu lần. Thường thì khách ở những cửa hàng lớn thế này, không giống với khách bán hàng rong và những cửa hàng nhỏ. Dựa vào sự tranh lệch giá của hàng chợ, lợi nhuận đã tương đối khả quan rồi. Cửa hàng lớn bắt chẹt khách cũng là bình thường. Tận đến khi Uyển Thiên dừng lại trước một đôi hoa tai vàng, mới có một nhân viên cửa hàng uể oải đứng lên, cố nặn ra vẻ tươi cười, chào cô. Đôi hoa tai vàng này đặt trên bàn quầy thủy tinh, đã niêm yết giá là 9.880 tệ, coi như là hàng quý giá rồi. Trang sức bằng vàng thông thường tuyệt đối không thể có cái giá trên trời như thế. Đôi hoa tai vàng này, kiểu dáng rất độc đáo, hoa văn theo phong cách cổ xưa, rất thú vị. Lấy ra đây cho tôi xem chút." Uyển Thiên Thiên hình như có hứng thú với đôi hoa tai vàng này, cười cười nói với cô nhân viên. Sau khi nhân viên đem đôi hoa tai ra, Uyển Thiên Thiên cầm đôi hoa tai nhìn trái, nhìn phải, rồi lại nghiêng đầu về phía Tân Lâm cười nói. "Chị Tân, em thấy đôi hoa tai này rất hợp với chị, hay là chị đeo thử xem?" Vừa nói vừa giơ đôi hoa tai về phía Tân Lâm. Hóa ra là cô chọn cho Tân Lâm Tân Lâm thản nhiên lắc đầu. Tôi không đeo trang sức. Đừng thế chứ, dù chị trời sinh đã xinh đẹp, hoàn toàn không cần thứ gì khác làm đẹp. Nhưng trang sức này chị vẫn phải đeo, không phải vì bản thân mình thì là vì người khác. Uyển Thiên Thiên lập tức lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Tân Lâm không lên tiếng. Những lý luận kỳ quái của Uyển Thiên Thiên nhiều vô kể, Tân Lâm từ trước đến nay đều không muốn vặn lại. Nếu tranh cãi với Uyển Thiên Thiên tân lâm tự nhận mình không phải đối thủ nên tránh đi là tốt chị à chị nghĩ đi chị ăn không muốn mặc không muốn ở không muốn ngay cả trang sức cũng không thích dễ nuôi quá đấy em nói chị nghe con gái dễ nuôi quá không phải chuyện tốt đâu không đáng người ta muốn quan tâm ân cần với chị mà cũng không được chị nói xem có phải lý do này không nhé mấy năm nay tiêu thiếu ra không tặng quà gì cho chị đúng không vừa nói mắt vừa liếc nhìn tiêu chân nhân vẻ mặt rất khôi hài. Tiêu chân nhân không kịp chuẩn bị, mặt đỏ ửng lên, không phải uống rượu, không phải là buồn, mà là có chút hổ thẹn. Chuyện huyền thiên thiên nói chính là chuyện này. Hơn ba năm ở cùng với Tân Lâm, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ tặng Tân Lâm món quà gì mà con gái thích. Dường như tình yêu giữa hai người họ không giống với tình yêu nam nữ bình thường. Là tôi không thích thôi. Tân Lâm vẫn giải thích rất đơn giản, có điều xem ra trong đôi mắt vốn rất bình tĩnh kia hình như có chút khác lạ. Vấn đề này nói lớn cũng không phải lớn, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu nói nhỏ lại cũng không nhỏ, tâm tư con gái ai có thể hiểu được chứ? Quan trọng là Uyển Thiên Thiên không nên nói mấy lời này. Uyển Thiên Thiên lại không để ý đến tiêu chân nhân đang hổ thẹn mà nói to. Đừng thế mà chị, chị không thích cũng không sao, nhưng chị phải để cho người ta có cơ hội thể hiện chứ. Phải không tiêu phàm, tôi nói anh nghe này đôi hoa tai vàng này rất đẹp giá cả cũng không đắt tôi thấy rất hợp với chị tân phải xem biểu hiện của anh thế nào rồi nghe ra thì uyển thiên thiên rất biết nghĩ cho người khác được rồi thế thì mua đi lúc này tiêu trần nhân cũng chỉ có thể cười đồng ý cố gắng giả bộ như không có gì em không cần tân lâm vẫn lạnh nhạt nói quay đầu đi nơi khác uyển thiên thiên vẫn còn muốn khuyên Đường Huyên ở bên cạnh kéo kéo vạt áo cô tổ tông của tôi ơi, lần này cô nhiệt tình làm mối, có phải là lầm đối tượng rồi không? Anh và Tân Lâm rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Phải làm cho ra nhẽ mới được. Audio điện tử võ tấn bền. chương 296, Lang Tổng. Thôi được, thôi được, coi như tôi chưa nói gì. Quyền thiên thiên liền vả vào, vào miệng, đem đôi hoa tai để vào chỗ cũ. Vừa rồi, cô thật sự không có ý gì khác, chỉ là thấy đôi hoa tai này đẹp, lại là đồ cổ đã lưu truyền từ mấy trăm năm trước, rất hợp với khí chất của Tân Lâm, vừa nhìn thấy đã thích. Còn về chuyện cạnh tranh, đó cũng là cạnh tranh quang minh chính đại, uyển đại đương ra sao có thể dùng vài thủ đoạn hạ lưu này được chứ? Cô gái xinh đẹp à, em gái cô nói không sai, đôi hoa tai này thật sự rất hợp với khí chất của cô, hay là cô đeo thử đi? Không ngờ cậu nhân viên cửa hàng lại đến, cười khuyên nhủ. Nhân viên ở đây là một chàng trai hai mươi mấy tuổi, bộ dạng cũng phong độ, đẹp trai, nhìn cũng khá thông minh, nhưng lại không có năng lực phân biệt gì cả, không nhìn ra quan hệ tế nhị giữa Huyền Thiên Thiên và Tân Lâm. "Được rồi, cất lại đi." Huyền Thiên Thiên tức giận nói. Cho dù thời gian quen biết với Tân Lâm không lâu, nhưng Huyền Thiên Thiên cũng biết tính cách Tân Lâm, đã nói không cần thì người khác có nói gì cũng vô dụng. Cậu nhân viên đành để đôi hoa tai vào chỗ cũ, lại bắt đầu nhiệt tình đi chào hàng có lẽ cậu ta đã nhìn ra xuất thân của mấy vị này chắc chắn khác xa với vẻ ngoài giản dị của họ. Giá đôi hoa tai vàng này là hơn 9.000, gần 10.000 tệ, ngạc nhiên là họ không hề hỏi đến giá cả, có vẻ như cảm thấy cái giá này rất hợp lý. Thông thường thì những trường hợp thế này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, họ rất có tiền, căn bản là không để ý đến điểm này. Thứ hai, rất biết phân biệt hàng giống như thiên bảo trai các cửa hàng lớn đa số làm ăn được là nhờ vào những khách hàng biết phân biệt hàng chỉ cần không gặp phải những kẻ ngốc vạn năm có một thì thông thường giao dịch đều công bằng đương nhiên nếu quả thật nếu có kẻ ngốc nào đó tới thì đao của cửa hàng cũng đã mài trắng như tuyết rồi chém người không khách khí có thể chém được tới đâu thì chém tới đó không hề chớp mắt quyền thiên thiên lại không thấy hào hứng nữa tư tưởng không tập trung Nói tới tính cách Huyền Thiên Thiên thì cô là người rất dễ thay đổi cảm xúc, rất nhiều cô gái trẻ đều có tính cách như thế. Con gái mà trầm tính, dịu dàng như Tân Lâm, hiện nay có rất ít. Đúng lúc này, bỗng một loạt tiếng bước chân như tiếng gõ vào tảng đá vang lên. Cánh cửa bỗng tối sầm lại. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đầu đinh, cao gầy, mặc bộ Âu phục trắng, đi đôi giày da sáng loáng sải bước tiến đến. Người này vừa nhìn đã biết là một ông chủ lớn miệng ngậm điếu xì gà to, xung quanh cả trai lẫn gái có đến 7, 8 người hầu. Ai nấy đều mặc âu phục, đi giày tây, chỉ có con gái là trang điểm rất lống lẫy, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, nép bên cánh tay ông chủ lớn ngậm xì gà như những chú chim nhỏ. Ông chủ lớn này khoảng chừng hơn 30 tuổi, trên miệng để một bộ râu, cắt rất đẹp và gọn gàng cũng giống như cách ăn mặc của anh ta, rất tinh tế. Nhưng cái vẻ đĩnh đạc đó đã bán rẻ anh ta. Người ta chỉ cần có một chút kinh nghiệm xã hội, vừa nhìn cái thần sắc ngậm điếu xì gà của ông chủ lớn này cũng có thể đoán được, người này không phải kẻ mới phất mà chính là con cháu nhà giàu, tạm thời vẫn chưa phải là quý tộc. Những người thế này, ở Trung Quốc không phải chỉ có một hai người mà hình thành hẳn một tầng lớp. Tầng lớp tân quý, hoặc là tầng lớp của kẻ mới phất. Hiện tượng này thường phải cần đến mấy chục năm mới có thể loại trừ được, hoặc là được trào lưu xã hội đồng hóa. Ở một số nơi sẽ dễ dàng lộ rõ thân phận, tần suất xuất hiện của tầng lớp tân quý là cao nhất. Rất rõ ràng, thiên bảo trai là mảnh đất vô cùng thích hợp. Sự xuất hiện của ông chủ lớn ngậm xì gà đã mang lại cho thiên bảo trai, sự thay đổi rất rõ ràng, mấy nhân viên vốn không hề cởi mở với khách lập tức cả đám vẻ mặt tươi cười chào đón, không ai bảo ai cùng ra chào hỏi ông chủ lớn ngậm xì gà. Lang Tổng, xin chào. Lang Tổng khẽ vuốt cằm, vẻ mặt ngạo nghễ một cô gái ngồi ngay ngắn sau quầy thu ngân cũng tươi cười chạy ra đón, cô gái này khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo rất bình thường. Có điều trông dáng vẻ cô ta đoán chừng là nhân viên quản lý ở đây, có khả năng chính là chủ cửa hàng. Từ xa đã đưa tay về phía Lang tổng, chiếc quốc nhỏ gõ lộp bộp lộp bộp trên nền nhà, thấy rõ được tâm trạng vội vã, cấp bách. "Lang tổng, chào ngài, chào ngài, hoan nghênh Lang tổng đại giá quang lâm, nhiệt liệt hoan nghênh." "Um, tiểu Trần, xin chào." lang tổng để điếu xì gà xuống, kẹp ở tay, đưa tay trái về phía nữ nhân họ Trần kia. Nữ nhân họ Trần sững sờ, cũng may phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đưa tay trái ra, hai tay nắm lấy tay lang tổng, đong đưa nói. Lang tổng, anh đến thật đúng lúc, cửa hàng em vừa nhập một lô hàng tốt, giá cả cũng hợp lý, đợi anh đến xem đấy. Thế ư, hàng tốt gì vậy, anh nói em nghe, tiểu Trần, đừng nói chuyện tiền nong với anh. Anh đây không thiếu tiền, hiểu chưa? chỉ cần là hàng tốt những cái khác đều không thành vấn đề lang tổng lập tức đưa xì gà lên miệng phun ra một làn khói đĩnh đạc nói đúng thế đúng thế đừng nói đến chợ đồ cổ huyền vũ này mà hỏi thăm cả cái cổ đô này ai mà chưa từng nghe đến đại danh của lang tổng chứ có phải không người ta đều nói chỉ cần lang tổng muốn trong vòng một ngày có thể dọn sạch cái chợ huyền vũ này nữ nhân họ trần khéo mồm khéo miệng mới có mấy câu đã nâng lang tổng lên tận trời xanh rồi ánh mắt thoáng hiện chút đắc ý với người khác có lẽ không cần nhắc đến tiền nhưng với lang tổng thì nhất định phải nói đến tính cách lang tổng chính là như thế chỉ cần bạn nhắc tiền với anh ta anh ta liền nôn nóng việc buôn bán sau đó sẽ rất tốt không cần nhắc đến tiền với anh ta nữa dù bạn nói giá gì cũng chính là giá đó lang tổng căn bản sẽ không bao giờ trả giá nữa lang tổng chính là một kẻ hiếm có khó tìm kẻ ngốc vạn năm có một, được mệnh danh là kẻ ngốc lắm tiền. Chỉ ít ở mấy cửa hàng lớn trong chợ đồ cổ huyền vũ này, lang tổng chính là tiếng tam lừng lẫy, đám người đó kiếm được không ít tiền từ túi lang tổng. Cũng khó trách lang tổng vừa xuất hiện, tất cả nhân viên cửa hàng, thiên bảo trai, liền có cái nhìn còn thân thiết hơn với cha ruột mình. Lang tổng chỉ cần đến một lần, trên cơ bản doanh thu và tiền thưởng trong tháng đều không phải là vấn đề lớn nữa kiều khách hàng bán một lãi mười, thậm chí bán một lãi trăm, như thế này, ai mà không hết lòng hết dạ chào đón chứ. Lang tổng mời lên lầu. Sau khi nữ nhân họ Trần nịnh hót vài câu, như thường lệ sẽ mời Lang tổng lên một căn phòng trang nhã ở trên lầu. Muốn kiếm tiền của Lang tổng, có một điều kiện tiên quyết quan trọng chính là giữ sĩ diện cho y. Đây là tuyệt chiêu để đối phó với kẻ ngốc, 10 lần chẳng sai. Có câu, chỉ cần cho kẻ ngốc sĩ diện, không sợ hắn không bỏ tiền. Um, đi trước dẫn đường đi." Lang tổng hít một hơi xì gà, ngạo nghễ gật đầu. "Lang tổng, mời đi bên này." Nữ nhân họ Trần trong lòng vui sướng, đi trước dẫn đường. Lúc Lang tổng đang vịn nữ nhân xinh đẹp kia lên lầu, đi được mấy bước, chân liền không tự chủ đổi hướng. Lang tổng nhìn thấy Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên. Bởi vậy, đủ thấy được con người Lang tổng kỳ thực tồn tại rất rõ ràng, thuộc tính động vật cấp thấp Náo đôi khi sẽ bị bản năng chi phối, miệng vừa nói muốn lên lầu, vậy mà vừa nhìn thấy gái đẹp liền không quản nổi chân mình nữa. Ha ha, xem thử dưới này trước đi, nghe nói trang sức này rất có lai lịch, cũng là đồ cổ. Tiến về bên đó hai bước, Lang tổng mới bật cười ha ha, tùy tiện tìm cho mình một cái cớ. Phản ứng của nữ nhân xinh đẹp kia lại cực nhanh, ánh mắt đảo qua ba người Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, lập tức sắc mặt biến đổi, dùng sức khoác tay lên tay Lang tổng, nói anh lang chúng ta lên lầu đi đồ ở dưới này không có gì đẹp đâu mặc dù nói các cô gái xinh đẹp đều rất tự tin nhưng cô gái này lại tự biết mình là ai thực sự là kém xa có tự tin hơn nữa cũng không bù lại được sự chênh lệch này ba người bên kia bất cứ một người nào cô cũng không thể sánh bằng cho dù so sánh với chàng trai bên kia lão lang cũng sẽ biến thành một kẻ xấu xí quê mùa nhưng không ngăn nổi người có tiền tình thế hiện giờ chỉ cần lấy tiền ra, sẽ làm mấy cô gái kia choáng váng. Lại nói, bên kia có ba mỹ nữ mà lại chỉ có một chàng trai, cho dù trong đó một người là bạn gái của anh chàng kia, ít nhất cũng còn lại hai người, xác suất bị choáng váng là rất cao. Biện pháp duy nhất chính là có chết cũng phải giữ chặt y ở đây, không để y đến đó. Đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp này đánh giá thấp lực hấp dẫn của mỹ nữ đối với Lang tổng rồi. Lão Lang không chút do so dự hất tay ra, thiếu chút nữa làm trao đảo nữ nhân xinh đẹp kia. Cô thì biết cái gì, đừng có gây sự. Lang ca quát lớn một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh ngắt. Nữ nhân xinh đẹp không kìm nổi dùng mình một cái, liền không gây gổ nữa. Đừng nhìn trong mắt nữ nhân họ trần kia, lão lang chỉ là một kẻ ngốc, không hơn không kém đang đợi con dê béo làm thịt. Những người thật sự thân thuộc với lão lang đều biết rằng, người này không bao giờ ngồi không, thủ đoạn vô cùng cay độc người có thể xem tiền như rác, ở chợ đồ cổ này, chắc chắn không đơn giản. Đầu tiên là phải có tư cách. Tình hình hiện nay, kẻ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy có mấy người là lương thiện. Nữ nhân xinh đẹp biết nếu dám nói nửa chữ, không, nữa, người hung ác như lão lang tuyệt đối sẽ không chút khách khí ném mình ra ngoài. Chuyện như này, lão lang cũng không phải chưa từng làm. Thậm chí còn là vài lần. Này, chào mọi người lang tổng vừa đuổi được nữ nhân kia liền không có trở ngại gì, bước tới trước mặt đám người tiêu phàm, giơ tay lên, lớn tiếng chào hỏi, cố gắng làm ra vẻ đẹp trai, anh Tuấn như ánh mặt trời. Tuổi tác lang tổng vốn không lớn lắm, vẫn chưa tới 40 tuổi. Tôi là lang Ngọc Đình, người phụ trách tập đoàn khai thác mỏ dương quan. Lang Ngọc Đình cũng không quan tâm người khác có để ý đến y hay không, bắt đầu tự giới thiệu về mình, sau đó đưa tay về phía tiêu phàm. Về mặt này, Lang Ngọc Đình tuyệt đối là một kẻ già đời, biết là trước tiên phải chào hỏi người con trai trước. Nếu chào hỏi những cô gái xinh đẹp này trước, làm không tốt sẽ bị mắng té tát, lại không tiện nổi giận. Phải chú ý phong độ có phải hay không? Nhưng tiếp cận với con trai trước sẽ không có gì lo lắng. Đó là nể mặt anh đấy, hiểu chưa? Tiểu tử nhà ngươi nếu không biết điều, lại nhân mặt với Lang tổng ta thì đừng trách ta không khách khí. Thảo Hán không chấp nữ nhân nhưng hảo hán có thể đấu với những thằng đàn ông tầm thường. chương 297, Cự Hán Thì ra là một ông chủ ngành khai khoáng. Mấy năm nay, ông chủ khai khoáng và ông chủ ngành than quả thực phong quang vô hạt, đủ loại khoe dầu hợm hính, dáng vẻ bệ vệ vô cùng kiêu ngạo. Bản thân tiêu phàm cũng sẽ không đi tính toán so đo với loại người đó, biết rằng những ngày an nhàn của bọn họ cũng chỉ là mấy năm này, không cần phải quá để ý. Đây cũng không phải là kết quả bói toán của tiêu phàm, mà là bản thân ở tầng lớp cao, có những tin tức sẽ nhanh nhạy hơn nhiều so với người bình thường. Theo khả năng sinh lời của ngành than và ngành khai thác mỏ trong những năm gần đây, ông chủ ngành than và mỏ từng người từng người giàu lên, sớm đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao, chỉnh đốn những ngành này, quy về quốc doanh, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó chính sách một khi đưa ra, hiển nhiên sẽ ép chết những hộ mới giàu lên đó. Cho dù may mắn không bị ép chết, cũng chỉ có thể hoảng sợ như chó nhà có tang, hoang mang giống như cá lọt lưới, chạy mất con mẹ nó, có nhà cũng không dám về. Loại chuyện này, người cầm quyền cũng không phải trải qua ngày một ngày hai, sớm đã quen thuộc. Nhiều năm như vậy, tiêu phàm ở Bắc Kinh, bàng quan lạnh nhạt, đối với các loại thủ đoạn của người cầm quyền, lại rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói, ngành khai thác than, khai thác mỏ, vẫn là thời kỳ đỉnh cao. Lang Ngọc Đình của tập đoàn khai khoáng Dương Quan, này tiêu phàm không có nửa điểm ấn tượng nào, áng chừng quy mô cũng không lớn bao nhiêu. Đương nhiên, ở tiệm đồ cổ này kẻ lắm tiền vẫn là rất nhiều. Mặc dù từ quy mô của Thiên Bảo Trai, xuất thân của ông chủ Thiên Bảo Trai, Lang Ngọc Đình còn xa mới sánh nổi. Thông thường, rất nhiều ông chủ cửa hàng kỳ thực so với khách hàng còn có tiền hơn, thế nhưng trước mặt khách hàng, vẫn cần giả bộ vô cùng khiêm tốn cẩn thận, đơn giản chỉ là một thủ đoạn của việc buôn bán mà thôi. Xin chào, Lang Tiên Sinh, tôi họ tiêu. Tiêu Phàm mỉm cười vươn tay bắt tay với Lang Ngọc Đình một chút. Đây là Lang Tổng của chúng tôi, Lang Tổng lại là Phó Hội trưởng Hiệp hội Khai thác mỏ của tỉnh Tần Quan chúng tôi, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc của thành phố. Tiêu Phàm còn chưa dứt lời, cô gái xinh đẹp bên cạnh Lang Ngọc Đình đã không đợi được vội nói, đem tất cả danh hiệu của Lang Tổng đều bày ra. Dường như tiếng, Lang Tiên Sinh, kia của Tiêu Phàm gọi thật sự có vài phần lỗ máng, không có xương hô, lang tổng, vậy chính là không kính trọng lang ngọc đình. Tiêu phàm mỉm cười xoa cằm, cũng không sửa xương hô. Trong mắt của tiêu đại thiếu gia, phó hội trưởng của Hiệp hội Khai thác mỏ của tỉnh Tần Quan, ủy viên mặt trận tổ quốc thành phố, xem là chức vụ gì. Tiêu tiên sinh, xin chào, nghe khẩu âm của tiêu tiên sinh, hình như là người Bắc Kinh. Lang Ngọc Đình khoát tay, ngăn cô gái xinh đẹp bên cạnh, dáng vẻ rất độ lượng, không so đo với tiêu phàm. Tiêu phàm gật gật đầu, không có lên tiếng nữa. Cũng không phải tiêu phàm cố ý sĩ diện, thật sự tiêu chân nhân và vị lang tổng cả người thoát ra hơi thở mới phát tài này, không có tiếng nói gì chung. Ai, lang tiên sinh, chúng ta hình như không quen thì phải. Ông đi làm việc của ông đi. Sự kiên nhẫn của Uyển thiên thiên lại không tốt như thế, mắt thấy người này bày ra tư thế muốn, xét hộ khẩu, ngay tức khắc liền không kiên nhẫn, không khách khí gì ở bên cạnh nói vài người đi theo bên cạnh lang ngọc đình mặt mũi biến sắc trong đó có một tên cao lớn thô kệch liền tiến lên một bước khuôn mặt bao một lớp xương lạnh hung quang hai mắt lóe ra giữ tợn nhìn thẳng vào uyển thiên thiên hai hàng lông mày của uyển thiên thiên dương mạnh lên không ngờ trước mặt uyển đại đương ra lại làm ra bộ dạng hung thần ác sát này đây không phải là bới móc hay sao uyển thiên thiên nuốt nổi bộ dạng này mới lạ cũng là do hiện tại uyển đại đương ra thân thể không khỏe chân khí nội lực bị bản mệnh chân nguyên của tiêu phàm giam cầm chặt chẽ, nghiêm cấm động thủ so chiêu với người khác. bằng không chỉ dựa vào ánh mắt của tên vệ sĩ này, chỉ sợ gian phòng lớn của thiên bảo trai đã nằm xuống la liệt bảy tám người rồi. dù là như thế, đường huyên cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cái tên lang ngọc đình này còn không thức thời hoặc tên vệ sĩ của lão ta thật sự có hành động gì nữa, cửa hàng này sẽ vẫn là nằm la liệt bảy tám người. đừng nhìn đường huyên bình thường nhã nhặn đủ người phần thục nữ. Khi động thủ nửa điểm đều không hàm hồ. Căn cứ theo tin tức mà bệnh viện thiết môn truyền ra, thường thế của tên lão thường kia ít nhất cũng cần vài tháng mới có thể hồi phục. Nói cách khác, cả đời này của gã cơ bản không có khả năng hồi phục xuất viện rồi, có thể đến ngày bị chói chặt đem xử ở trường bắn kia, cũng không tốt lên được bao nhiêu. Chiếu theo những tội mà lão thường phạm phải, gã khẳng định là đối tượng cần mau chóng nghiêm trị, nội trong mấy tháng này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lang Ngọc Đình hiển nhiên không biết bản thân đã cực kỳ nguy hiểm, vẫn rất yêu nhã khoát tay chặn lại, ngăn vị vệ sĩ cao lớn thô cạch kia, cười ha hả nói, vị tiểu thư này đừng hiểu lầm, lão lang tôi là một người rất thích kết bạn. Có thể nhìn ra, các vị cũng thích đồ cổ, ha ha, vậy chúng ta đều là, đúng, đều là người cùng một đạo. Hay là kết giao bạn bè đi, yên tâm, lão lang tôi không phải là một tên keo kiệt, kết bạn với tôi, không thể nào chịu thiệt, kia là cái gì, tiểu trần, đem chiếc vòng phỉ thúy này của các người lấy ra, đưa cho vị tiểu thư xinh đẹp này đeo thử, nếu như vừa vặn, coi như đây là món quà tôi tặng cho bạn bè, thế nào? Lang Ngọc Đình cũng không đợi Uyển Thiên Thiên có phản ứng gì, tự nói tự làm, ngón tay kẹp điếu thuốc xì gà, múa may cao thấp, mang theo 10 phần khí thế. Lang Tổng, ông nói là chiếc vòng tay phỉ thúy này sao? Lai lịch của chiếc vòng tay này không nhỏ, là khai quật từ cổ mộ thời Tây Hán, vừa là châu báu lại vừa là di vật văn hóa, vô giá đó. Nữ tử họ Trần vừa nghe, giật mình kinh hãi, chỉ vào vòng ngọc phỉ thúy nhất phẩm trong quầy kính kia, lắp bắp nói: "Giá niêm yết của chiếc vòng ngọc này là 58.000 tệ, nói là vô giá hiển nhiên có chút khoa trương. Thế nhưng lần đầu gặp mặt, liền tặng bạn bè món quà như thế này, cũng coi như là rất quý giá rồi." Đương nhiên, giá trị của bản thân chiếc vòng này có phải là đáng giá 58.000 tệ hay không, đó lại là chuyện khác tối thiểu Lang Ngọc Đình là chiếu theo giá 58.000 tệ tính toán. Đồ bình thường gì đó, ta có thể cầm trên tay hay sao? Kết bạn, đó cần phải thành tâm, mọi người nói đúng không? Vị tiểu thư này, quý tính đại danh là gì vậy? Lang Ngọc Đình cười rầm rầm, gần như tất cả mọi người trong cửa hàng đều bị ông ta thu hút, vây quanh ở phía xa xem náo nhiệt, một đám cười hì hì, giống như đi xem chiếu bóng vậy. uyển Thiên Thiên không khỏi lắc lắc đầu. Trên thế giới này, lại có một tên có tâm tính tốt đẹp như vậy. Xem ra nhiều tiền có đôi khi cũng không nhất định là có phúc, ít nhất tên Lang Ngọc Đình hôm nay chính là chê tiền nhiều muốn đem đốt. Thần kinh, Uyển Thiên Thiên bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ muốn để Đường Huyên ra tay giáo huấn những tên này một chút, nhưng Tiêu Phàm và Tân Lâm từ đầu đến cuối đều im lặng đứng ở đó, không có nửa điểm tức giận, Uyển Thiên Thiên cũng chỉ có thể mạnh mẽ tự kiềm chế. Lang Ngọc Đình chẳng là cái thá gì, quan trọng là uyển thiên thiên không thể lưu lại ấn tượng không tốt trong tâm trí tiêu phàm tiêu đại thiếu gia là một quân tử khiêm tốn hình như không thích loại con gái một lời không hợp liền ra tay đánh đập đó cho lắm cô nói cái gì lông mày của lang ngọc đình dựng hẳn lên trên mặt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận câu thần kinh này của uyển thiên thiên cũng không cố ý đè thấp giọng cứ như vậy buột miệng thốt ra hiển nhiên mọi người đều đã nghe thấy lang tổng quả thật không ngờ một tấm lòng tốt của bản thân lại bị người ta xem là bệnh thần kinh. Mấy tên tùy tùng lại càng tức giận. Mắng ai đó. Uyển thiên thiên sắc mặt một trận biến ảo, rốt cục thở dài thật dài, nói, lang tổng, lang đại ca, tôi mắng chính bản thân mình bị bệnh thần kinh có được không? Không dối ngài, ngài là ông chủ lớn, chúng tôi trèo cao không nổi. Hôm nay, chúng tôi là muốn yên tĩnh đi dạo phố, không ngờ phải kết giao với kẻ giàu có như ngài đây, ngài thích làm gì thì đi làm nấy, đừng có rằng co với chúng tôi như vậy có được không? Xem như tôi cầu xin ngài đó, nói xong chắp hai tay, vái về phía Lan Ngọc Đình, khắp mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Khóe miệng Tân Lâm hiện lên một tia cười như có như không. Nhìn, đệ nhất nữ ma đầu, ẩn nhẫn khó chịu. Quyền thiên thiên hôm nay nếu không phải là ở cùng tiêu phàm, Lang Tổng sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Thực ra trong nội tâm của Tân Lâm, loại nhà giàu mới nổi bức ép như Lang Ngọc Đình, giáo huấn cho ông ta một chút cũng không sao. Có điều tiêu phàm không có ý đó, Tân Lâm cũng sẽ không chủ động ra tay. Lang Ngọc Đình biến sắc, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, Lang Ngọc Đình lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía cửa lớn, ngay sau đó không kìm lòng nối hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng giống như một ngọn núi, xuất hiện ở trước cửa thiên bảo trai chiều cao của người đàn ông này đủ 1m9, ngực nở eo thon, khôi ngô cường tráng, toàn thân trên dưới, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ẩn chứa sức lực có thể bùng nổ, mỗi một bước đi, mặt đất dường như đều mơ hồ chấn động, khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ cực độ. Tương đối mà nói, hai tên tùy tùng đi bên cạnh người đàn ông lực lưỡng kia, lại không dễ làm người khác chú ý. Nhưng vừa nhìn thấy hai tên tùy tùng này, Lang Ngọc Đình lại không nhịn được dùng mình một cái, Phộ Cứ cảm thấy không thoải mái, dường như trên người hai người này đều có khí không phải của người. Nhìn thấy ba người này, ngay cả Tiêu Phàm đều không nhịn được cười. Trùng hợp như vậy, ba vị này đều là anh em dưới tay của Uyển Thiên Thiên, Tiêu Phàm và Tân Lâm đều đã gặp qua. Vị lực lưỡng đi đầu giống như đại lực thần kia, tên là Vương Nhạn, là đại sứ hình tượng mà Yên Chi xã thường xuyên phái đi tiếp xúc với bên ngoài, ở chỗ Lưu Bát bên kia, Vương Nhạn cũng là diễn nhân vật đại ca. Còn người nói chuyện thực sự, Thiên Nhãn, Tống Hoàn, lại đóng giả thành người hầu của Vương Nhạn. Hiện tại vẫn là giống nhau. Tống Tam vẫn là cúi lưng ở phía sau Vương Nhạn, âm thầm chỉ là đánh giá một chút tình hình xung quanh, trong hai mắt thỉnh thoảng bắn ra hai đạo tinh quang. Tuy nhiên giờ này khác này, trong mắt của đám người Vương Nhạn, Tống Tam đều lóe lên vẻ bất ngờ. Đại đương gia và nhị đương gia sao lại đều ở đây? Lẽ nào sửa quy củ rồi? đại đương gia muốn đích thân liên hệ với ông chủ của thiên bảo trai, chuẩn bị đem đường dây này làm lớn, trở thành đường dây chủ yếu hay sao? Nói ra cũng không phải là không có khả năng, lưu bát bên kia giá tiền ép quả thực có chút hơi nặng. Đường huyên bèn nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ánh mắt nói cho tống tam, đụng nhau ở đây thuần túy là trùng hợp. Các người phải làm gì thì làm đó, không cần quan tâm đến bên này. Ánh mắt của tống tam lóe qua trên mặt tiêu phàm, chợt giật mình. Trước mắt, đại đương gia nhất định phải theo bên người tiêu phàm, trừ độc chữa thương, điểm này, Tống Tam cũng là có biết. Nghĩ nữ bên người tên công tử bột tiêu phàm này như mây, phỏng chừng là vui ngất đi rồi thì phải. Đám người vương nhạn vừa vào cửa, nhiệt độ ở đại sảnh của thiên bảo trai tựa hồ liền hạ xuống vài độ. Tống Hoàn cũng không có ý kiềm chế cố khí lành lạnh âm u của nghĩa địa trên cơ thể mình. Vừa nhìn thấy mấy vị hảo hán này của Yên Chi Xã, sắc mặt của nữ tử họ Trần Đại Biến, lập tức ném Lang Ngọc Đình qua một bên, chạy ra nghênh đón, cúi đầu khom lưng, khách khí vô cùng. Sau khi đè thấp giọng nói với nhau vài câu, liền đích thân dẫn đám người Vương Nhạn đi về phía hậu viện, ngay cả một câu cũng không thèm đánh tiếng với Lang Ngọc Đình, giống như trước mắt căn bản không có người nào là Lang tổng vậy. Lang Ngọc Đình cố nhiên là dê béo đầu đàn, so với mấy vị trước mặt, lại kém quá xa rồi. Mấy vị đại ca của Yên Chi xã, ông chủ bọn họ đều không dám có chút chậm trễ những người này đều là hảo hán giang hồ chân chính, người bình thường làm gì dám đắc tội nổi. Như thế, lang tổng hiển nhiên rất khó chịu, có điều dựa vào khí thế khinh người và cỗ khí âm u trên người của ba người vương nhạn, tống tam kia, lang tổng cũng không dám lên tiếng. Thật không dễ dàng gì mới đợi được ba tên đó đi hậu Việt, không nhìn thấy rồi, lang Ngọc Đình mới khoan khoái thở vào một hơi, quả tim đang treo lên, cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Lại quay đầu nhìn sang xung quanh, trong cửa hàng làm gì còn có bóng dáng của đám người tiêu phàm nữa nhìn kỹ lại tiêu phàm dẫn theo ba vị mỹ nữ tiến vào một cửa hàng sách cũ đối diện đang có hứng thú lật xem một số sách cũ đã ố vàng mẹ nó quỷ nghèo lan ngọc đình vô cùng cụt hứng không kìm nổi hung hăng gắt một cái sắc mặt âm u bất định biến ảo một trận cuối cùng vẫn là không đuổi theo dù sao bản thân mình rút cuộc có mấy cân mấy lạng lan ngọc đình ít nhiều coi như trong lòng hiểu rõ là có chút hít tiền, nhưng còn lâu mới đạt đến bước ở ban ngày ban mặt có thể dọa nam nạt nữ. Đây lại là thủ phủ của tỉnh Tần Quan, cố đô của sáu triều đại. Muốn ngang qua chỗ này, cho dù là đại ma vương hoàng xào hơn một nghìn năm trước cũng thiếu chút trình độ điêu luyện, vượn đội mũ người lên làm hoàng đế, chưa kiêu ngạo được bao lâu đã bị đuổi ra ngoài. Từ đó về sau, người buôn muối ngông cuồng một thời bắt đầu xuống dốc, không lâu sau bèn binh bại thân tử, bị chặt đầu có thể thấy được ai ở cố đô kiêu ngạo hung hăng, đều sẽ không có kết cục tốt. chương 298, Người Khách Thần Bí Đi lượn ở chợ đồ cổ văn vật huyền vũ hơn nửa ngày, khi mặt trời đã ngả về Tây, một đoàn bốn người mới cảm thấy mỹ mãn quay về khách sạn Đại Đường Vương Triều. Đương nhiên, thật sự cảm thấy mỹ mãn chính là Uyển Thiên Thiên, hôm nay xem như đi dạo cho đã cơn thèm. Về phần Tân Lâm và Đường Nguyên lại là hai vị khách tùy ý hộ tống mà thôi, thực sự có thu hoạch, ngược lại lại là tiêu phàm. Ngoại trừ tấm bùa hộ mệnh bằng gỗ mun đó, tiêu chân nhân còn bới ra được một cuốn sách y thuật từ thời dân quốc ở cửa hàng sách cũ, do danh y triều thanh Hoàng Nguyên Ngự biên soạn. Tiêu phàm thật sự vui vẻ, sách y thuật của Hoàng Nguyên Ngự trên thị trường vẫn là khá hiếm. So với các danh y cổ đại mà nói, kiến thức văn học của Hoàng Nguyên Ngự thâm hậu dị thường, vốn dĩ chính là người xuất thân rùi mài kinh sử, sau đó vì ốm nặng, ảnh hưởng đến hình tượng, không có cách nào thông qua chế độ khoa cử làm quan, nản lòng thoái chí, Hoàng Nguyên Ngự mới chuyển sang y học, cuối cùng trở thành người nổi tiếng của cả một thời đại. Trong nhiều thế hệ danh y của các thời đại, Hoàng Nguyên Ngự đối với thuật ngũ vận lục khí của sách Hoàng Đế Nội Kinh, lý giải thành một trường phái riêng, trình bày vô cùng thấu triệt. Điểm này chính là điểm mà Tiêu Phàm yêu thích. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy của khách sạn Đại Hoàng Vương triều, không khí giờ phút này có vẻ hơi khác thường. Nhân viên làm việc ở đại sảnh mặc dù vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp hóa, trong mắt lại lộ ra vẻ căng thẳng. Tất cả đều bắt nguồn từ một vị nam tử trẻ tuổi. Vị nam tử trẻ tuổi này, ước chừng khoảng 30 tuổi, thân hình cao cao, dáng người cao ngất, diện mạo vô cùng anh tuấn, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, bất kỳ ai vừa nhìn đều có thể nhận ra, vị này chính là loại đàn ông đẹp trai, cao to, nhà giàu điển hình, hơn nữa trong đám cao to, đẹp trai, con nhà giàu ấy, phẩm vị không thấp tuyệt đối không phải là loại nhà giàu mới nổi ngụy trang thành người cao to, đẹp trai, con nhà giàu kia. Nam tử trẻ tuổi an tĩnh ngồi trên ghế sofa bọc da thật màu vàng ở đại sảnh, một người đàn ông trung niên khoảng tầm 40 mươi mấy tuổi ở bên cạnh mỉm cười, thỉnh thoảng nói một hai câu với nam tử kia, vẻ mặt cực kỳ kính cẩn. Người đàn ông trung niên này, khách sạn từ trên xuống dưới đều biết đến, chính là tổng giám đốc của khách sạn Đại Đường Vương Triều Nhạc Tổng. Từ thần sắc kính kính cẩn cẩn của Nhạc Tổng có thể nhìn ra, nam tử cao to, đẹp trai, giàu có trẻ tuổi kia quả thật có lai lịch rất lớn. Khách sạn Đại Đường Vương Triều không phải là khách sạn bình thường, ở Cố Đô thực sự được xem là danh tiếng lẫy lừng, là khách sạn nổi tiếng nhất trong số các khách sạn 5 sao cao cấp nhất của thành phố Cố Đô. Thứ nổi tiếng nhất của khách sạn, đơn giản chính là cao cấp nhất, giá cả đắt đỏ nhất, có đặc sắc và có phẩm vị nhất. Mấy thứ này, khách sạn Đại Đường Vương Triều đều có đủ. Những vị lãnh đạo cấp cao đến Cố Đô thị sát, hoặc các vị khách quốc tế đến phỏng vấn, nguyên thủ nước ngoài, đa số đều ở lại khách sạn Đại Đường Vương Triều. Nói khách sạn Đại Đường Vương Triều là khách sạn kiểu mẫu của ngành khách sạn ở thành phố Cố Đô, thật không ngoa chút nào. Làm tổng giám đốc của khách sạn Vương Triều Đại Đường, nhạc tổng cũng không phải thương nhân, mà là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Người trẻ tuổi có thể làm cho nhạc tổng phải kính cẩn như vậy, xuất thân phải là ở đẳng cấp nào mới xứng đáng. Kỳ thật, đối với vị nam tử cao to đẹp trai, giàu có này, nhân viên làm việc ở khách sạn Đại Đường Vương Triều cũng không xa lạ gì. Đương nhiên là khách quen của khách sạn, mọi người đều biết anh ta tên là Lê Lạc, rất có tiền, cũng rất có phong độ. Mỗi lần vào ở khách sạn, luôn tùy ý thưởng tiền bâu ơ cho nhân viên phục vụ, ra tay vô cùng hào phóng. Phục vụ khách sạn không có người nào là không thích Lê Thiếu Gia. Thế nhưng, Lê Thiếu Gia vì sao lại có tiền như vậy, bối cảnh gia đình của anh ta ra sao, người biết được lại cực kỳ ít. Có lời đồn, mẹ của Lê Thiếu Gia, là em gái ruột của bí thư tạ ở thành ủy Cố Đô. Thế nhưng lời đồn này cũng chưa từng được chứng thực. Mọi người đều biết, nhạc tổng rất phản cảm chuyện nhân viên khách sạn bàn ra tán vào nói luyên thuyên. Nhất là việc suy đoán linh tinh lai lịch thân phận của những vị tiểu thư công tử này lại càng tối kỵ. Tóm lại, Lê Thiếu Gia có trong tay tấm thẻ hội viên đẳng cấp cao nhất của khách sạn Đại Đường Vương Triều, hơn nữa còn có sự đặc biệt phê chuẩn của Tổng Giám Đốc. Có thể ký đơn vô hạn. Bất kể Lê Thiếu Gia ở khách sạn tiêu bao nhiêu tiền, một chữ ký có thể giải quyết tất cả, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Đây vẫn không xem là gì, khách quý có được loại đãi ngộ như thế này, không chỉ một người, còn có không ít. Thực sự làm mọi người đối với Lê Thiếu Gia kinh sợ có phép, còn là do thái độ của nhạc tổng đối với Lê Thiếu Gia. Mỗi lần Lê Thiếu Gia hiện thân ở khách sạn, nhạc tổng chỉ cần trong khách sạn, nhất định sẽ lộ diện đích thân tiếp đái. Loại đãi ngộ này, thực sự hiếm thấy bề ngoài giống như mấy vị phó thị trưởng cơ quan chính phủ thành phố Cố Đô đến khách sạn, cũng chưa chắc có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Muốn hưởng được loại đãi ngộ này, ít nhất cũng phải là cấp phó thị trưởng thường vụ thành phố trở lên. Bằng không, nhạc tổng vẫn thật sự không có thời gian tiếp. Đây cũng là gián tiếp chứng minh, ít nhất trong tâm trí của nhạc tổng, địa vị thân phận của Lê Thiếu Gia, không kém hơn cán bộ lãnh đạo cấp phó thị trưởng thường vụ thành phố Cố Đô này. Người hơi hiểu được một chút, quy tắc, sẽ rõ, Thực ra thân phận địa vị của Lê Thiếu gia có khả năng còn ở trên phó thị trưởng thường vụ của thành phố. Đó là bởi vì quyền uy của phó thị trưởng thường vụ thành phố đến từ cái chức vụ đó, quyền uy của Lê Thiếu gia lại đến từ chính bản thân anh ta. Nói cách khác, phó thị trưởng thường vụ thành phố thường xuyên thay đổi người, Lê Thiếu gia lại tuyệt đối sẽ không đổi. Nhưng nghiên cứu tỉ mỉ, thực sự làm cho nhân viên làm việc ở đại sảnh căng thẳng, không phải là do sự hiện thân của Lê Thiếu gia mà nguyên nhân là do Lê Thiếu Gia xuất hiện ở đại sảnh. Nhìn qua, Lê Thiếu Gia dường như là đang đợi người. Suốt cuộc là ai mới đáng cho Lê Thiếu Gia đích thân ngồi ở đại sảnh để chờ đây? Hơn nữa, dường như thời gian chờ đợi cũng không ngắn. Ước chừng khoảng 4 rưỡi chiều, Lê Thiếu đã ngồi ở đây rồi, bây giờ đã gần 6 giờ, người khách mà Lê Thiếu Gia chờ vẫn chưa xuất hiện. Đây quả thật là kỳ lạ. Nếu như là đợi khách, Lê Thiếu có thể gọi điện liên hệ trước, xác định một chút thời gian cụ thể đến khách sạn. Cần gì phải ở trong này vất vả chờ đợi, các phương pháp liên lạc như hiện nay đã phát đạt đến cỡ nào rồi. Sở dĩ xuất hiện loại tình hình này, trên lý thuyết, chỉ có hai khả năng, khả năng thứ nhất là thân phận của khách quá tôn quý, tôn quý đến mức gọi điện thoại để hỏi hành trình của khách là một loại hành vi không lễ phép, khả năng thứ hai, lê thiếu ra căn bản không biết rõ số điện thoại của khách. Khả năng này, quả thật rất ít đều đã đích thân ở đây chờ đợi rồi làm sao ngay cả số điện thoại cũng không biết được về phía khả năng thứ nhất quá kinh người rồi lê thiếu đã tôn quý như vậy còn có người nào so với thân phận địa vị của anh ta còn cao hơn đây chẳng lẽ là lãnh đạo lớn của trung ương muốn tới suy nghĩ một chút cũng không giống lắm nếu thật sự lãnh đạo trung ương đến khách sạn đại đường vương triều sớm đã có thông báo rồi bình thường ít nhất sẽ thông báo trước một ngày lãnh đạo lớn cực kỳ quan trọng còn sẽ thông báo trước mấy ngày. Tiếp đãi những lãnh đạo này, đó chính là nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào. Nhưng khách sạn hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo từ phòng thượng cấp. Có lẽ là lãnh đạo cải trang vi hành. Vẫn là không thể nào. Trước khi lãnh đạo cải trang vi hành đến Cố Đô, Lê Thiếu đã biết rồi, không có lý do gì không thông báo cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh của thành phố. Đây chính là cơ hội tốt để khoe thành tích của các lãnh đạo lớn của tỉnh thành phố, làm sao có thể buông tha. Vậy thì, là một người thân thích trong nhà của một nhân vật lớn nào đó. Có một nhân viên phục vụ đầu óc linh hoạt, gặp qua nhiều chuyện đời đoán ra loại khả năng này. Người thân họ hàng của nhân vật lớn nào đó ở Bắc Kinh, cũng được gọi là con cháu quan lại. Con cháu quan lại có quyền thế lớn ở Bắc Kinh đến Cố đô, vẫn là có thể đảm đương nổi sự coi trọng của Lê thiếu gia. Cố đô cũng không phải là nơi nhỏ nhất là nhân viên phục vụ của khách sạn Đại Đường Vương Triều đã thấy qua uy phong của tấm biển lớn con ông cháu cha. Lần trước một vị công tử họ Uông từ thành Tứ Cửu đến khách sạn Đại Đường Vương Triều, các công tử, thiên kim tiểu thư có danh vọng của Cố Đô, ra mặt hơn 10 vị, giống như sao quanh mặt trăng vây quanh vị Uông thiếu gia kia. Nói như thế, dường như cũng không giống như con ông cháu cha, rất có danh vọng sắp xuất hiện, bằng không chỉ có một mình Lê thiếu gia ở đây chờ đợi không phải là có chút thất lễ rồi sao? Hoàn toàn không hiểu nổi. Mọi người trong đầu càng thêm căng thẳng không hiểu ra sao. Liên tưởng đến đại hội giám bảo mà khách sạn sẽ tổ chức vào tối ngày kia, có lẽ có chuyên gia giám định đồ cổ rất có danh vọng nào đó sẽ tới. Những giáo sư, chuyên gia có bản lĩnh, miễn cưỡng cũng có thể đảm đương nổi sự coi trọng này của Lê thiếu gia. Ngày nay, coi trọng cái kiều hoa hào nhoáng người khiêng người Lê Thiếu Gia muốn mượn miệng của giáo sư chuyên gia để biểu hiện sự phong nhã của bản thân, giáo sư chuyên gia lại muốn đạt được một số lợi ích thực tế, theo đúng nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Đồng hồ ở đại sảnh, khó khăn lắm mới chỉ đến 6 giờ, kim giờ và kim phút sắp thành một đường thẳng rồi. Khách đến khách sạn dần dần nhiều hơn, người qua lại ở đại sảnh, có không ít người quen biết với Lê Thiếu và Nhạc Tổng, đều vội vã tiến lên chào hỏi. Lê Thiếu Gia chỉ dừng dưng gật đầu, rất ít đứng dậy hàn huyên nói chuyện, Dáng vẻ tâm trí không tập trung. Những người khách tiến lên trước chào hỏi, có không ít người là nhân vật lớn, thậm chí còn có lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Khách có thể đến khách sạn đại đường vương triều tiêu tiền, vốn dĩ không hề có người nào là đơn giản. Nhưng xem thái độ của Lê Thiếu gia, đối với những nhân vật lớn này quả thật không hề để ý, cũng không sợ lễ tiết của bản thân không chu đáo đắc tội họ. Người có thực lực thật sự, chỉ có người ta sợ đắc tội anh ta, mà không phải là anh ta sợ đắc tội Quả nhiên những nhân vật lớn kia, ai cũng không dám lộ ra vẻ không vừa ý, thấy Lê Thiếu ra tâm trí không tập trung, ngược lại từng người từng người đều cẩn thận, hàn huyên vài câu liền nhanh chóng rời đi, chỉ sợ làm cho Lê Thiếu ra phản cảm. Làm người phải có con mắt. Thế nhưng Lê Thiếu có thể trâu bò như vậy, nhạc tổng lại cũng không thể theo như thế, không kìm được đứng dậy, bắt tay hàn huyên với những người kia, lễ nghĩa chu đáo, không dám có chút chậm trễ. Người như thế này à, đến cấp bậc như thế nào, thì là phương thức hành sự như thế đó, không có chút sai lầm nào. Sai rồi, sẽ rất phiền phức. Lê Thiếu Gia, khách sắp đến rồi chứ. Thật vất vả mới đem một tốt khách ứng phó cho qua, nhạc tổng giơ tay lau lau chán đã dịn đầy mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh Lê Thiếu Gia, cười lấy lòng hỏi. Đừng nói những nhân viên làm việc ở đại sảnh căng thẳng, ngay cả nhạc tổng đều có chút lo sợ bất an rồi. Đây rốt cuộc là châu bò tai to mặt lớn đến cỡ nào vậy? lê thiếu gia khẽ mỉm cười thản nhiên nói cái này cũng không chắc chắn không chắc chắn nhạc tổng không khỏi sửng sờ một chút có chút nghe không hiểu cái gì gọi là không chắc chắn trong lòng cậu một chút tin cậy đều không có hay sao chẳng lẽ người khách này cậu một chút cũng không hiểu rõ sao lê thiếu lướt nhìn ông một cái thản nhiên nói nhạc tổng nếu ông có việc vậy thì đi làm đi không cần ở đây cùng với tôi nữa không sao đâu nhạc tổng giật nảy mình, vội vàng cười ha hả nói, ha ha, Lê Thiếu nói gì vậy, tôi có thể có chuyện gì. Lê Thiếu ra cậu ở đây, chính là việc lớn nhất của tôi rồi. Lại đưa tay lên lau mồ hôi. Một câu nói không tốt, thiếu chút nữa đắc tội rồi. Đến rồi. Đột nhiên, Lê Thiếu mạnh mẽ đứng dậy, xài bước nhanh về phía cửa đại sảnh. Nghe qua, giọng nói của Lê Thiếu vô cùng su y gờ sứ y gờ, mơ hồ còn mang theo chút ý mong mỏi khó nói nên lời. Nhạc tổng vội vàng nhìn theo phía phát ra tiếng, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cả nửa ngày cũng không nói nên lời. chương 299, không nể mặt. Cửa đại sảnh bên kia, không ngờ lại dừng lại một chiếc xe taxi. Là loại xe vô cùng bình thường. Người khách cực kỳ cao quý làm cho Lê Thiếu ra đợi gần một tiếng rưỡi đồng hồ, cư nhiên lại cưỡi loại xe taxi bình thường này đến đây. Thật sự đảo điên rồi, hoàn toàn không giống những gì nhạc tổng nghĩ ban nãy. Nhưng Lê Lạc đã bước về phía chiếc xe taxi kia, bước chân rất vội vã, thậm chí có thể xem là đang chạy rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Lê Lạc là mong đợi để gặp được vị khách này đến cỡ nào. Đương nhiên, đây cũng là biểu thị một loại thái độ. Nhạc Tổng dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, rất nhanh liền hồi phục tinh thần, lập tức cũng chạy chậm theo. Đứa bé giữ cửa mở cửa chiếc taxi, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy áo màu đỏ, thắt hai bím tóc đen nhánh Chân mang theo giày da dây ngắn màu đỏ nhảy xuống, rất thoải mái duỗi thân người mềm mại. Thi, Uyển tiểu thư." Bước chân của Lê Thiếu liền dừng lại, khắp mặt hiện lên ý cười, giơ tay chào hỏi với thiếu nữ mặc áo đỏ. Vị Uyển tiểu thư này, hiển nhiên chính là Uyển Thiên Thiên vừa mới cao hứng từ chợ đồ cổ quay về rồi. Đối với sự chào hỏi của Lê Lạc, Uyển Thiên Thiên chỉ hơi xoa cầm một chút, dáng vẻ không thèm để ý chút nào, lập tức liền chuyển hướng về phía trong xe. Tiêu phàm bước xuống. Huyền thiên thiên cười hì hì vươn tay ra, khoác lấy tay hắn. Tiêu phàm cũng không hề cự tuyệt. Đối với Uyển thiên thiên, chỉ cần cô không càn quấy quá, những động tác nhỏ bình thường, tiêu phàm sẽ không trách mắng. Dù sao cũng đã chân thành thẳng thắn gặp người ta rồi, hơn nữa bây giờ mỗi ngày làm trị liệu chữa thương một lần, đa số thời gian cũng phải ôm ôm ấp ấp. Cái này cũng không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân chính là tiêu phàm rất lo lắng, bản thân mình quản thúc quá nghiêm với huyền thiên thiên, hiệu quả rất có thể sẽ hoàn toàn tương phản. Tâm lý nghịch phản của huyền đại đương ra quả thật không thể khinh thường. Thực sự đem cô, ép, cao độ, cô ta sẽ nghiêm túc làm càn một trận cho ngươi xem. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lê Thiếu Gia mãnh liệt trầm xuống, sắc đỏ dị thường, hiện ra từ trên mặt anh ta, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Nhạc tổng lại dường như hiểu ra vài phần. Nhìn điệu bộ này, phái đoàn này, tám chín phần là con cháu quan lại đến từ Bắc Kinh. Bằng không, thật không thể giải thích nổi tại sao Lê Thiếu lại ở chỗ này vất vả đợi hơn một tiếng đồng hồ. Mấy vị này mặc dù quần áo bình thường, song khí độ bất phàm, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đều là người đã trải qua sự đời đấy. Chỉ có điều một nam ba nữ, quan hệ bên trong của họ có chút làm người ta khó hiểu. Không biết ai với ai mới là một đôi đây. Hay là một trọi ba loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, mà là khả năng rất lớn. Những người trẻ tuổi bây giờ, chơi muốn điên rồi, càng không cần nói tới các công tử Bắc Kinh, chơi một vài cô gái tính là cái gì. Chỉ có điều, ba cô gái này khó tránh khỏi quá xinh đẹp rồi, mỗi người đều có thể đạt đến cấp bậc yêu nghiệt. Nhạc Tổng không kìm nổi lo lắng thay cho tiêu phàm, coi thân thể mỏng như thế, dường như giống dương liễu trước gió, làm sao chịu nổi đây. Quyền tiểu thư, xin chào. Lúc này, Lê Lạc sớm đã hồi phục tinh thần, đi nhanh tới, mang theo nụ cười mỉm, phong độ nhẹ nhàng. "Lê công tử." Uyển Thiên Thiên lúc này mới không mặn không nhạt chào hỏi với Lê Lạc. "Uyển tiểu thư, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Thời gian này, Uyển tiểu thư thế nào? hẳn là sống rất tốt chứ?" "Cũng được." Uyển Thiên Thiên vẫn là không mặn không nhạt, dường như đối với vị Lê công tử này cũng không có chút nhiệt tình nào, so với thần sắc kích động không ngừng trong mắt Lê Lạc mà nói nói cái mặt nóng bừng của Lê Lạc dán trên cái mông lạnh cũng không quá đáng. Giữa tuấn nam mỹ nữ, vẫn là thường xuyên xuất hiện giống mấy giai đoạn hay chiếu trong phim. Càng là mỹ nữ, lại càng kiêu ngạo. Quyền tiểu thư, mấy vị này là... Sắc mặt Lê Lạc hơi biến ảo, lập tức lại khôi phục ánh mặt trời rạng rỡ chuyển hướng về đám người tiêu phàm. Bạn của ta, Quyền Thiên Thiên trả lời, cực kỳ đơn giản. Xin chào, Lê Tiên Sinh, tôi họ tiêu. Tiêu Nhất Hành bạn của thiên thiên. Tiêu phàm chủ động giơ tay về phía Lê Lạc, khuôn mặt mỉm cười. Mắt nhìn thấy Uyển thiên thiên không hề có ý muốn giới thiệu Lê Lạc cho mọi người, tiêu phàm liền lựa chọn chủ động. Ở khách sạn lớn này làm cho người ta khó xử, cũng không thỏa đáng. Vị Lê Công Tử này vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm, có chút lai lịch, ít nhiều nên giữ lại cho người ta vài phần thể diện, đây cũng là lễ tiết cơ bản của việc làm người ấn tượng mà uyển thiên thiên đem đến cho người khác chính là loại thiếu nữ xinh đẹp điêu ngoa cô có thể ở trước mặt nam giới không hề giảng đạo lý tiêu phàm không thể làm như vậy tiêu chân nhân không đương nhiên không sợ người khác báo thù gì gì đó với cách hành sự không kiêng nể gì như uyển thiên thiên thật không hợp với tính cách của hắn lê lạc đang không biết nên rút lui như thế nào thấy tiêu phàm giơ tay qua lập tức âm thầm thở phào một cái vội vã đưa tay ra bắt mỉm cười nói xin chào xin chào tiêu tiên sinh Tôi là Lê Lạc. Ừm, xem như là người quen của Uyển tiểu thư. Nhạc tổng ở một bên lại lâm vào hồ đồ. Nghe qua, Lê thiếu và mấy vị này thực sự không quen, duy nhất quen biết một vị Uyển tiểu thư, cũng chỉ là một người quen, thực ra điều kỳ lạ là Uyển tiểu thư đối với Lê thiếu một chút sắc mặt tốt đều không có. Nếu không phải là xem thường Lê thiếu, chính là cơ bản không biết lai lịch của Lê thiếu. Thế nhưng Nhạc tổng vẫn có thể lý giải được, cho dù người khác đều không đi quản lý anh ta chỉ cần sự xinh đẹp thiên kiều bá mị của một mình huyền thiên thiên, cũng đủ rồi. Lê Lạc cho dù có giỏi thế nào đi chăng nữa, cũng là đàn ông. Chỉ cần là đàn ông, bị một báu vật như vậy hấp dẫn, cũng là chuyện đương nhiên. Người đàn ông nhìn thấy huyền thiên thiên còn có thể trầm ổn được, quả thật không nhiều. Huống hồ hai vị còn lại, cũng là đại mỹ nữ nổi bật như thế, ba khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt như thế, khiến cho mắt người khác đều hoa lên. Tính cả nhạc tổng là tổng giám đốc của đại đường Vương Triều, ngày bình thường gặp qua các loại mỹ nữ nhiều như cá giết qua sông, bây giờ cũng hoa cả mắt. Đột nhiên cảm thấy, tất cả mỹ nữ từng gặp trước đây, tư sắc quả thật quá tầm thường. Nhiều nhất cũng chỉ tính là, đàn bà, mà thôi, mỹ nữ đều với không đến. Xin hỏi tiêu tiên sinh, sống ở đâu vậy? Quen biết với Uyển tiểu thư lâu rồi thì phải. Lê Lạc bắt tay tiêu phàm, cười hỏi, tinh quang trong mắt lóe ra, quét tới quét lui trên mặt Tiêu Phàm. Lê Lạc mặc dù không biết phó thuật, thế nhưng bình thường luôn luôn chú trọng rèn luyện thân thể, bàn tay khô giáo có lực, cực kỳ đẹp trai có phong độ. Người như vậy, kỳ thực rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, bất kể là cùng giới hay là khác giới. Nếu như ánh mắt của anh ta không sắc bén như vậy. Vị này dường như vừa tiến lên liền trực tiếp xem Tiêu Phàm là tình địch. Làm việc ở Bắc Kinh, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều đáp lại lại cũng không đi ngược lại lời truy hỏi của Lê Lạc. Lê Lạc đối với hắn trong lòng mang, địch ý, đó là chuyện của Lê Lạc. Người nào cũng biến thành đối thủ, động một chút lại nổi trận lôi đình, hôm nay muốn xử lý cái này ngày mai muốn xử lý cái kia, còn không mệt chết hay sao? Đấy không gọi là đại thiếu gia nhà quyền thế, đó là loại không có đầu óc điển hình của nhà giàu mới nổi. Mắt thấy Lê Lạc còn muốn mở miệng, Uyển Thiên Thiên đã có chút không kiên nhẫn nói, Lê Công Tử, có chuyện gì không? Bọn ta đi dạo một ngày, có chút mệt rồi, muốn quay về phòng nghỉ ngơi. Ngài nếu không có chuyện gì, vậy đi làm việc của ngài đi. Đừng ở chỗ này làm cho người khác ghét. Trên mặt Lê Lạc hiện lên một chút xấu hổ. Thật lòng mà nói, Lê thiếu gia nhiều năm như vậy, rất ít khi bị người khác dò xét như vậy. Càng không cần phải nói những người mà anh ta quen biết, mọi người đều cung kính anh ta giống như thái dương vậy, cho dù ở nơi không phải rất quen thuộc, người bình thường thấy anh ta khí độ bất phàm. Thông thường cũng rất nể mặt, không ít thiếu nữ thiếu phụ còn chủ động dính vào. Bình tĩnh mà xem xét, bất luận tướng mạo hay là khí chất, Lê Lạc đều là hàng cực phẩm. Nhưng Uyển tiểu thư lại không vì Lê thiếu mà thay đổi, đây cũng gọi là không có cách nào. "Uyển tiểu thư, chúng ta cũng mấy tháng không gặp rồi phải không? Lần này nếu như trùng hợp như vậy gặp được, tôi nghĩ." "Ai, chờ một chút." Lời của Lê Lạc còn chưa nói hết, Uyển Thiên Thiên liền không khách khí cắt ngang mắt hạnh mở to nhìn lê lạc từ trên xuống dưới trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác tôi còn đang muốn hỏi anh đây nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh giống như đặc biệt đang đợi tôi anh làm sao biết được tôi đến cố đô rồi làm sao biết tôi ở khách sạn này anh không phải là đang giám sát tôi đấy chứ lê lạc đầu tiên là cả kinh ngay sau đó lập tức cười khổ mở hai tay ra nói huyền tiểu thư cô thế này quả là oan uổng cho tôi rồi tôi cho dù có muốn theo dõi cô, cũng phải có điều kiện đó mới được. Tôi thậm chí ngay cả số điện thoại của cô cũng không biết nữa. Người khác còn chưa ra sao, nhạc tổng bên cạnh đã hoàn toàn choáng váng. Đây cũng quá thể rồi đó chứ. Người khác không biết lai lịch cụ thể của Lê Lạc, ông lại rất rõ ràng. Trên mảnh đất cố đô này, Lê Lạc có thể nói là đại thiếu gia đẳng cấp số 1. Bằng không, nhạc tổng ông đường đường là cán bộ cấp phó giám đốc sở tôn quý, cũng không đến mức cam tâm tình nguyện đi theo một vãn bối cười cười lấy lòng. Uyển tiểu thư này quả thật châu bò. Xinh đẹp thật sự có thể làm cơm ăn, không chỉ có thể làm cơm ăn, còn có thể điều khiển khuôn mặt của lão đại. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên sầm xuống, lạnh lùng nói, vậy anh có thể giải thích cho tôi một chút không? Ha ha, thật ra là thế này, tối hôm qua các cô không phải ở lại khách sạn này sao? Tôi cũng đến khách sạn ăn cơm, khi mọi người ra cửa gọi taxi. Tôi vừa vặn nhìn thấy. Còn chưa kịp chào hỏi, mọi người đã đi mất rồi lê lạc cười giải thích, thậm chí còn gãi đầu, có phần hơi ngượng ngùng. Tối hôm qua không ngờ lại đụng Huyền Thiên Thiên bọn họ ở khách sạn này gọi xe đi ra ngoài, trùng hợp lúc đó anh ta mời một vị khách cực kỳ quan trọng ăn cơm, không tiện đuổi theo. Sau đó cha ở Quầy Lễ Tân, biết được Huyền Thiên Thiên ở khách sạn Đại Đường Vương Triều, lập tức vui mừng quá đỗi. Lẽ ra tin tức của khách sạn là không thể tùy tiện điều tra thế nhưng cái điều lệ chế độ này ở trước mặt Lê Lạc chỉ là một trang giấy trắng. Tối qua tiếp khách muộn, không tiện làm phiền, hôm nay sáng sớm đã đến đây, muốn thăm hỏi Uyển tiểu thư, không ngờ Uyển tiểu thư ra ngoài còn sớm hơn anh ta, không biết là đi đâu. Lê Lạc liền thông qua thuộc hạ, không kìm được hỏi thăm hướng đi của người khách phòng 302, biết Uyển Thiên Thiên buổi trưa không về khách sạn, buổi chiều bèn gấp rút đến đây ngồi đợi. Uyển Thiên Thiên có quay về khách sạn ăn cơm không? Thực lòng, trong lòng Lê Lạc một chút ước lượng đều không có, thuần ví là ôm tâm tư gặp vận may. Chỉ cần Uyển Thiên Thiên chưa trả phòng khách sạn, vẫn sẽ cần quay về nghỉ ngơi. Cũng là trời không phụ lòng người, cư nhiên đợi hơn một tiếng, cũng có thể đợi được Uyển Thiên Thiên rồi. Chỉ có điều thái độ này của Uyển tiểu thư, làm cho Lê công tử có vài phần buồn bực. Chương 300, đặc sản địa phương chính thống khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, nhìn qua có phần như đang nghiền ngẫm. Tia cười này không chạy được khỏi đáy mắt của Uyển Thiên Thiên, trên thực tế, từ khi Lê Lạc xuất hiện, Uyển Thiên Thiên liền không ngừng quan sát biến hóa trên mặt Tiêu Phàm. Mặc dù cô và tên Lê Lạc này cũng chẳng có quan hệ gì. Nhất định nói có quan hệ, chính là đã từng gặp mặt hai lần, Lê Lạc xin số điện thoại của cô, Uyển Thiên Thiên không đồng ý. Nếu không phải khéo như vậy đụng phải ở chỗ này, giữa cô và Lê Lạc sẽ không xảy ra bất kỳ một sự gặp gỡ nào bọn họ vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới lê lạc nếu biết được thân phận thật sự của uyển thiên thiên không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì cho dù uyển thiên thiên có đẹp hơn nữa lê thiếu chỉ sợ cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi thế nhưng nụ cười đầy thâm ý này của tiêu phàm thật sự có chút làm cho tiểu nha đầu này bốc hỏa tôi và anh ta cái gì cũng không phải anh trưng vẻ mặt thì ra là thế làm cái gì nói như vậy nghĩa là anh đặc biệt ở chỗ này chờ tôi trở về sao? Trên mặt Uyển Thiên Thiên đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói với Lê Lạc. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Không đợi Lê Lạc nói cho hết lời, Uyển Thiên Thiên liền cắt ngang, hỏi, "Đã lâu không gặp, Lê công tử định mời tôi ăn tiệc hả?" Lê Lạc không khỏi sửng sờ một chút, thái độ của Uyển Thiên Thiên đột nhiên chuyển biến, Lê Lạc làm sao có thể không nhìn ra là cô đang cố ý giận dỗi trước mặt Tiêu Phàm? Nhưng không biết Huyền Thiên Thiên và Tiêu Phàm rốt cuộc là loại quan hệ nào, ít nhất hiện tại Huyền Thiên Thiên đã cho Lê Lạc Anh một cơ hội. Như vậy là đủ rồi. Những thứ khác, cần gì phải để ý nữa. Tôi quan tâm anh là ai, muốn ôm được mỹ nhân về, vậy phải dựa vào bản lĩnh. Trong xương cốt của Lê Thiếu không phải là tính cách ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhường. Thế giới bây giờ, ai có bản lĩnh, đồ tốt liền thuộc về người đó có bản lĩnh đi cướp, không có bản lĩnh đi chết. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, uyển tiểu thư, tiêu tiên sinh, mấy người các vị vẫn chưa ăn cơm phải không? Cũng thật khéo, bây giờ đúng là giờ cơm, vậy thì mong mấy vị nể mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Quả đầu dưa của Lê Lạc xoay chuyển nhanh như chớp, lập tức bèn tiếp lời uyển thiên thiên, cười có lời mời. Hơn nữa rất hiểu được kỹ xảo cưa gái, cũng không vội vã muốn tách uyển thiên thiên và tiêu phàm. Nếu thật sự làm như vậy, khó tránh khỏi quá keo kiệt, mỹ nữ thông thường đều sẽ không thích. Đến mỹ nữ ở đẳng cấp này như Uyển Thiên Thiên, thực sự cho rằng dựa vào một bữa cơm, đưa một chút phú quý, liền có thể đem góc tường này nạy ra, vậy thì quá ngây thơ rồi. Cho rằng đang cưa gái trên mạng hay sao? Nhạc tổng ở một bên lập tức phụ họa, đúng vậy đó, các vị, khách sạn của chúng tôi bất kể là đồ ăn Tây hay đồ ăn Trung Quốc, đều được xem là khá có đặc sắc đấy. Nhạc tổng bên cạnh đứng lâu như vậy, xứng sốt đến ngay cả một cơ hội giới thiệu cũng không có, nghĩ tất cũng có vài phần buồn bực. Bất kể nói thế nào, Tổng Giám đốc của khách sạn Đại đường Vương Triều, cán bộ lãnh đạo cấp phó Giám đốc Sở, ở trong thành cố đô này, không lớn không nhỏ cũng được tính là một nhân vật, còn thực sự bị người ta xem thành không khí hay sao. Mắt thấy Lê Thiếu tỏ vẻ bỡ đỡ săn đón với Uyển Thiên Thiên, nhạc tổng tự nhiên ở bên cạnh phải ra tay trợ giúp. Lão nhạc là một người hiểu chuyện, biết rằng muốn nhận được sự coi trọng thật sự của Lê Thiếu, giúp đỡ trên những chuyện này là đáng tin cậy nhất nếu thật sự tác thành chuyện tốt rất có khả năng từ nay về sau sẽ trở thành anh em của lê thiếu rồi chỉ cần lê thiếu ở trước mặt cậu của anh ta nói tốt vài câu đừng nói đến điều nhiệm một chức cục trưởng nói không chừng đi ra ngoài làm một bí thư quận chủ tịch quận cũng có khả năng làm cấp phó chủ tịch thành phố trực thuộc của tỉnh bí thư quận chủ tịch quận của thành phố cố đô cũng là cấp phó giám đốc sở điều nhiệm chức vụ như vậy cấp bậc của nhạc tổng là đủ nhưng thực quyền hiển nhiên không giống nhau. Lê Lạc giờ mới lên tiếng, "Ồ, oh, quên giới thiệu với mấy vị, vị này là Nhạc tổng, tổng giám đốc của khách sạn Đại Đường Vương Triều, bạn của tôi." Nhạc tổng vội vàng giơ tay về phía Uyển Thiên Thiên, luôn miệng nói, "Uyển tiểu thư, xin chào xin chào, hoan nghênh ở lại khách sạn Đại Đường Vương Triều của chúng tôi, tôi đại diện cho toàn bộ nhân viên của khách sạn, biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất với các vị." Bất chi bất giác liền dùng những lời nói khách sáo trên quan trường. Trên bản chất, nhạc tổng không phải là thương nhân, mà là cán bộ. Đối với cánh tay giờ đến của nhạc tổng, Uyển Thiên Thiên làm như không thấy, chỉ cười gật gật đầu. Tuyệt đối không phải người nào, Uyển Đại Đương ra cũng sẽ bắt tay với họ. Có thể đưa ra một bộ mặt tươi cười, thế còn không phải do Uyển Đại Đương ra hôm nay tâm tình không tệ hay sao? Đừng thấy Uyển Thiên Thiên bề ngoài tiêu diêu thanh thoát, thực tế trên chuyện nam nữ, cực kỳ bảo thủ. Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên còn chưa kéo tay bất kỳ một nam tử trẻ tuổi nào, hơn nữa, thân ở trên giang hồ, ngay cả lễ tiết bắt tay như vậy cũng rất ít dùng đến. Cũng may Nhạc tổng kinh nghiệm khảo nghiệm phi thường, rất có bản lĩnh nhẫn nhịn, Uyển Thiên Thiên không bắt tay với ông, ông cũng không tức giận, lập tức liền chuyển hướng sang phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn là khách khí bắt tay với ông ta một cái. Uyển tiểu thư, hai vị mỹ nữ này là Đợi nhạc tổng và tiêu phàm bắt tay Hàn Huyên xong, Lê Lạc rốt cuộc cúng, tranh thủ thời gian, hỏi thăm đến tình hình cơ bản của hai vị đại mỹ nữ còn lại. Không phải nói tân lâm, đường huyên không đẹp bằng Huyền Thiên Thiên, mà là phàm việc gì đều cần coi trọng thứ tự trước sau. Tối hôm nay, Lê Lạc chính là hướng về phía Huyền Thiên Thiên. Chính phụ rõ ràng, hỏa lực cần tập trung. Giả sử thấy những mỹ nữ khác, lập tức quyết đoán ném Huyền Thiên Thiên qua một bên, chỉ sợ anh ta cưa ai cũng không được chuyện cưa gái này mặc dù thủ đoạn khác nhau nhưng những nguyên tắc cơ bản vẫn cần phải tuân thủ vị này là tân lâm đại tỷ của ta vị này là đường huyên nhị tỷ sự giới thiệu của uyển thiên thiên cũng là có sự thú vị khác biệt tân lâm lập tức liền trừng mắt nhìn cô bản thân mình từ lúc nào biến thành đại tỷ của cô ta rồi chị em kết nghĩa hay là thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn của uyển thiên thiên nghiêm nghị trang trọng căn bản không giống như dáng vẻ đang đùa giỡn. Thế nhưng dựa vào tính tình của Tân Lâm, hiển nhiên sẽ không hướng về phía Lê Lạc giải thích cái gì nhiều. Lê Lạc lại không phải bạn của nàng, hơn nữa Tân Lâm chưa hề cảm thấy mùi nguy hiểm gì từ trên người Lê Lạc, vậy chứng minh anh ta không có khả năng là kẻ địch, nếu đã như vậy, Tân Lâm thậm chí nói thêm vài câu thú vị với Lê Lạc đều là không thể. Đại tỷ thì đại tỷ. Đường Huyên hé miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng kỳ thật có thể mơ hồ đoán được tâm tư này của Uyển Thiên Thiên. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên ngày thường làm việc xảo trá tai quái, nhưng Đường Huyên và cô cùng nhau lớn lên, xét cho cùng, Uyển Thiên Thiên cũng là một thiếu nữ hoài xuân. Đại tỷ, Lê Lạc cũng sững sờ một lát, Uyển Thiên Thiên trang điểm quả thật rất trẻ, nhìn qua, Tân Lâm là lớn hơn Uyển Thiên Thiên 1 2 tuổi, thế nhưng Đường Huyên làm sao lại là nhị tỷ được? Đường Huyên rõ ràng so với Tân Lâm còn lớn hơn 1 2 tuổi. Thế nhưng lê lạc lập tức lại khôi phục lại bình thường biết chuyện này không thể tìm hiểu sâu giao tình của anh ta và uyển thiên thiên còn chưa đến mức độ đó hôm nay chỉ cần có thể mời bọn họ cùng nhau ăn cơm có được phương thức liên lạc chính là đại thắng lợi giả dụ sau bữa cơm có thể mời đi hát giải trí một chút hiển nhiên không gì có thể tốt hơn nữa nên từng bước từng bước đến chào hai vị chào hai vị uyển tiểu thư tân tiểu thư đường tiểu thư tiêu tiên sinh mời đi bên này Lê Lạc nhiệt tình mời. Ngay ở khách sạn Đại Đường Vương Triều mời khách, vẫn là thuận tiện. Hai chân Tân Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, thản nhiên nói, nghe nói thịt dây ngâm bánh bao không nhân của quán, tốt lại đến, làm được rất có hương vị. Tốt lại đến. Lê Lạc chố mắt lên, hiển nhiên, anh ta căn bản là chưa hề nghe nói đến cái tên này. Cuống hồ, chỉ nghe đến cái tên này liền biết, sẽ không phải là cái nơi cao cấp gì, làm sao nghe tên lại giống tên một quán ăn hè phố vậy. Lê Thiếu ra từ nhỏ đến lớn, thực sự chưa hề ăn đồ ở tiệm quán ăn hè phố bao giờ. Có lẽ lúc nhỏ ăn qua, thế nhưng hiện tại tự nhiên sớm đã quên rồi. Trên mặt nhạc tổng cũng lộ ra thần sắc cổ quái, dường như lần đầu đụng phải một chuyện lạ như vậy. Có người mời cơm ở đại đường Vương Triều, kết quả khách lại đề xuất muốn đi ăn ở một quán ăn hè phố đây không phải là đánh vào mặt tổng giám đốc đại đường vương triều ông trước mặt mọi người sao tân lâm thần sắc tự nhiên không hề có cảm giác lời đề nghị của bản thân có gì không ổn nàng vốn dĩ chính là tính cách như thế này cái gọi là đại khí cao cấp trong thế tục có liên quan gì đến nàng tiêu phàm mỉm cười nói nếu như đã đến cố đô rồi quả thực nên nếm qua một chút hương vị của địa phương lê thiếu lúc này mới hồi phục tinh thần lại lập tức nói tân tiểu thư thích ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân sao không thành vấn đề nhạc tổng đầu bếp khách sạn của ông hẳn là biết làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân chứ nhạc tổng cười nói lê thiếu yên tâm chỉ cần là khách sạn ở cố đô sẽ không có đầu bếp nào không biết làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân thịt dê ngâm bánh bao không nhân vốn dĩ chính là món ăn vật đặc sắc nổi tiếng nhất của cố đô thậm chí của cả tỉnh tần quan cả đại tây bắc đều là vang danh lẫm liệt Muốn ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, đến Cố Đô được xem là đến đúng nơi rồi. Biết làm là biết làm, làm có đúng hương vị hay không, vậy thì chưa chắc. Mắt thấy Tân Lâm vẫn không hề có động tĩnh gì, Uyển Thiên Thiên ở bên cạnh liền nói: "Nếu như cái tiệm tốt lại đến, được nói ra từ miệng của Tân Lâm này, tối hôm nay hoặc là mọi người đều không ăn cơm, nếu muốn ăn cơm, vậy thì không thể đi nơi khác, không phải quán tốt lại đến thì không được." Nói thật lòng, Uyển Thiên Thiên trước mặt tiêu phàm xảo trá tai quái, trong lòng lại thật sự cho chút, cây ết yêu ta ép tân lâm. Cũng không biết là lý do gì, có lẽ, cũng bởi Uyển Thiên Thiên đã xem tân lâm như, đại tỷ, rồi. Nghe Uyển Thiên Thiên cũng nói như vậy, Lê Thiếu ra không trần trừ thêm nữa, lập tức nghiêng đầu về phía nhạc tổng nói, nhạc tổng, nếu mấy vị đây đều muốn đi tốt lại đến ăn món đặc sản, vậy không phiền đến đầu bếp lớn của ông rồi, ông có biết tốt lại đến, ở nơi nào không? Tôi có chút không nhớ rõ rồi. Làm sao có thể nhớ được khi mà chưa từng qua đó? Mấy bà mẹ trẻ này thật khó hầu hạ. Nhạc Tổng âm thầm cười khổ một tiếng, trong lòng oán ngầm không thôi, trên mặt lại hiện ra nụ cười rạng rỡ, nói: "Xem ra các vị đối với quán ăn trăm năm của Cố Đô chúng tôi rất hiểu rõ. Món thịt dê ngâm bánh bao không nhân của tốt lại đến, quả thật được làm rất đặc sắc. Đến đây, các vị mời bên này." Nhạc Tổng đưa tay ra, lưng khẽ cúi làm một tư thế mời nhưng cũng tính toán làm người dẫn đường cho bọn họ nhắc đến cũng khó trách hôm nay cùng với lê thiếu ở đây ngu ngốc đợi hơn một tiếng đồng hồ mới đợi được mấy vị bà cô này nói thế nào cũng cần phải cùng nhau ăn bữa cơm không vì cái khác nhất định phải tranh thủ lưu lại trong lòng lê thiếu một ấn tượng tốt có thành ý bằng không thật sự là hỏng kế hoạch nhìn thấy dáng vẻ biết rõ ràng của nhạc tổng lê lạc âm thầm thở phào một cái không cần phải tóm người khác hỏi đường nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.